chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 41, Thuê người tin tức, Chu Kiến Quân vừa nghe xong đại hỷ, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền có thể mời đến Giang Minh Nguyệt vội vàng đi theo giang minh nguyệt đi đại đội trưởng nhà mở thư giới thiệu ngô xuyên trụ bọn hắn có chút không yên lòng giang minh nguyệt an ủi thế nào còn có thế có người đến hoặc ta lão bà tử này a à? chu kiến quân cũng liền liền cam đoan đồng thời còn đem trong nhà địa chỉ cùng đơn vị làm việc đều nói một lần lúc này mới bỏ đi anh em nhà họ ngô mấy cái lo lắng trương minh đức nghe xong có người từ dặm đến mời giang minh nguyệt đi xem bệnh cũng rất kinh ngạc nhưng lại lên tiếng hỏi nguyên do sau rất sung sướng liền cho mở thư giới thiệu hiện nay không phải ngày mùa đợi lại nói phụ nữ lúc đầu cũng liền mèo đông cho nên muốn đi ra ngoài mở thư giới thiệu vẫn là rất dễ dàng cầm thư giới thiệu chu kiến quân liền vô cùng lo lắng mang theo gian minh nguyệt hồng thuốc nhỏ mang theo nàng đi đuổi xe lửa nhỏ đi sớm xem bệnh mẹ hắn liền sớm một chút không chịu tội chu gia vẫn là trước đó dáng vẻ khương lão thái thái ho khan còn rất nghiêm trọng chẳng qua tinh thần đầu cũng không tệ lắm chắc là khoảng thời gian này ăn ngon tâm tình cũng tốt duyên cớ nàng nhìn thấy Giang Minh Nguyệt rất là khách khí, còn đổ đường trắng nước cho nàng. Đầu năm nay mua đường đều là muốn phiếu, mà ngân phiếu định mức là mỗi tháng định lượng, cho nên có thể dùng nước chè đến chiêu đãi khách nhân tuyệt đối là phi thường coi trọng đối phương. Giang Minh Nguyệt cảm ơn sau liền đi thẳng vào vấn đề cho Khương Lão Thái Thái bắt mạch, lại hỏi thăm được bệnh thời gian dài ngắn cùng bốn mùa bên trong khác biệt biểu hiện. Bệnh của nàng kỳ thật cũng đơn giản, chính là lão niên mãn tính nhánh khí quản viêm, trước mắt sẽ không cần mệnh, nhưng là cũng xác thực đáng ghét, hàng năm đều muốn phát bệnh 2 đến 3 tháng, mà lại bụi, khói bụi, phấn hoa, lạnh nóng không khí đều là dị ứng nguyên, cho nên điều trị lên sẽ rất phiền phức. Trường Kỳ xuống dưới còn sẽ có hô hấp suy kiệt, chậm ngăn phổi chờ bệnh biến chứng, cũng sẽ muốn mạng. Chẳng qua nàng trị liệu qua rất nhiều cùng loại ca bệnh, trị lên Khương lão thái đến cũng liền không tính việc khó. Có giấy bút sao? Có, có có. Chu Kiến Quân lập tức đi lấy. Giang Minh Nguyệt nhìn một chút là bút máy liền nhíu mày, duy trì nhân thiết nói, ta sẽ chỉ bút lông, dạng này, ta đến nói, ngươi đến viết đi, án lấy cái này phương thuốc đi lấy thuốc, ăn được một tuần, mẫu thân ngươi tình huống liền có thể thấy hiệu quả, mặt khác ta lại muốn cho nàng ghim kim cứu, lúc bắt đầu một ngày, một lần, một tuần sau một tuần một lần liền có thể, ước chừng hai tháng đi, cái này bệnh hẳn là có thể khống chế lại, về sau chú ý giữ gìn cũng liền đi, tạ ơn tạ ơn. Rất đa tạ sông thiếm, chu kiến quân vui mừng quá đổi, không nghĩ tới thật sự có người có thể nói có thể trị hết mẫu thân bệnh. Khương Lão Thái cũng cao hứng phi thường, vốn cho rằng chính là nhi tử mời đến hống mình vui vẻ, trấn an mình, không nghĩ tới vậy mà thật có thể trị bệnh của mình. Hai tháng A, hai tháng liền có thể cáo biệt cái này dây dưa mình gần 10 năm khục tật, đây thật là quá tốt. Khương Lão Thái tâm hoa nổ phóng. Nhất là Giang Minh Nguyệt cho nàng đâm xong lần thứ nhất châm cứu cả người đều dễ chịu rất nhiều về sau, lòng cảm kích càng là lộ rõ trên mặt đại muội Tử A, ngươi về sau mỗi ngày đều muốn cho ta kim kim cứu, không bằng ngươi liền ở lại đi, cùng ta một cái phòng, không phải như thế chạy tới chạy lui quá dày vò. Đúng, ở lại đi, trong nhà có địa phương. Chu Kiến Quân cũng nhiệt tình mời. Không cần, trong thành phố cùng trên trấn thông xe lửa nhỏ, nửa giờ liền đến, ta sớm tới tìm buổi sáng liền có thể hồi buổi chiều trong nhà còn có thể làm việc đâu nông dân trong nhà trong đất đều là việc mà lại ta là bên kia duy nhất bà mụ nói không chính xác nhà ai liền có sinh con cái này vạn nhất có cái khó sinh tìm không thấy người chẳng phải chậm trễ sự tình nha giang minh nguyệt lần này giải thích để chu kiến quân hai mẹ con cũng chần chờ cái cuối cùng lý do xác thực rất cường đại hai nàng cũng chỉ có thể coi như thôi vậy liền vất vả ngươi đại mùi tử không biết cái này tiền xem bệnh muốn bao nhiêu tiền a à? đúng a à. Song thiếm, tiền xem bệnh bao nhiêu tiền a? À? Chu Kiến Quân cũng trông mong nhìn xem Giang Minh Nguyệt. Giang Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, ta đến liền phải chậm trễ nửa ngày công, còn phải tốn vừa đi vừa về lộ phí, hành hạ như thế chí ít 14 ngày, cũng phải nhanh bảy khối tiền tổn thất. Ngươi đem những cái này cho ta thanh lý, sau đó xem bệnh phí cũng chỉ muốn ngươi đã cho ta kia một khối tiền là được, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lưu ý một sự kiện. Chuyện gì a? À? Chu Kiến Quân liền vội hỏi ta nghĩ muốn hiểu rõ hạ dặm nhà máy thuê người tình huống, nhà ta tiểu nhi tử năm nay 18, có tốt nghiệp tiểu học chứng, ta hy vọng hắn có thể trở thành một cái công nhân mà không phải cả một đời trong đất kiếm ăn, dù là dùng tiền mua cái danh ngạch cũng được, mỗi cái xưởng thuê người thời gian đều không quá đồng dạng, mà lại trong hai năm qua cơ bản đều không khai công, trừ phi là con cái tiếp phụ mẫu bang, không qua sông thím ngươi mở miệng, ta khẳng định giúp ngài lưu ý lấy, ta đợi chút nữa cũng cùng ta nhân viên tạp vụ nhóm đều lên tiếng chào hỏi, một khi hữu chiêu công hoặc là bán công việc danh ngạch nhất định nói cho ngươi. Giang Minh Nguyệt tiền xem bệnh muốn vô cùng ít ỏi, cho nên tìm hiểu tin tức cái này sự tình hẳn là nàng coi trọng nhất, Chu Kiến Quân suy nghĩ một chút lập tức đáp ứng, đồng thời trong lòng ngầm hạ quyết định nhất định tận tâm tận lực làm chuyện này, để báo đáp nàng trị liệu mẫu thân tật bệnh ân tình. Khương Lão Thái Thái cũng liền bận biểu xuống đất thu xếp đồ ăn, đã không ở lại đây, như vậy dù sao cũng nên cho người ta ăn bữa ngon cơm đi. Cái này Giang Minh Nguyệt không có cự tuyệt, dù sao cũng thật đến giờ cơm, thậm chí đều có chút quá điểm rồi. Lâm Du gần biển, cho nên hàng hải sản rất nhiều, Khương Lão Thái nghĩ đến nàng trong núi khả năng ăn hàng hải sản không nhiều, cho nên bữa ăn này liền làm mảnh mặt bánh bột mì, cháo gạo, việc nhà hầm cá thiểu cùng dưa gan trong biển tôm nõn canh. Chu kiến quân người yêu giữa trưa tại bệnh viện ăn, cho nên chỉ có Giang Minh Nguyệt ba người bọn hắn cùng Chu Kiến Quân ba đứa hài tử, nhà hắn lão đại đã 13, là tên tiểu tử, chính là đang tuổi lớn, lượng cơm ăn kinh người, lão nhị 10 tuổi, là cái nhu thuận tiểu cô nương, ăn cơm nhã nhặn tỉ mỉ, rất giống Khương lão thái thái, lão tam mới 6 tuổi, là cái nhí nha nhí nhảnh cậu bé, vừa ăn cơm một bên không ngừng nhìn Giang Minh Nguyệt, một bộ rất hiếu kỳ dáng vẻ, nãy nãy, nông thôn đều là dơ giấy bẩn thiểu kém đầy đất gà ăn cứt chó sao, tiểu binh ngươi nói bậy bạ gì đó, ăn cơm cũng không chận nổi miệng của ngươi sao, Chu kiến quân lập tức quát, sau đó nhìn Giang Minh Nguyệt ấy nấy cười xong thím ngươi chớ để ý a, à, tiểu hài tử nói lung tung, ta không có nói lung tung a, à, ma ma chính là nói như vậy, nói dân quê đều không giảng vệ sinh, nhưng bẩn thiểu, đi ra ngoài liền dẫm cứt chó, còn thật lâu đều không tắm rửa, trên thân một cổ vị. Chẳng qua cái này nãy nãy nhìn xem rất sạch sẽ. Ngươi lại nói ta đánh cái mông ngươi á. Chu kiến quân mặt lập tức liền đen. Nghĩ đến đây lời nói là nàng dâu nói lại rất là xấu hổ. Nhìn xem Giang Minh Nguyệt vội vàng giải thích nói hắn mụ mụ tại bệnh viện công việc. Cho nên xem ai đều cảm thấy bẩn thiểu. Ngay cả chúng ta nhà nàng đều cảm thấy chưa đủ vệ sinh đâu. Không phải nhầm vào nông thôn vẫn là dặm. Sông thiếm đừng để trong lòng A. Giang Minh Nguyệt không quan trọng cười cười. Cũng không đối tiểu binh làm giải thích nhà mình hài tử nhà mình giáo dục, nàng một ngoại nhân vẫn là không xen vào tương đối tốt. Bữa cơm này ngay tại hơi xấu hổ bên trong kết thúc, cơm tất Giang Minh Nguyệt lập tức đưa ra cáo từ, Chu Kiến Quân cùng Khương Lão Thái Thái cũng có chút xấu hổ, không tốt giữ lại vội vàng đưa nàng ra ngoài, Chu Kiến Quân cưỡi xe đưa nàng đi trạm xe lửa, sau đó về đường cũ bên trên lại đi bốc thuốc, về sau trong vòng vài ngày, Giang Minh Nguyệt qua lại tại dặm cùng Liễu Thạch Hà Thôn ở giữa thỉnh thoảng liền mang về chút hương cung tiêu xả đều không có đồ vật, ví dụ như các loại hải ngư, tôm khô, trong biển, giao trụ, sò chờ một chút, người nhà họ ngô cơm nước ngày càng phong phú lên. Khương lão thái thái ho khang cũng ngày hôm đó ngày châm cứu cùng chén thuốc gia trì hạ ngày càng giảm bớt, cùng lúc đó, xung quanh quê nhà biết có một vị sẽ châm cứu hồi hương đại phu đến cho khương lão thái thái xem bệnh cũng đều hiếu kỳ xuống tới vây xem, trong đó mấy vị thuận lợi thành chương liền thành dưới tay nàng bệnh nhân biết nàng muốn cho nhi tử tìm công việc, nhau nhau giúp nàng lưu tâm nghe ngóng, rất nhanh, chu kiến quân liền mang đến cái tin tức tốt, song thiến, xưởng chúng ta có cái phụ trách rèn luyện lão sư phó muốn bán công việc đâu, nhà hắn bốn cái cô nương, không có thích hợp tiếp ban, mà chất tử một đống lớn, đều nhìn chầm chầm hắn công việc này đâu, hắn cho ai đều không tốt, dứt khoát liền nghĩ bán công việc này sau đó cho còn không có xuất giá tiểu nữ nhi mua cái bách hóa cao ốc hoặc là quốc doanh tiệm cơm công việc vì sợ chất tử nhóm đến náo, cái này sự tình liền lặng lẽ tiến hành, hắn ra giá 500, hy vọng càng nhanh càng tốt, thủ tục một lo liệu, hắn tốt an tâm ăn Tết, chương 42 Lý Đức Phúc đến tận nhà, 500, giá cả hơi cao, có chỗ để xoay vòng không? Mặt khác công việc này sau khi mua là thay thế hắn mài dũa loại công việc sao, Giang Minh Nguyệt trong lòng vui mừng nhưng cũng phải hảo hảo xác định một phen, đồng thời có thể mặc cả đó là tốt nhất, đúng, chính là mài dũa loại công việc, bất quá lúc đầu nhất định là đãi ngộ học nghề, một tháng trừ đi hóa đơn ước chừng có thể lấy được 21 khối, đại khái 3 tháng đến nửa năm có thể là đãi ngộ thành thủ, khi đó đại khái có thể có hơn 30 đồng, làm tốt còn có thể xếp hạng khác, tiền lương còn có chỗ tăng. Chu kiến quân sợ Giang Minh Nguyệt không hiểu cho nên tinh tế nói cho cô nghe, công việc mài dũa này là một công việc cần cẩn thận, kiên nhẫn, nhưng tính nguy hiểm không cao, so với lò hóa chất và định hình công nhân an toàn hơn, So với cách dễ dàng hơn, xem như là loại công việc không tồi, sau khi tiểu huynh đệ đến chỉ cần siêng năng hiếu học, rất nhanh có thể sửa chữa, về phần giá cả, tôi lại đi hỏi một chút, tranh thủ rẻ hơn một chút, nhưng có thể không gian không lớn, bởi vì công việc của nhà máy thủy tinh đúng là hàng được săn đón, bán 4-500 cũng bình thường, được, ta đi quyên góp tiền, ngươi cũng áp giá lại, nếu có thể chúng ta sắp tới sẽ làm thủ tục, Giang Minh Nguyệt gật đầu. Sau đó vui vẻ về nhà chuẩn bị đem tin tức này nói cho Ngô Thiết Trụ, ai ngờ vừa mới vào nhà liền nghe thấy một câu khiến người ta lỗ tai sinh cách, tôi đều nói: "Mẹ tôi là vì tốt cho chúng ta, bà ấy không có ý xấu, xin hãy loại bỏ chúng, ngươi mẹ chỉ vì ngươi được rồi." Giang Minh Nguyệt vừa đi vào vừa cứng rắn nói, ngay cả nghe nói tâm tình tốt của tuyển công nhân cũng bỏ đi một nửa. Người nói chuyện chính là con rể của Giang lão thái thái Lý Đức Phúc, dáng dấp ngược lại trắng trẻo, còn đeo kính gọng đen bộ dáng thật thà thành thật, đáng tiếc tính cách cùng đầu óc thật sự làm cho người ta không nói gì. Lý Đức Phúc vừa nhìn nói chuyện chính là mẹ vợ mình, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười nên đón mẹ, con trở về rồi sao, ta đến đón Quế Lan cùng bọn nhỏ trở về, sắp đến năm mới, cái này cũng không thể còn ở nhà mẹ để đi, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không thể gánh nổi xưng hô này, hiện tại biết đón vợ con trở về, sớm làm gì vậy. Tôi nói với ngươi, muộn rồi, Giang Minh Nguyệt quét một vòng phòng, chỉ có hắn và Ngô Quế Lan, sau đó chính là mấy người trong viện cùng trên màn, hài tử, mấy người lớn đều không có ở đây, người ta đâu rồi, ca tẩu đều vội vàng vận chuyển đá cùng chọn đất vàng đây, ta trở về một chuyến muốn uống nước sau đó nấu cơm trưa, ai ngờ đụng phải hắn. Ngô Quế Lan vừa thấy Giang Minh Nguyệt trở về lập tức có chủ tâm, ngữ khí nói chuyện đều cứng rắn vài phần, quả thật là có cha mẹ chống lưng cho hài tử đánh nhau đều có sức mạnh. Lý Đức Phúc chỉ làm mẹ vợ tức giận, cho nên tiếp tục cười nói tốt mẹ ơi, ngươi nói cái gì vậy? Ta đây không phải là muốn cho Quế Lan bồi tiếp ngài nhiều sao? cho nên mới vẫn không đến đón nàng. nhưng hiện tại lương thực nhà ai cũng không dư giả, làm sao còn có thể để Quế Lan mang theo hài tử ở nhà mẹ để đây? ngươi nếu thật sự nghĩ như vậy, vậy ngươi hẳn là mang theo lương thực a? À? như thế nào? ta xem ngươi hình như là tay không đến đi. Giang Minh Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Ánh mắt sắc bén như kim thép nhìn Lý Đức Phúc phản phất như không có chỗ che giấu, rất là xấu hổ. Con dâu đi nhiều ngày như vậy, lúc đầu bọn họ muốn ở thì ở đi, không bao lâu khẳng định sẽ ngoan ngoãn trở về. Dù sao đầu năm nay nhà ai cũng không có lương thực dư thừa, sao có thể nuôi ba cái miệng ăn cơm không công? Cho dù là anh ruột chị dâu cũng không được. Ai ngờ năm ngày không trở về, mười ngày còn chưa trở về, hai mươi ngày thế nhưng còn chưa trở về. Mắt thấy đây đã gần một tháng rồi ngày mốt chính là tiểu niên thế nhưng còn chưa có động tĩnh lúc này hắn mới hoảng hốt cảm thấy con dâu có thể là thật tức giận mẹ vợ có lẽ cũng thật tức giận lúc này mới muốn tới đón người mẹ hắn vốn tràn đầy tin tưởng không sợ hãi nhưng lâu như vậy không thấy con dâu trở về cũng có chút trong lòng không yên tâm mặt khác bà cũng quá nhớ cháu ruột của nàng cho nên cũng đồng ý cho hắn đến đón người nhưng nói đến muốn mang đồ liền không đồng ý mang theo một cái gì đó ngươi kiếm được một số tiền dễ dàng. Ngươi mẹ tôi dán hộp diêm dễ dàng sao, tôi trời tối mơ hồ, mắt tôi đều phải nhìn chằm chằm, cổ 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 đều đau đến chết mới kiếm được chút tiền như vậy, ngươi không muốn hiếu thuận với con, ngươi muốn lấy đồ cho người khác, cái này không niên không tiếc, nơi nào cũng cần mang theo đồ đạc, không được mang theo, cứ như vậy, hắn chỉ có thể tay không đến, ngay cả trên người, cũng chỉ mang theo hai hào tiền. Vừa vặn đủ tiền xe hắn khi đến cùng bọn họ trở về nhiều hơn một chút cũng không có mẹ con ra ngoài gấp gáp quả thật quên mang theo ngài yên tâm năm mới con nhất định sẽ bổ sung cho ngài bổ sung được không ngài để quế lan theo tôi về nhà đi mẹ tôi ở nhà đều muốn chết mẹ ba hôm nay cũng là mẹ tôi thúc giục tôi đến đón người ngươi mẹ nhớ cô ấy nghĩ nàng trở về làm như thế nào làm trâu làm ngựa hầu hạ một nhà các ngươi sao muốn nàng trở về tiếp tục làm việc cho nhà các ngươi làm việc nhậm chức quán nguyện đánh tiểu tức sao không đúng không phải con dâu nhỏ không có con dâu nhà nào có thể mỗi ngày sống dưới sự giám thị của lão bà bà không có con dâu nhỏ nhà nào phải dậy sớm nhất ngủ muộn nhất mẹ chồng không lên tiếng không thể đóng cửa nằm cũng không có tiểu tức phụ cùng trượng phu nhà nào buổi tối ngủ còn bị lão bà bà nghe đến chân tường sống lớn tuổi như vậy cũng không ngại xấu chủ nhà xã hội phong kiến thương mại này cũng không làm được chuyện này giang minh nguyệt cũng không muốn cho hắn mặt mũi tốt trực tiếp mắng mỗi ngày gương mẹ nói người mẹ nói như thế nào năm năm lớn ba thô ngươi còn chưa cai sữa a à? há miệng ngậm miệng đều là mẹ ngươi ngươi và ngươi mẹ thân thiết như vậy ngươi hai người sống qua ngày ngươi tìm con dâu gì làm sao ngươi tìm vợ chính là hầu hạ ngươi mẹ a à? trong lòng bàn tay ta cầm bảo vật lớn như vậy chính là bảo mẫu miễn phí bồi dưỡng cho nhà các ngươi bồi dưỡng thêm công cụ sinh sản lấy đâu ra khuôn mặt to như vậy hơn nữa ngươi còn dám động thủ với quế lan nhà chúng ta ngươi không biết cô ấy ở nhà tôi và cha cô ấy không ai động vào một ngón tay của cô ấy sao ngươi ra tay ngươi dám ra tay ngươi ăn gấu tâm báo mật nàng càng nói càng tức giận cầm chổi đốt trên màn hình đánh vào mặt lý đức phúc một trận lý đức phúc tự nhiên không dám đánh trả trong lúc né tránh liền từ trong phòng bị đánh vào trong viện mẹ ngươi làm gì ngươi làm thế nào để làm điều đó a à? ngươi nghe tôi a à? quế lan quế lan ngươi nhanh chóng ngăn chặn đau quá a à nỗi đau của hắn đã làm đông sương, trương tuệ tâm cũng kinh hãi, đứng ở cửa mở to hai mắt sững sờ nhìn mẹ chồng cầm chổi đuổi theo khắp sân đánh cô gia, bọn nhỏ cũng sợ tới mức tựa vào góc tường không dám im lặng, ngay cả gà trong chuồng gà cũng hói lóc bay loạn một trận, ngươi bị đánh ngươi biết đau, ngươi đánh quế lan nhà chúng ta thì sao, ngươi sao không nói nàng cũng sẽ đau, ta nói ngươi, ta đánh ngươi vẫn là nhẹ, ta hận không thể tháo xương ngươi rút gân. Đem thiên linh cái ngươi vén lên làm bình nước tiểu. Giang Minh Nguyệt học tư thế lão phụ nông thôn, mắng chữ mặn không kiên kỵ, xuống tay càng là từng chút một tàn nhẫn hơn. Rất nhanh Lý Đức Phúc liền cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới bị đánh đến chỗ đều nóng rát đau đớn, thấy tư thế Giang Minh Nguyệt không có ngừng nghỉ cũng nổi giận, hét lớn một tiếng nói đủ rồi, ngươi còn đánh nhau chưa xong. Ngô Quế Lan, cuối cùng tôi hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đi theo tôi trở lại không, tôi đã nói từ lâu, tôi sẽ không trở về với ngươi, tôi sẽ ly dị ngươi. Ngô Quế La nhìn lão gà mái che chở mẫu thân mình, trong lòng nhịn không được nhiệt huyết mênh mông, lập tức nói chém đinh chặt sắt, ly hôn. Được rồi. Ngươi thực sự dám nói. Tôi. Ôi, ôi, Lý Đức Phúc vừa định nói lời ác độc, bị Giang Minh Nguyệt quét sạch vừa vặn đánh vào sống mũi, máu mũi trong nháy mắt chảy xuống, đau đến nỗi hắn kêu to, sau đó đưa tay ôm lấy máu đầy tay, ngươi. Các ngươi bắt nạt người quá nhiều không bằng một phần mười khuê nữ của các ngươi. Giang Minh Nguyệt hung hăng chửi hắn một cái, ta nói cho ngươi, muốn khuê nữ của ta cùng ngươi trở về, không có cửa. Không thể nhảy cửa sổ, ly hôn sớm, tôi còn ít đánh ngươi vài lần, bằng không tôi thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, đánh ngươi mẹ cũng không biết ngươi. Không tin ngươi hãy thử, ngươi. Ngươi đang chờ. Ngươi đang chờ, Lý Đức Phúc đang nói chuyện thấy Giang Minh Nguyệt lại dơ chổi lên lập tức sợ tới mức chạy đi, rất nhanh không nhìn thấy bóng người. Giang Minh Nguyệt cậy quần áo sửa sang lại, ngâm nga một tiếng về phía cửa lớn, trong ổ ngang, chỉ dám động thủ với lão bà, cùng lão nương khiêu chiến, lần sau bảo ngươi đứng vào ngang ra ngoài, chương 43 nhà máy thủy tinh làm thủ tục nhập cảnh. Giang Minh Nguyệt gia ầm ĩ lần này tự nhiên hấp dẫn mấy nhà xung quanh vây xem, bất quá mọi người không dám quan minh chính đại xem náo nhiệt, mà là mở khe hở vụng trộm nhìn, dù sao mấy ngày trước Giang Thẩm Tử Bưu hãng mọi người đều là tận mắt chứng kiến qua, đều biết thính gian lá gan lớn, cho nên mới dám làm mẹ đỡ đẻ, nhưng không nghĩ tới không chỉ là lá gan lớn a, à, lần này ra tay cũng là thật dám a, à. không chỉ dám xuống tay, ngay cả chuyện ly hôn của khuê nữ cũng dám đưa ra, chật chật chật, cũng không sợ phá hỏng cửa gió nhà nàng, chậm trễ lão tứ tìm đối tượng, chậm trễ cháu cháu tìm đối tượng, ở đây con dâu cũng có thể cam tâm nuôi em chồng ở nhà. Giang Minh Nguyệt cũng không biết những người khác nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm chuyện người nhà mình còn chưa quan tâm xong quan tâm đến quan điểm của người khác ý nghĩ của nàng chính là chỉ cần không đến trước mắt mình mà nói vậy hoàn toàn không biết cô sách chổi xoay người ngô quế lan và trương tuệ tâm đều nên đón mẹ con đừng tức giận nữa dù có tức giận đến mức thân thể cũng không đáng giá ta không tức giận ta đánh người khác ta giận cái gì a à? ta cao hứng giang minh nguyệt cảm thấy lửa trong lòng phát ra trong nháy mắt cả người đều thoải mái không ít ta nói cho các ngươi biết đứa nhỏ không có người lớn làm chỗ dựa a à, đánh nhau cũng không có sức lực sau này ta làm chỗ dựa cho các ngươi xem ai còn dám khi dễ người nhà chúng ta ngô thuyên trụ bọn họ lúc này cũng nghe những người khác nói chạy về vừa lúc nghe được câu cuối cùng vội vàng hỏi ai khi dễ người nhà chúng ta ai cũng không khi dễ là ta đem thứ chó kia lý đức phúc đánh chạy mất giang minh nguyệt cao hứng chào hỏi mọi người đến đây mẹ có tin tức cốt nói cho các con biết mọi người vừa nghe có tin tức cốt tất cả đều ầm ỉ vào phòng. Nghe Giang Minh Nguyệt kể xong chuyện tuyển dụng quả nhiên rất cao hứng, ngô thiết trụ vừa cao hứng vừa có chút rối rắm, mẹ, 500 đồng A, à, có thể quá đắt hay không, người nông gia tích góp được vài năm mới có thể tích góp được 500 đồng này, lão tứ, đây chính là nhà máy thủy tinh, nhà máy lớn nhất thành phố Lâm Du, giá cả này có thể, hơn nữa không phải còn có thể mặc cả sao, ngô thuyên, cột vui vẻ nói, công nhân, nhà riêng của họ sắp đi ra một công nhân một tháng tiền lương liền hai ba mươi, lão tứ, hai năm tiền này liền kiếm về, không lỗ. Ngô Kim trụ cũng khuyến khích Ngô Thiết trụ làm việc thật tốt, có thời gian đọc sách, đến lúc đó thăng cấp tám công nhân cấp 9 tiền lương còn có thể cao hơn. Ừm, ta nhất định cố gắng, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của mọi người. Ngô Thiết trụ lập tức cam đoan, miệng cao hứng cũng không khép lại được. Ngày mai ngươi cùng ta vào thành, chúng ta mau chóng làm xong chuyện này. Giang Minh Nguyệt một chùy định âm. Những người khác liên tục gật đầu, sáng sớm hôm sau, Giang Minh Nguyệt và Ngô Thiết Trụ cùng nhau vào thành, những người khác thì ở nhà tiếp tục vận chuyển đá, chọn đất vàng, đồng thời tảng đá cũng đầy tháng, Trương Tuệ Tâm bắt đầu lo việc nhà, buổi tối chuẩn bị gọi ba mẹ tới ăn cơm, bữa cơm này vốn nên định vào buổi trưa, đây là sợ thân phận ba mẹ mang đến ảnh hưởng đến gia đình, cho nên mới định vào buổi tối, mùa đông tối sớm, nhà nông lại không có gì tiêu khiển khác mọi người ăn cơm xong cơ bản đều là sớm đi ngủ, khi đó bọn họ tới đây cũng sẽ không khiến người ta chú ý. Chu kiến quân bên này cũng hẹn dư sư phụ bán công việc, giá cả từ 500 nói đến 407, tiện nghi 30 tệ đi ra, cái này tương đương với một tháng lương, cho nên Giang Minh Nguyệt vừa nghe tin tức này liền lập tức đồng ý, dư sư phụ cũng là người sản khoái. Lập tức thu tiền liền mang theo ngô thiết trụ cùng Giang Minh Nguyệt đi vào nhà máy làm thủ tục, bởi vì là chuyện song phương tự nguyện, lại có người quen Chu Kiến Quân làm người trung gian, cho nên nhà máy làm nơi này cũng không dông dài, rất nhanh đã làm xong thủ tục, thông báo số 31 đến báo danh, ngày một chính thức đi làm, quan hệ lương thực cũng phải cùng nhau chuyển qua, bằng không ảnh hưởng đến việc phát phiếu lương thực, nghe nói không có nhà ở, còn sắp xếp ký túc xá nhà máy, nói chuyển sang công việc chính thức sau khi kết hôn còn có thể xin ký túc xá vợ chồng, sau khi xếp hạng có thể thu được tư cách phân phòng, ngô thiết trụ cao hứng hỏng rồi một đường đều là bút hay là ra khỏi văn phòng nhìn giấy chứng nhận làm việc cùng chìa khóa ký túc xá trong tay mới phản ứng lại mẹ cái này thành rồi sao cũng không phải là chúng ta đi ký túc xá cùng căng tin xem một chút giang minh nguyệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh nở nụ cười dư sư phụ thấy sự tình làm xong cũng tính toán tâm sự lập tức cáo từ chu kiến quân xin nghĩ tới lúc này thấy thủ tục làm xong cũng vội vàng trở về vị trí Giang Minh Nguyệt liền cảm tạ hắn sau đó mang theo ngô thiết trụ đi tham quan nhà máy, ký túc xá cách nhà xưởng xa nhất, gần nhà người nhà bên này, là ba dãy nhà ngói lớn ngăn cách thành rất nhiều gian phòng lớn nhỏ khác nhau. Căn phòng này của ngô thiết trụ có 5 cái giường khung sắt trải trên dưới, xem ra là ở 10 người, dựa vào phía bắc bên này trải một vị trí trống, hẳn là của ngô thiết trụ. Một chỗ khác nên đặt giường là một mặt tủ 10 ô, cũng có một cái mở cửa, những thứ khác đều mang theo khóa, xem ra chính là cùng cái giường trống này phụ trợ giang minh nguyệt nhìn xuống hoàn cảnh coi như có thể đi tuy rằng mặt đất là đất xi măng đặc biệt thô rác nhưng so với đất đai thì tốt hơn hơn nữa cửa sổ cũng là thủy tinh ánh sáng cũng tốt so với giấy cửa sổ quê hương tốt hơn nhiều còn có một cái bếp than nhỏ tuy rằng không thể làm cho cả phòng đều ấm áp tối thiểu cũng sẽ không quá lạnh ngươi mặt này thiên âm trở về ta cho ngươi một cái đệm dày một chút lại chuẩn bị một cái túi nước ấm hẳn là cũng được rồi. Mẹ, tiểu tử con không sợ đông lạnh, không cần nhích nữa, dùng trong nhà hiện tại là được. Ngô thiết trụ gãi gãi đầu, bông và vải đều là vật hiếm lạ, vừa mới cho mình nhiều tiền như vậy mua công việc, sao có thể còn muốn trong nhà tốn kém chứ? Vậy cũng không được, dưới thân lạnh, thời gian dài dễ bị bệnh nhất, lúc còn trẻ không cảm thấy, già rồi có ngươi chịu. Ngày 31 báo danh, không tính hôm nay còn 3 ngày nữa, mấy thứ này khẳng định đều có thể chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Giang Minh Nguyệt xoay người đi ra ngoài tìm vị trí căng tin, ngô thiết quân vội vàng đuổi theo. Căng tin cách ký túc xá không xa, là một gian nhà ngói lớn dài, bày đầy bàn ghế dài, lúc này còn chưa phải là giờ cơm, cho nên bên trong không có ai, chỉ có phía sau cửa sổ cơm lắc lư, hẳn là các đại sư phụ đang nấu cơm. Trong nhà máy một tháng là 44 cân lương phiếu, ngươi còn đang phát triển thân thể, những thứ này sẽ không đủ ăn, công việc nếu mệt mỏi một chút thì càng không đủ chờ đến lúc đó ta cho ngươi lại đảo ngược chút lương phiếu, thô thấu cùng ăn, ở bên ngoài thế nào cũng phải ăn no. Sau này ta có thể 10 ngày nửa tháng liền đến chợ một lần, trứng gà muối trong nhà ta đến lúc đó cho ngươi đấm, không được làm hại chính mình, biết không, ngươi là học nghề, đến lúc đó nhất định sẽ có sư phụ đến mang ngươi, cùng người ta học cái gì đó phải miệng ngọt tay chân cần cù có nhãn lực, trông cậy vào ngươi miệng ngọt là không có khả năng, nhưng nhất định phải siêng năng, muốn trong mắt có việc làm cùng những người lao động khác có thể ở chung tốt thì hảo hảo ở chung, thật sự không được thì không cần quá để ý vấn đề có hợp quần hay không, cũng không cần nghĩ ngươi là người nông thôn đến, hắn là người trong thành phố gì đó, ngươi cảm xúc của riêng mình là quan trọng nhất, học tập tốt bản lĩnh, có thời gian để đọc nhiều hơn. Ngươi khả năng của riêng mình được cải thiện, những người khác tự nhiên đánh giá cao ngươi, hiểu không? Giang Minh Nguyệt tỉ mỉ dặn dò ngô thiết trụ nhìn khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống còn có chút non nớt của hắn không khỏi cảm khái, mới 18 tuổi A, à, đưa vào hiện đại cũng mới là một hài tử vừa tham gia thi đại học, so với sao còn nhỏ hơn, cho nên nhịn không được một trận lãi nhãi, ngô thiết trụ liên tục gật đầu, tỏ vẻ đều nghiêm túc ghi nhớ, bởi vì trong vòng 3 ngày báo danh là được, cho nên hai người đi một vòng tham quan phân bố các nơi liền rời đi, chuẩn bị trở về tranh thủ thời gian chuẩn bị vài thứ. Máy móc của nhà máy thủy tinh ngày đêm không ngừng, cho nên công nhân ăn Tết cũng không nghĩ đều là nghỉ luân phiên. Ngô Thiết Trụ là người mới vào nghề năm đầu tiên khẳng định là không có tư cách nghỉ luân phiên, cho nên đêm nay tiệc đầy tháng và ngày mai tiểu niên sẽ hảo hảo qua, dù sao sau này lại có cơ hội gặp mặt ăn cơm đoàn viên là rất khó. Chương 44 bữa tiệc trăng tròn của đá, hai mẹ con từ trong nhà máy đi ra, còn đặc biệt chào hỏi đại gia trong phòng truyền thông, nhìn đầu ngón tay hắn phát hoàng giang minh nguyệt thuận tay nhét một hộp giấy thiết đi qua cửa trước, đây chính là thứ tốt, một hộp muốn năm hào, còn muốn thuốc lá. Nàng biết đi ra làm việc người nào cũng sẽ đụng phải, cho nên đã chuẩn bị trước, cũng chuẩn bị lúc báo danh mang cho ngô thiết trụ một ít, không cho hắn rút, nhưng sư phụ dẫn hắn không chừng tốt miệng này. Hoàng đại gia trong phòng truyền thông quả nhiên cười hít mắt, vừa nói không cần một bên liền đem điếu thuốc tiếp xuyên qua nhét vào trong túi, sau đó chào hỏi ngô thiết trụ, cục sắc đúng không, có cái gì không hiểu liền tới tìm đại gia A, à? đại gia tự xây dựng xưởng liền ở chỗ này làm, đã gần nửa đời người rồi người trong này hòa sự a à, cửa sạch cám ơn đại gia hai ngày nữa tôi sẽ báo danh cho ngài mang đồ ăn ngon ngô thiết trụ cũng phi thường thượng đạo lập tức cười đáp hảo hảo được hoàng đại gia cười đến phát nha không thấy mắt lúc này còn chưa tới trưa thời gian bắt tàu còn kịp giang minh nguyệt liền mang theo anh vừa đi vừa nói về kết cấu xung quanh cô đã tới nơi này rất nhiều lần đối với tình huống xung quanh đã sớm hiểu rõ ràng nói đến cũng thao thao bất tuyệt đầu là nói Ngô Thiết Trụ nhìn dáng vẻ cái gì mẹ hắn đều hiểu, không tự giác thẳng tắp lồng ngực, cảm giác hết sức kiêu ngạo cùng tự hào. Khi đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng, Giang Minh Nguyệt nói muốn đi vệ sinh, Ngô Thiết Trụ cũng thuận tiện đi nhà vệ sinh nam, sau khi đi ra chờ trái chờ phải không thấy mẫu thân đi ra, đợi có chút sốt ruột nhịn không được muốn tìm người đi gọi thì thấy mẫu thân từ một con hẻm nhỏ khác đi ra, trong tay còn mang theo một cái giỏ vải, không khỏi vội vàng nên đón, mẹ, Ngươi đây là veduc.com, mua chút đồ, trở về nói." Giang Minh Nguyệt biểu hiện thần bí bí ẩn, Ngô Thiết Trụ liền biết mẹ hắn nhất định là lại đi chợ đen, hắn nhìn bốn phía, không phát hiện chỗ đặc thù gì, cũng đi theo Giang Minh Nguyệt ra ngoài. Sau khi hai người lên xe lửa, Giang Minh Nguyệt mới nhấc một góc trên giỏ lên cho hắn xem, hắn liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên là một con thịt ba chỉ mập mạp, "Trời ạ, à, thịt này cũng quá dày đi." con lợn này sợ không phải phải có hơn 200 cân, không, 300 cân đều có, không chỉ có thịt, còn có cá đông lạnh cùng cái gì đó, khe hở sốc lên quá nhỏ, những thứ khác không thấy rõ, bất quá chỉ có hai thứ này cũng đủ làm cho người ta kích động rồi. Hắn hạ giọng nói với Giang Minh Nguyệt, mẹ, cái này phải tốn không ít tiền đi, tiền không quan trọng, quan trọng là có thể mua được. Giang Minh Nguyệt cũng hạ thấp thanh âm nói, Ngô thiết trụ vừa nghe cũng đúng, hiện tại cái gì cũng phải vé, cho nên cho dù là gia đình hai công nhân trong tay đều cầm rất nhiều tiền cũng không mua được thứ mình muốn bởi vì không có chia sẻ kia lúc hai người về đến nhà đã là buổi chiều trong nồi ấm trương tuệ tâm múc thức ăn cho đơn sau khi hai người ăn xong ngô thiết trụ theo các ca ca tiếp tục đi nhặt đá sau đó tán gẫu chuyện trong chợ giang minh nguyệt thì lấy đồ trong giỏ ra bắt đầu ăn bài bữa cơm buổi tối này trương tuệ tâm nhìn thấy một miếng thịt ba chỉ lớn như vậy gần bốn cân cũng ngây dại nghe nói nàng muốn hầm thịt này lại càng liên tục xua tay mẹ chỉ là một trăng tròn mà thôi những đứa nhỏ khác cũng chưa từng sống qua không cần phiền toái như vậy thịt này vẫn nên giữ lại ăn tết đi hoặc là ngày mai ăn tết cũng được không cần hôm nay chúng ta đây là sông hỷ lâm môn nên chúc mừng thật tốt mặt khác hôm nay gió đông bắc nhà chúng ta ở phía tây nhất gió thổi mùi vị liền tan đi không cần lo lắng người khác phát hiện hơn nữa cho dù ngửi được cũng không có gì nhiều lắm là cảm thấy chúng ta đem thịt tết ăn trước mà thôi giang minh nguyệt chỉ huy nàng ngươi đi vào hầm nhặt hai củ cải trắng to lên chúng ta nhiều người chút thịt này cũng không đủ ăn nấu hai quả bắt cải đi vào mới được trương tuệ lòng choáng váng rời đi một miếng thịt lớn như vậy còn chưa đủ ăn chẳng lẽ thật đúng là muốn ăn thịt khô ăn no a à? vậy chỉ sợ phải ăn bất quá mẹ chồng lên tiếng vậy thì làm theo là được kết quả là ba huynh đệ ngô gia cùng lý thúy lan đang vận chuyển đá và đất vàng làm việc ở phía tây liền thảm không ngừng ngửi mùi thịt bay tới nuốt nước miếng cuối cùng thật sự là chịu không nổi nhìn mặt trời vừa mới áp sơn ngô thuyên trụ liền gọi mọi người trở về vừa vào nhà chính qua mùi thịt nồng đậm so với thịt đầu heo ngày đó còn thơm hơn mẹ ngươi đây là làm cái gì ngon à ngô kim trụ bẩn tay tiến lại gần đi đi rửa mặt rửa tay đi lát nữa lên bàn ngươi liền biết Giang Minh Nguyệt che nắp nồi kín mức, chính là không cho hắn nhìn thấy bên trong. Lão đại, đi gọi ngươi cha vợ bọn họ một nhà lại đây ăn cơm, nhanh lên a. Được rồi, Ngô Thuyên Trụ đáp ứng một tiếng nhanh chóng rửa tay rửa mặt, sau đó lau khô liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thuyên Trụ cùng một nam một nữ hai lão nhân trước sau chân sau trở về, chính là ba mẹ Trương Tuệ Tâm Trương Thế Niên và Lý Thục Biển. Trương Tuệ Tâm là trưởng nữ của bọn họ, phía dưới nàng còn có hai đệ đệ, một hai mươi bốn một 17, cho nên Trương Thế Niên và Lý Thục Viễn tuổi tác cũng không lớn, mới 45-6, bất quá bởi vì hai năm trước đã kích sự tình nhìn so với Giang Minh Nguyệt còn già nua hơn, thân thể Trương Thế Niên đã gầy yếu, tóc hoa râm, đi đường sợ hãi rụt rè, bên tóc Mai Lý Thục Viễn cũng đều là tóc bạc, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ thê lương, vừa tiến vào hai người liền vội vàng chào hỏi, còn nói quấy rầy, được rồi, mau lên phòng ngồi. Bất quá chiêu giật và chiêu minh thì sao? sếp sao ngươi lại không gọi hai cậu của đứa bé tới đây ngô thuyên trụ còn chưa nói gì lý thục quyển vội vàng nói hai chúng ta đến là được rồi hai người bọn họ lớn nhỏ đến làm gì ăn cơm xong đều ngủ anh ngủ a à. giang minh nguyệt có chút kinh ngạc vừa nghĩ đây chính là nhờ từ phỏng chừng là sợ hai tiểu tử đến nhà ăn cơm tăng thêm gánh nặng cho nên mới không nhường nàng cũng không vạch trần chỉ là kêu gọi hai người nhìn tảng đá nhỏ đã ôm đến phòng đông đang nằm trên giường tảng đá đã một tháng trương tuệ tâm ăn sữa ngon cũng đủ cho nên tảng đá rất tốt trắng trẻo mập mạp mặc quần áo mới đắp chăn bông mới vừa nhìn đã được chiếu cố rất tốt trương thế niên và lý thục viễn nhìn không chớp mắt bộ dáng kích động muốn khóc được đứa nhỏ này lớn lên rất tốt giống mẹ nó khi còn bé cái mũi và mắt này đều giống nhau trương thế niên vươn tay bộ dáng muốn sờ lại không dám sờ trương tuệ tâm thấy thế liền ôm đứa nhỏ lên nhét vào trong ngực ba cô Trương Thế Niên luống cúng tay chân, hảo hảo điều chỉnh tư thế mới ôm lấy cháu ngoại, cao hứng nhất miệng cười. Lý Thục Viễn cũng vui mừng không được, chỉ để cho hắn ôm hai cái liền nhanh chóng nhận lấy, ánh mắt nhìn chầm chầm tiểu thạch đầu không chớp mắt, hận không thể hôn hai cái. Đúng rồi, lễ đầy tháng, nàng nói đem đứa nhỏ giao cho Trương Tuệ Tâm. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái khóa bạc nhỏ xinh tinh xảo bọc lên cổ tảng đá, đây là lễ trăng tròn bà ngoại cho ngươi, hy vọng ngươi, bình an an, khỏe mạnh lớn lên mẹ, đây là, trương tuệ ngẩn người, là ta cùng ngươi ba lúc trước giấu đi, đeo đá là có ý tứ, ra ngoài ngươi liền hái xuống, miễn cho rước phiền, trương tuệ tâm liên tục gật đầu, giang minh nguyệt cười nói, thạch ông lão gia, ngươi đọc sách là một người văn hóa, ngươi đặt tên cho đứa nhỏ đi, đây đều là trăng tròn, cũng không thể gọi là tiểu danh A, ta đặt tên cho, trương thế niên có chút kinh ngạc, Lý Thục Viễn cùng Trương Tuệ Tâm cũng sững sờ nhìn Giang Minh Nguyệt, đúng vậy, ngươi là ông nội của đứa nhỏ đặt tên là rất bình thường a à, được được rồi tôi đến đây tôi sẽ suy nghĩ về nó tôi sẽ suy nghĩ về nó trương thế niên kích động không chịu nổi từ khi nhà mình bị đánh thành phu nông bị treo biển hắn cũng không còn trải qua loại kinh nghiệm được người ta tôn trọng này tràn ngập thế giới của hắn chỉ có khinh thường phỉ nhổ cùng mắng chửi chưa từng có người ôn hòa nói chuyện với mình như thế còn để cho mình đặt tên cho đứa nhỏ May mắn a, à, may mắn nữ nhi lúc trước đã lập gia đình, không có bị liên lụy, cũng may gả cho người nhà khai sáng như vậy. Con trai thứ hai nhà mình đã 24 tuổi còn không có người bà mối, cũng không biết còn có thể có ngày lập gia lập nghiệp hay không, bất quá mình có thể nhìn thấy người cách bối, còn có thể đặt tên cho hài tử, chết cũng có thể nhắm mắt. Thế hệ ngô gia này là thế hệ hiểu chữ, ngô hiểu an đi, không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu bình an hỷ lạc, được, hiểu an, hiểu an gọi là Ngô Hiểu An. Giang Minh Nguyệt vui vẻ nói, "Mở cơm, chúc mừng Ngô Hiểu An đầy tháng." Lý Thúy Lan cùng Ngô Quế Lan đã sớm chờ đợi, nghe nói lập tức đặt đồ ăn trên bàn, bởi vì nhiều người, cho nên hôm nay chia ra hai bàn đông tây phòng, nam nhân ở đông phòng, Ngô Thuyên trụ đi cùng, nữ nhân cùng hài tử ở tây phòng. Giang Minh Nguyệt bồi tiếp, mỗi bàn một chậu lớn thịt kho tàu, bột bắp cải, sau đó là mì ngô và mì gạo hai bánh bao, bàn của nam có một chai rượu tán bàn nữ này là hai chai nước ngọt cam. Giang Minh Nguyệt còn lặng lẽ phân phó ngô thiết trụ đưa một chén phở bắp cải kho tàu lớn cùng sáu cái bánh bao đến trương gia cho hai cậu của hài tử. Chủ nhà Đông Tây cùng nhau nâng ly, cùng nhau chúc mừng ngày vui này. Chương 45 tiểu niên làm dưa đường, ngô hiểu an cũng chính là ngày thứ hai trăng tròn đá chính là ngày 23 tháng chạp, cũng chính là Tết nhỏ ở phương Bắc. Đây là một ngày lễ rất quan trọng, bởi vì vào ngày này mọi người phải tế bếp, cũng chính là đưa bếp vương gia lên trời. Các lão tổ tông cho rằng, hàng năm bếp vương gia đều lên trời báo cáo với Ngọc Đế, thông báo cho người nhà này tình hình sinh hoạt, cần cụ hiếu thuận tình huống, cho nên vào ngày 23 hoặc 24 tháng chạp, mọi người phải tiễn đưa bếp vương gia, đem tượng vua bếp dán vào đêm giao thừa năm ngoái cùng nhau đốt lấy tiền giấy nguyên bảo, để cho bếp vương gia lên trời nói chuyện tốt, sau đó vào đêm giao thừa lại đón thần bếp về, dán một bức tượng thần bếp mới, hồi cung hàng các tường đồng thời còn phải chuẩn bị rượu ngon và dưa đường cho hắn. Rượu ngon là vì rót say bếp vương gia, để cho hắn choáng váng quên cáo trạng. Ăn dưa đường là vì để miệng hắn dính lại cùng một chỗ. Nói như vậy hàm hồ hồ hồ, nói không được lời xấu, cũng có miệng ngọt, nói chuyện cũng nói dễ nói. Thì ra lúc đó chú ý nam không bái nguyệt, nữ không tế bếp, bởi vì mặt trăng thuộc âm, bếp lửa thuộc dương, cho nên mặt trăng cần nữ tử cung phụng tế bái bếp vương gia cần nam tử của người đứng đầu một nhà đến tế bái bất quá sau khi trung quốc mới tuyên truyền phụ nữ cũng chỉ có nửa bầu trời cho nên mấy năm trước cũng có nữ tử tế bếp hoặc là nữ nhân đến lo liệu những thứ này chỉ cần nam chủ nhân đến đốt chân dung vương gia bếp là được nhưng bắt đầu từ năm ngoái các địa phương bắt đầu phá bỏ mê tín dị đoan phong kiến chỉ có thể bái các nhân vật trong hiện thực ví dụ như quan nhị gia có thể bái bởi vì đây là trong lịch sử mà những nhân vật thần thoại khác thì không thể, thậm chí ngay cả tượng vua bếp cũng không cho bán, cho nên tế bếp năm nay cũng chỉ có thể là một nghi lễ, không có tượng thần bếp có thể tặng. Rượu là rượu tán từ xã cung ứng và tiêu thụ, thịt lợn và cá trong nhà đều có sẵn, như vậy chỉ cần làm mướt đường, cũng chính là đường mạch nha. Giang Minh Nguyệt sớm mấy ngày liền để cho các nàng Lý Thúy Lan nảy mầm mạch nha, đem lúa mì thu hoạch năm đó ngâm với nước một ngày một đêm, sau đó bỏ vào trong chậu ngói phía trên phủ một tấm vải hấp ẩm ướt cho vào tránh ánh sáng, nơi ấm áp một hai ngày, sau khi rễ lúa mì có thể đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời, mỗi ngày rắc nước ấm vào bên trong, thêm 6-7 ngày nữa, mạch nha có thể phát triển cao đến khoảng 10 cm, lúc này hàm lượng đường cao nhất, chính là thời cơ tốt nhất để chế biến đường mạch nha. Những năm trước đều dùng gạo vàng hấp chín trộn với mạch nha băm nhỏ để lên men, năm nay Giang Minh Nguyệt lấy ra gạo nếp đổ từ chợ đen, cho nên mạch nha rửa sạch băm nhỏ trộn với gạo nếp hấp chín, để lên men. Những công việc này bắt đầu được thực hiện tối qua, vì vậy vào buổi sáng đã lên men, khuấy là có thể nhìn thấy nước dùng hơi đục, bọc hỗn hợp mạch nha gạo nếp bằng vải sạch và vắt nước dùng ra, sau đó bạn có thể nấu nước dùng này để có được đường mạch nha. Lửa là mấu chốt, sau khi lửa lớn đun sôi lăn nửa tiếng liền nhất định phải chuyển sang lửa nhỏ chậm rãi nấu, bởi vì tiếp tục lửa lớn sẽ dễ dàng đem đường nấu khét, tóc đen đắng dính vào trong nồi. Nồi mạch nha này liền hủy, vì vậy, đây là một công việc tỉ mỉ để kiểm tra sự kiên nhẫn của con người. Trương Tuệ Tâm, Lý Thúy Lan, Ngô Quế Lan thay phiên nhau khuấy động không ngừng, nấu gần 3 tiếng đồng hồ, nửa nồi nước canh mới cô đặt thành siro hai chén biển, mắt thấy càng ngày càng sền sệt, mấy người vội vàng lấy ra cây gậy gỗ nhỏ rửa sạch đã gọt xong, một tay một cây gậy gỗ nhỏ hai tay luân phiên không ngừng chuyển động khuấy đường, nếu như là đặt vào xưởng mía hoặc xưởng thủ công như vậy bước này nhất định là kéo đường, kéo dài siro mấy chục lần rồi biến thành màu trắng, bên trong tràn ngập lỗ nhỏ sau đó lại cắt vườn dính, đường như vậy vừa giòn vừa ngọt vừa thơm. Bất quá ở quê cũng chỉ có thể khoái đường, khoái đến đại khái thủy tinh cầu lớn như vậy là được rồi, hoặc nhìn phi thường giống kẹo mút, ăn rất dính răng, cho nên mới có thể dính miệng để cho bếp vương gia nói tốt. Giang Minh Nguyệt còn chuẩn bị vừng, đậu phộng và quả, ba thứ này đều đã xào chín, hai thứ sau đặt lên bảng điều khiển dùng trượng trộn đều, trộn lẫn cho vào một nửa siro còn lại nhanh chóng khuấy đều. Sau đó đặt lên bàn lau dầu sữa sang lại định hình. Cuối cùng dùng đao cắt thành từng khối kẹo mè hạt đậu phộng. Bọn nhỏ từ khi nấu ra siro đã đứng chung quanh chờ đợi. Lúc khuấy đường một người phân ra một kẹo mút mạch nha, ăn răng dính răng cũng luyến tiếc buông ra. Cao hứng tất cả đều cười tủm tỉm. Lúc này vừa thấy kẹo mè hạt đậu phộng vừa thơm vừa ngọt này lại càng chảy nước miếng giang minh nguyệt chia nhau cho các nữ nhân hài tử sau đó những thứ khác thức vào đặt vào đĩa đây là muốn cho bếp vương gia ăn ăn xong ông trời nói tốt cho nhà chúng ta các ngươi không được nhớ thương a à. mấy đứa nhỏ liên tục gật đầu cầm kẹo hạt vừng hạt đậu phộng như bảo bối đi vào sân chơi đường dưa đã làm xong đồ ăn tế tự phía sau cùng giấy nguyên bảo tiền giang minh nguyệt liền mặc kệ tất cả đều giao cho con dâu cùng khuê nữ đi làm nàng mở tủ lấy vải cùng bông cho ngô thiết trụ chuẩn bị đồ đặt đi nhà máy chăn chăn của ngô thiết trụ lúc trước ở nhà đều rất cũ bông bên trong đã sớm kết bóng không ấm áp cũng may có nhiệt độ hắn lại là đại tiểu tử cho nên mới không cảm thấy lạnh giang minh nguyệt định làm một cái chăn mới cho hắn thì ra chăn đệm liền tất cả đều dùng làm đệm chờ sau đó đến bông lại đem chúng hủy ra làm lại vải vải trước đây đã mua ở cửa hàng bách hóa bông là không đủ nhưng trong không gian của cô có người trong nhà cũng không biết trong tủ của cô rốt cuộc đều chứa cái gì dù sao trong khoảng thời gian này từ trong thành phố trở về cô luôn mang theo sầy cho nên lấy ra mấy cân bông làm chăn mới cũng không tính là đột ngột chăn con cũng không khó làm tốc độ tay của nàng lại nhanh cho nên con dâu bên ngoài chuẩn bị sẵn đồ cúng đồng thời nàng cũng làm xong chăn là chăn sáu cân bông trong chăn trắng chăn màu xanh nhìn đơn giản một mặt không bắt mắt nhưng bên trong là bông mới thật đắp lên là có thể biết bên trong tốt làm xong chăn cô lại làm giày cho Ngô Thiết trụ áo bông của ngô thiết trụ chỉ có một bộ, quần áo bên ngoài thay liền có hai bộ, giày bông chỉ có một đôi, đi thành phố cũng không thể không thay giày đi, cho nên phải chuẩn bị một chút mới được. Hắn còn chưa cưới vợ, quần áo có thể để cho chị dâu cùng tỷ giúp đỡ làm, đôi giày này vẫn là để cho làm mẹ làm tương đối tốt. Nông thôn lúc này còn chưa bán đế cao su, cho nên mọi người chỉ có thể làm đáy ngàn tầng, cũng chính là đế giày là dùng 4 năm lớp giày đệm cùng một chỗ, giày như vậy mang vào chân nhẹ còn thoáng khí. Khi thường thoải mái, bất quá lúc làm cũng rất tốn nhân công. Vô luận là đáy ngàn tầng hay là dày ban, đều cần dùng đến một thứ, vải ước gì. Giang lão thái lúc trước còn có một miếng vải, đều là các loại vải vụn từng tầng lớp lớp dán lên. Giang Minh Nguyệt nhìn một chút đế giày chỉ đủ nạp hai tầng đáy, nhưng mặt giày thì không đủ, cho nên nàng múc một chút bột mì để cho người nhà chính bận rộn đánh một chén bột nhão, sau đó lục lọi đầu vải chuẩn bị làm áo vải. Rất nhanh ngô Quế Lan liền bưng vào một chén bột mì trắng, thấy Giang Minh Nguyệt lục loại đầu vải liền tới hỗ trợ, vải ấp kỳ thật làm rất đơn giản, lật bản điều khiển lại dùng mặt bên dưới làm chống đỡ, trước tiên đặt một tấm vải chỉnh tề một chút, sau đó chải một lớp bột nhão, không thể trải quá dày, bởi vì bột nhão là làm từ mì trắng, phải tiết kiệm dùng, lại ghép đầu vải vụn lên, lại đánh một lớp bột nhão, lại dán vải, dán 6-7 tầng như thế, vải rách cũng làm tốt, đặt dưới chiếu đè nặng. Sau đó có thể ấn khuôn đế giày đã cắt bằng giấy, chiếu theo đường vẽ rồi cắt chương 46 hành lý của Ngô Thiết trụ Giang Minh Nguyệt chuẩn bị xong áo vải đặt xuống dưới chiếu trước tiên cắt miếng giang lão thái thái lưu lại trước đó để nạp đáy ngàn tầng mỗi miếng đệm dày được cắt đều dùng vải hoa city trắng để dọc theo miệng sau khi khô lớp lớp xếp chồng lên nhau bắt đầu dùng nón bắt mắt sau đó dùng kim thô mặt dây thường xuyên qua khe hở ở đầu nón thanh âm gai nhọn không ngừng vang lên mắt kim giày đặt cùng dây thừng ở khoảng cách đẳng cấp liền đem năm tầng đệm giày vững vàng khâu lại cùng một chỗ giang minh nguyệt tay to lúc ăn cơm tối nàng đã nạp xong một con các con trai làm xong việc về nhà vừa vào phòng liền nhìn thấy ngô thiết trụ vuốt ve sợi chỉ sắp xếp tỉ mỉ chỉnh tề ánh mắt nhịn không được liền có chút ướt ác mẹ con còn có giày ngươi không cần phải làm cho con ra ngoài đi làm làm sao có thể có một đôi giày thế nào cũng phải có đôi thay thế đến lúc nào cũng không thoải mái như mang theo mẹ làm cho ngươi này. Gia Minh Nguyệt nhìn những đứa con trai khác cũng tràn đầy ánh mắt hâm mộ nở nụ cười, hôm nay ta lại đánh thêm ba tấm vải ước gì, phơi khô để cho vợ các ngươi làm cho các ngươi, ngươi đệ đệ đây là còn chưa có vợ, có ta cũng không làm, mấy đứa nhỏ đồng loạt gãi đầu cười, buổi tối cúng bếp trước, sau đó cúng đồ vừa vặn có thể lấy ra làm món ăn cho bữa tối, cho nên mọi người đồng loạt rửa tay, đem một chén thịt đã hấp, cá yến hầm xong cùng kẹo mè hạt đậu phộng đặt trên bếp, đồng thời còn rửa một chén rượu, không có thần tượng bếp, như vậy chỉ gọi nến thơm cùng tiền giấy đốt nguyên bảo, ba huynh đệ ngô gia vừa đốt vừa miệng lẩm bẩm ông trời nói chuyện tốt, hồi cung hàng bình an, bếp vương gia gia bếp vương nải nải, các ngài ăn cung phụng của chúng ta thượng thiên ở trước mặt ngọc đế nhất định phải nói nhiều lời ngon a à. phù hộ nhà ta bình an, phù hộ cho mẹ ta khỏe mạnh, phù hộ chúng ta sang năm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng cầu nguyện như thế đốt xong tiền giấy nguyên bảo, lại chờ hương cũng đốt hết, mọi người lúc này mới thu dọn đồ đặt chuẩn bị ăn cơm tối, có cá có thịt, bữa cơm này lại là một bữa ăn thịnh soạn, mấy người lớn chỉ là một người cầm một khối kẹo mè hạt đậu phộng, còn lại đều để cho Giang Minh Nguyệt cất đi giữ lại ăn Tết, Giang Minh Nguyệt nhìn bộ dáng trong mong của bọn nhỏ nở nụ cười, cũng không cần thèm ăn, sớm muộn gì cũng là của các ngươi, bất quá không thể để cho các ngươi mỗi ngày ăn, miễn cho cả đám đều là răng tiểu trùng cười đều đen đến khó coi muốn chết mấy đứa nhỏ liền đồng loạt nhếch miệng cười tranh giành trước sợ hãi cho giang minh nguyệt nhìn răng của mình sữa răng ta trắng bệt, sữa ta không có răng tiểu trùng bà mâu răng của ta vô ích a à, răng của ta răng của ta rụng ô ô ô ngô hiểu cương đột nhiên kêu lên bàn tay nhỏ bé trong lòng đang cầm một cái răng tới cửa mặt trên còn lưu lại một chút máu thịt sau khi hàm răng có chút trò rỉ miệng nhếch lên khóc lớn mấy đứa nhỏ đều hoảng sợ, a, à, anh hiểu cương ăn kẹo làm gãy răng, mấy người lớn đều bị bọn nhỏ chọc cười, Lý Thúy Lan ôm lấy Nhi tử nói ngốc, ngươi đây là thay răng, răng mới qua một thời gian liền mọc ra, không cần khóc, đây là hàm răng trên, chờ mẹ ném vào hố bếp cho ngươi, bảo quản răng mới dài vừa trắng vừa chỉnh tề, Lâm Du có chú ý, răng trên bị rụng ném vào hố bếp, răng phía dưới bị rụng ném lên nóc nhà, cho nên Lý Thúy Lan mới nói như vậy. Ngô Hiểu Cương nghẹn ớt hỏi thật sao, sau một thời gian dài răng mới đương nhiên là thật tất cả mọi người đều tới đây như vậy lý thúy lan nói xong nhổ răng mình mẹ cũng tới như vậy răng sửa rụng răng người lớn lên giang minh nguyệt dặn dò một câu gần đây không nên liếm cái răng kia a à, chú ý một chút đừng ăn thứ cứng kia bằng không ảnh hưởng đến hàm răng mọc ra phía sau đó chính là đi theo ngươi cả đời được lúc này ngô hiểu cương mới nín khóc cười sau đó nhảy xuống đạp đạp chạy ném cái răng kia vào trong hố bếp ăn cơm xong mọi người cũng tan đi Giang Minh Nguyệt bảo Ngô Quế Lan mang theo bọn nhỏ ở đông phòng ngủ trước, dù sao bận rộn một ngày, ngày mai còn muốn quét phòng, ngày mốt còn muốn mài đậu hũ, ngày mốt còn muốn cắt thịt, ngày mốt còn muốn, tóm lại, sau Tết, mỗi ngày đều có việc mới phải làm, cô thì đi theo Ngô Thiết Trụ đến Tây Phòng, đầu tiên là cho Ngô Thiết Trụ xem tấm chăn bông mới ba ngày cô làm, sau đó lại bật đèn dầu lên một chút, tiếp tục nạp đế giày khác, ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc hơi hoa râm của cô, bức tranh này đã khắc sâu trong trái tim ngô thiết trụ mấy chục năm sau nghĩ lại còn có thể nhớ tới hình ảnh đó đó là hình ảnh độc quyền của mẹ chỉ thuộc về tình yêu của mẹ dành cho con cái ngô thiết trụ miêu ở trong chăn nhìn mẫu thân nạp đế giày cho mình nghe tiếng rắc rắc có tiết tấu bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi đợi đến sáng sớm tỉnh lại bóng dáng mẫu thân đã không thấy đâu bên gối là một đôi giày bông mặt đen ngàn tầng mới tinh hắn cầm tới thử đang khép chân lại đứng trên nóc đạp một chút cũng không có dậm chân. Hắn yêu quý nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn cởi ra thật cẩn thận đặt vào trong tủ, chuẩn bị báo danh thì lấy ra. Thời gian hai ngày sau trôi qua rất nhanh, ngô gia quét phòng, dùng đá mài đậu hũ, quan hệ lương thực cùng hộ khẩu cũng tìm đại đội trưởng ký tên đóng dấu lại đi thôn lấy qua. Biết ngô thiết trụ lại im lặng trở thành công nhân, Trương Minh Đức cũng chấn động. Giang Minh Nguyệt nói là người mình trị bệnh quen biết giới thiệu, chỉ là đi học nghề, về phần sau này cũng không biết sẽ như thế nào, dù sao làm trước, so với ở nhà ăn Tết, sau đó là khóc nghèo, nói rằng gia đình vì công việc này đã kéo nạn đói, hỏi đội 150 nhân dân tệ trợ cấp tiền khi nào tại chỗ. Trương Minh Đức bị hỏi rất chột dạ, lập tức bị dời đi sự chú ý, thống khoái làm thủ tục, còn giúp về quê chạy thủ tục. Giang Minh Nguyệt trong lòng biết trong đội không có tiền, nghĩ phía sau Ngô Quế Lan còn muốn dời hộ khẩu, sửa ngói còn muốn nhét người nhà mình còn muốn nuôi gà nuôi thỏ nuôi heo, chỗ nào cũng muốn đại đội trưởng này che chở, cho nên cũng không ép hỏi nữa. Chuẩn bị cho ngô thiết trụ rất nhiều thứ, ngoại trừ trên người mặt, còn có một bộ gối đệm, hai bộ áo khoác thay giặt, trong đó một bộ là ngô Quế Lan và Lý Thúy Lan làm. Trương Tuệ Tâm thì may cho một cái ba lô nghiêng, vừa vặn có thể dùng để đặt bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn mặt và các đồ vệ sinh cá nhân khác, những hộp cơm ấm áp, Giang Minh Nguyệt cũng không cho mang theo, chuẩn bị đến thành phố tái hiện mua, ngược lại mang theo bốn chai đóng hộp đựng dưa muối. Lâm Du địa phương gọi củ cải đã ướp là hạt dưa, dùng nước tương ướp là màu đỏ gọi là hạt dưa đỏ, dùng nước muối ướp màu trắng gọi là hạt dưa trắng. Ngô Thiết Trụ mang theo hai chai hành lá xào dưa đỏ, là dùng dầu đậu nành xào, đến lúc đó khi ăn cháo có thể trực tiếp thêm vào, không cần một mình hâm nóng, ngon còn bỏ cơm, còn có một lon trứng gà rán xong, Giang Minh Nguyệt bỏ ba quả trứng gà vào, Tùy tiện gấp một cái cũng có thể gấp được một khối trứng gà, đến lúc đó gấp vào trong ổ ăn, tham chết người. Trong chai đóng hộp cuối cùng chứa cá muối khô đã chiên xong, cá là cá sủi mà Giang Minh Nguyệt mang tới, đây là cá trong vùng biển Lâm Du, tất cả đều dài hơn 4 tấc, cá bong bóng rất giàu chất béo, vì vậy sau khi ướp muối, chỉ với một ít dầu có thể chiên thơm. Xương cá bong bóng rất nhiều, cho nên phải ráng chậm trên lửa nhỏ, đem tất cả những cái gai nhỏ nướng giòn lúc ăn có thể ăn ngay cả xương cá chỉ nhổ đầu cá và một cái gai chính là được giang minh nguyệt dùng nửa ngày lăn qua lăn lại những thứ này ăn uống đương nhiên mang theo cho ngô thiết trụ đồng thời cũng không quên người trong nhà cũng may là cuối năm nhà người khác cũng một mực chuẩn bị các loại thức ăn cho nên phiêu hương nhà bọn họ cũng không có thu hút sự chú ý ngoài ra cô còn mang cho ngô thiết trụ một cái đầu tổ nhỏ thời tiết lạnh cho nên cũng không cần lo lắng sẽ hỏng trong phòng ký túc xá của hắn có bếp nấu đến lúc đó chưng cất là có thể ăn ngoại trừ mấy quả trứng luộc này gà mái trong nhà gần đây ăn rất ngon cho nên trứng cũng hạ cần nhất là con gà hoa lô nhỏ bắt được từ lão thạch gia kia cơ hồ là một ngày một quả trứng cho nên trên bàn cơm trong nhà có thể mỗi ngày nhìn thấy trứng gà tuy rằng không thể mỗi người một đi nhưng bốn năm quả trứng gà thêm nước hấp một chén bánh ngọt gà lớn cũng có thể làm cho cả nhà mỗi người đều ăn mấy miếng cho nên mang cho ngô thiết trụ vài thứ như vậy những người khác cũng không nói nên lời gì, dù sao bọn họ ở nhà ăn cũng không kém. Lần này đưa ngô thiết trụ vào thành không chỉ có Giang Minh Nguyệt còn có ngô Quế Lan, thư giới thiệu của nàng lập tức hết hạn, Giang Minh Nguyệt cảm thấy cũng nên đem hôn sự giải quyết một chút, bằng không có một chuyện như vậy ngăn cản, chỉ sợ năm mới cũng không yên tĩnh, chương 47 tôi sẽ đòi giá trên bầu trời. Hoàng đại gia trong cửa quả nhiên còn nhớ rõ ngô thiết trụ cùng Giang Minh Nguyệt, vừa nhìn thấy liền nhiệt tình chào hỏi, còn cho hắn một bó báo cũ để hắn trải giường cùng tường gián. Ngô thiết trụ lấy ra một cái túi giấy dầu đã sớm chuẩn bị sẵn nhét qua, bên trong là hai quả trứng luộc cùng một gói kẹo mè hạt đậu phộng, lão đầu vui vẻ ha hả vừa uống nước nóng vừa ăn đường, tư vị ngọt ngào theo khoan miệng vẫn ngọt đến trong lòng. Tiểu tử này biết chuyện thức thời, đợi lát nữa phải chào hỏi sư phụ dẫn hắn ra, liền nói đây là cháu trai của lão gia ta, để cho hắn chăm sóc một chút, tâm tư của hoàng đại gia giang minh nguyệt không biết nàng cũng không trông cậy vào một đại gia trông coi có thể ưu đãi cho ngô thuyên trụ bao nhiêu bất quá là muốn kết thêm một phần thiện duyên đến lúc đó ngô thiết trụ một mình ở trong xưởng nhân sinh không quen cũng có thể lăn lộn tốt một chút tối thiểu sẽ không bị xa lánh cùng khi dễ đến ký túc xá trải giường xong chỉnh lý đồ đạc của mình nên khóa vào trong tủ nương ba liền đi cửa hàng bách hóa mua bình nước ấm chậu men và hộp cơm trên đường trở về Ngô Thiết Trụ đột nhiên chỉ vào phía trước nói mẹ, ngươi nhìn đó hình như là Lý Đức Phúc, hắn sao lén lút lén lút, Giang Minh Nguyệt vừa nhìn thấy ý thức phương vị hắn đi ra lập tức quét qua, sau khi thấy rõ cảnh tượng liền nở nụ cười, thật đúng là ngủ gật đưa gối đầu A, à, đang lo hôn nhân Ngô Quế Lan như thế nào ly hôn, đây không phải là có nhược điểm đưa tới cửa sao, Lý Đức Phúc A à, Lý Đức Phúc, cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi xông vào A, à. Giang Minh Nguyệt nghĩ như vậy, phát lực dưới chân lập tức vọt tới, đưa tay bắt lấy cổ tay phải của Lý Đức Phúc, tay trái chép lại đoạt túi sách hắn. Lý Đức Phúc bị dọa đến giật nảy mình, vừa quay đầu lại nhìn là cô có chút kinh ngạc mẹ. Mẹ ngươi làm gì vậy, làm gì vậy? Bắt kẻ trộm bị bắt, Giang Minh Nguyệt cười lạnh, ngươi đây là từ trong chợ đen đi ra đi, một miếng thịt lớn như vậy, hẳn là ở chợ đen tiêu không ít tiền đi, có tin hay không chỉ cần ta hô một tiếng, ngươi lập tức có thể bị đội trị an bắt đầu cơ ba mua bán đồng tội mẹ ngươi nói cái gì vậy lý đức phúc hoảng sợ nhìn ngô thiết trụ và ngô quế lan vây quanh có chút lộn xộn nói năng lộn xộn quế lan ngươi nhìn mẹ nàng tốt giống như đầu óc không tỉnh lại sạch sẽ nói nhảm anh có muốn thử không một hai đừng đừng tôi cầu xin ngươi mẹ ngươi đừng hét ngươi đừng hét lên lý đức phúc lập tức cầu xin nói ngài đây là làm gì a à? ta là ngươi cô gia có ngươi hại ta như vậy sao hại ta ngươi có chỗ tốt gì a à? phi ai nhận ngươi là cô gia của ta từ lúc ngươi động thủ khuê nữ ta ngươi không phải là cô gia của ta giang minh nguyệt trừng mắt muốn tôi không gọi cũng được thống khoái ly hôn quế lan hôm nay liền làm thủ tục đừng dông dài ngươi ngô quế lan ngươi đã nghĩ ra chưa ngươi có thực sự muốn ly dị tôi không ngươi phải biết rằng thời điểm này không có mấy người phụ nữ dám ly hôn ngươi không sợ bị người khác nhạo báng ngươi không nghĩ về đứa trẻ, Lý Đức Phúc thấy Giang Minh Nguyệt không động đậy trực tiếp uy hiếp Ngô Quế Lan. Ngô Quế Lan mấy ngày nay đã sớm bị Giang Minh Nguyệt tẩy não thành công, lúc này tuyệt đối không sợ hãi trả lời, ngươi động thủ ngươi mới là phương sai lầm, dựa vào cái gì ngươi hợp tình hợp lý, người bị hại này lại phải thấp người một chút bị người khác nhạo bán. Chỉ vì tôi là phụ nữ, tôi nói với ngươi, đàn ông và phụ nữ mỗi người một nửa bầu trời, ngươi kinh thường phụ nữ ngươi đó là một vấn đề trong tâm trí, Nhận thức có vấn đề, ta ở nhà các ngươi hơn 7 năm nay thức dậy sớm trời tối bận rộn trước sau, thiếu chút nữa làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Phần vất vả này đặt ở bất cứ nơi nào cũng sẽ không chỉ có chút hồi báo này, và đứa trẻ, ngươi và khuôn mặt nói về trẻ em, đứa trẻ lớn như vậy, ngươi quản lý những gì? Ngươi cho họ ăn mặc quần áo hay cho chúng ăn? Ngươi đã dỗ dành giấc ngủ hay đã rửa những nước tiểu? Đứa trẻ bị bệnh ngươi đã bao giờ được quản lý? ngươi đã làm tròn trách nhiệm của một người cha trong một ngày ngươi tôi nói với ngươi ly hôn đứa trẻ tôi mang đi tất cả một không cho ngươi ngươi không xứng đáng là một người cha ngươi nằm mơ yêu nước là chủng thượng của ta là gốc rễ của lão lý gia chúng ta không có khả năng để cho ngươi mang đi lý đức phúc lập tức không làm nữa nhồi cổ quát giang minh nguyệt còn kìm kẹp cổ tay hắn làm sao có thể nhìn hắn cùng khuê nữ kêu gào trên tay dùng sức lý đức phúc lập tức kêu thảm thiết một tiếng đau 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 ngươi mau buông tay, cổ tay ta sắp gãy, không đau ngươi không nhớ lâu à. Giang Minh Nguyệt thở dài, ta thấy ngươi chính là thuộc về bình nước tiểu, thiếu tư nhi, chỉ thuộc con quay hồi chuyển, thiếu rút, chỉ là con lừa, dắt không đi đánh lùi, dù sao như thế nào cũng không phải là người. Cho ngươi chút ánh mặt trời ngươi liền rực rỡ, cho ngươi chút mưa sương ngươi sắp nảy mầm, cho ngươi ba phần màu sắc ngươi là có thể mở nhuộm phường. Thật sự là lão nương không phát uy ngươi không biết mã vương gia có bao nhiêu con mắt a à. Cô mặt mày nghiêm ti, "Tội danh đi chợ đen không đủ, lại thêm một tội danh mang theo diêm từ trong nhà máy tự mình bán đi, có đủ hay không?" Ngươi, Lý Đức Phúc lần này choáng váng, kinh nghi bất định nhìn Giang Minh Nguyệt. "Ngươi làm sao biết được?" Ngay cả nàng cũng, ngay cả cô ấy cũng không biết đúng không? Bây giờ cô ấy biết, không chỉ cô ấy, mọi người đều biết, khi ý thức Giang Minh Nguyệt đảo qua, đang nhìn thấy người đi ngược lại với anh cầm diêm trong tay liền đoán anh không chỉ đơn giản là mua thịt hẳn là có hành vi giao dịch riêng vốn cũng là nổ tung hắn không nghĩ tới dĩ nhiên chính là thật không khỏi mừng rỡ ngươi một khi bị kết án sau đó sẽ bị kết án trong vài năm nó sẽ được gửi đến đâu để làm việc để cải cách không ly hôn đúng không không sao đến lúc đó ngươi vừa bị kết án khuê nữ của ta lập tức tuyên bố cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ hôn nhân này không thể không ngươi không rời đứa nhỏ cũng không có khả năng đi theo ngươi cái tên xấu này đi khẳng định vẫn là bị khuê nữ ta mang đi đến lúc đó chỉ sợ ngươi sân nhà tài sản của ngươi gia cũng có thể chia đi hơn phân nữa đừng đừng con cầu ngươi mẹ cầu ngươi đừng làm chuyện tuyệt như vậy lý đức phúc lập ngựa kéo cánh tay giang minh nguyệt cầu xin thân thể chạy xuống có tư thế muốn quỳ xuống đây là trên đường phố ngươi không sợ bị người vây xem ngươi liền quỳ giang minh nguyệt lạnh lùng nhắc nhở một chút nhà đi nói nhà đi nói, Lý Đức Phúc lập tức đứng thẳng người, tôi ly hôn, tôi đồng ý ly hôn, lập tức rời đi, lập tức làm, hôm nay làm xong, đứa nhỏ không cần, cho Quế Lan, đều cho Quế Lan, chỉ có vậy thôi sao, Giang Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, khuê nữ ta ở nhà ngươi hơn 7 năm làm trâu làm ngựa làm bạch, tôi đưa tiền, tôi đưa tiền, tôi cho 20, không, cho 50 nhân dân tệ, Lý Đức Phúc tâm thần đại loạn, lục thần vô chủ, 50. Ngươi đắt tiền muốn ăn, thuê một bảo mẫu một tháng còn phải 10 đô 8 đồng chứ, một năm 12 tháng, hơn 7 năm cũng là hơn 700 đồng, hơn nửa khuê nữ ta còn ngày đêm dán hộp diêm, còn sinh hai đứa con, tiền cấp dưỡng đứa nhỏ ngươi không cho a? À. Giang Minh Nguyệt bấm từng cái cho hắn, ánh mắt Lý Đức Phúc càng thêm tuyệt vọng, vậy ngươi nói, cho bao nhiêu, một ngàn đồng, một ngàn, giọng nói của Lý Đức Phúc đều bị phá âm, ngươi đem ta bán cũng không có nhiều như vậy. Ngươi đó là tống tiền, một tháng lương của hắn chỉ có hơn 20, trừ đi chi phí của một nhà năm người, một tháng cũng chỉ tích góp được 6-7 đồng, 1.000 đồng, nhà bọn họ nhiều năm như vậy cũng không tích góp được nhiều như vậy, vậy thì đem ngươi bán đi, chúng ta không cần nhiều tiền như vậy, chúng ta nhìn ngươi đi lao động sửa chữa, chúng ta không hấp bánh bao liền tranh khẩu khí, Giang Minh Nguyệt cũng không sợ sư tử mở miệng muốn hắn chạy, nhược điểm ở trong tay mình, đầy trời đòi giá thì làm sao, có bản lĩnh ngươi liền cứng rắn thử xem hiện tại chính sách đã kích thị trường chợ đen tàn nhẫn như vậy, bắt được một người từ trọng trừng phạt một người, lúc trước ngô kim trụ không phải là bởi vì bán một ít đồ núi liền bị phán vài năm sau, huống chi Lý Đức Phúc còn có một tội danh trộm cắp tài sản nhà công, chương 48 kết thúc hoàn hảo, Lý Đức Phúc lập tức sụi lơ xuống, cũng mặc kệ đây là ở trên đường cái, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Bộ dáng thất hồn lạc phách, Ngô Quế Lan có chút lo lắng hắn chó gấp nhảy tường, liên tục nháy mắt với Giang Minh Nguyệt, Giang Minh Nguyệt khẽ lắc đầu ý bảo nàng an tâm, sau đó cuối người nhìn Lý Đức Phúc nói, cũng không phải không thể lui một bước, dù sao ngươi vẫn là ba của hai đứa nhỏ, tuy rằng là một ba khốn kiếp, ngươi nói, Lý Đức Phúc vừa nghe có đường xoay chuyển lập tức ngẩng đầu lên, ta chỉ cần 500 đồng, sau này cũng không cần ngươi cấp dưỡng cho hai đứa nhỏ, 500 đồng liền mua đứt tất cả, nhưng có một điều kiện, hai đứa trẻ phải đổi họ, ngươi khác phải ký một thỏa thuận, từ bỏ hai đứa trẻ này. Họ không cần ngươi nuôi dưỡng, sau này ngươi già cũng không cần tìm hai đứa trẻ để hỗ trợ ngươi. Đồng ý, chúng tôi sẽ làm ngay lập tức, không đồng ý, chúng tôi sẽ đâm thủng và làm điều đó. Ngươi tự suy nghĩ về nó, Giang Minh Nguyệt nhìn ánh mắt du di bất định của Lý Đức Phúc thêm một câu, ngươi cũng không cần cảm thấy đứa nhỏ đổi họ đối với ngươi có tổn thất gì, dù sao ngươi còn trẻ, sau này cưới một đứa vợ muốn sinh bao nhiêu còn không phải là sinh bao nhiêu sao? cũng không phải phải muốn treo cổ trên người yêu nước, đầu năm nay lại không có kế hoạch hóa gia đình, nhà ai cũng có nhiều con cháu, Nam hài là trọng yếu, nhưng cũng không đến mức không thể không có hắn, cho nên Giang Minh Nguyệt đưa ra yêu cầu này thật đúng là không có cắt đau lý đức phúc. Hắn suy nghĩ lại lại nhẫn tâm nói, "Được, ta đồng ý." Sảng khoái, Giang Minh Nguyệt đứng thẳng dậy, "Đã như vậy, viết một hiệp ước đi." Lý Đức Phúc nhìn cô lấy mấy tờ giấy viết thư và một cây bút chì từ trong giỏ lưng Ngô Thiết Trụ đưa tới viết đi ghi rõ nguyên nhân là ngươi trộm cắp tài sản công, vợ bạo hành gia đình lúc này mới dẫn đến ly hôn, 500 đồng và từ bỏ quyền nuôi con đều là bồi thường cho ngươi, ngươi cũng yên tâm, có thỏa thuận này, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đi tố cáo ngươi, dù sao ta cũng coi như là người biết chuyện, Lý Đức Phúc không nghĩ tới một lão thái thái nông thôn có thể làm việc chu toàn như vậy, suy nghĩ kín đáo như thế, sau lưng không khỏi một trận lạnh lẽo. Nhưng mũi tên không thể không phát trên dây, cho nên hắn cũng nhận lấy giấy bút viết lên, viết xong Giang Minh Nguyệt cầm qua xem một lần, xác nhận không có vấn đề gì, lại để cho hắn ấn một dấu tay, không có in bùn không sao, ấn một cái huyết chỉ ấn đi. Ly, Đức Phúc cũng không thấy rõ kim nàng lấy từ đâu, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, hạt máu đã bốc ra, sau đó đã bị ấn lên giấy lấy một dấu vết huyết chỉ. Giang Minh Nguyệt thổi giấy, sau đó gấp lại bỏ vào trong ngực, trên thực tế là ném vào không gian. Đi thôi, về nhà lấy tiền. Lấy giấy tờ làm thủ tục, tôi hy vọng ngươi có thể chủ động phối hợp một chút, bằng không đừng trách ta đem tờ giấy vừa rồi in 180 phần, rải rác khắp đường phố đều là. Lý Đức Phúc có thể thế nào, ủ rủ đi. Bốn người nhanh chóng đi đến nhà Lý Đức Phúc, Lý lão thái thái đang nhét hộp diêm lên, vừa thấy nhi tử trở về vội vàng cao hứng xuống nghênh đón, thấy đám người Giang Minh Nguyệt Ngô Quế Lan phía sau sắc mặt lập tức kéo xuống, da cười thịt không cười nói, Ý o, không phải không trở về sao?" Như thế nào mẫu thân cùng huynh đệ nhà mẹ đẻ tự mình đưa tới a à, ta liền nói không có người nào có thể dễ dàng tha thứ cho khuê nữ gã ra ngoài về nhà ăn không công nữ nhân này gã cho người chính là hát nước ra ngoài nhà mẹ đẻ không phải nhà trở về bất quá chỉ là khách nhân mà thôi hay là muốn ở nhà chồng sống tốt mới đúng sau này cũng không thể đùa dẫn tính tình nhỏ bé sống qua ngày nào có người nào không cãi nhau cãi nhau sao có thể động một chút liền trở về nhà mẹ đẻ còn muốn ly hôn Ly hôn ai cưới đôi giày rách trước này, Giang Minh Nguyệt lạnh lùng cười, hôm nay tâm tình tôi tốt, không so đo với lão yêu bà miệng đầy phân, Lý Đức Phúc, ngươi tự mình giải quyết những chuyện này, ta chỉ cho ngươi 10 phút, 10 phút sau ta liền đi ra ngoài, đến lúc đó cũng không phải là chuyện 500 và 180 phần, ý anh là sao? Lý Lão Thái có chút không rõ, nhưng cũng cảm giác được chỗ không thích hợp, nàng vội vàng nhìn về phía Lý Đức Phúc, Nhi A, à, đây là, mẹ, nhà chúng ta đi nói. Lý Đức Phúc kéo mẹ vào phòng, Giang Minh Nguyệt ba người cũng không vào phòng, ở trong sân chờ, 10 giờ sáng mặt trời, phơi nắng đang bắt đầu ấm áp, không biết Lý Đức Phúc nói với mẹ hắn như thế nào, chỉ nghe trong phòng bột phát ra một tiếng thét chói tai, Lý Lão Thái rít rào muốn xông ra, sau đó lại bị Lý Đức Phúc kéo trở về, sau một phen thì thầm bắt đầu tê tâm liệt phế khóc nháo, cha nha mẹ nha tổ tông 18 đời tất cả đều mắng ra, Ngô Quế Lan nghe nhíu mày, Ngô Thiết Trụ cũng nhịn không được muốn tiến lên, Giang Minh Nguyệt kéo hai người nàng lại, từ trên mặt đất nhặt một tảng đá hướng về phía cửa sổ cửa sổ đập tới, cục một tiếng liền đem thủy tinh đánh một cái lỗ, tảng đá trực tiếp rơi xuống trên màn hình, thiếu chút nữa đập vào trên người Lý Lão Thái, tiếng chửi thề lập tức dừng lại, còn năm phút nữa, Giang Minh Nguyệt lạnh lùng nhắc nhở, Lý Đức Phúc nóng nảy, lôi kéo mẹ hắn lại một trận nói, cuối cùng Lão Thái Thái mở tủ một trận lục lọi, một bên đếm tiền vừa lau nước mắt, cọ sát xem như là điểm đủ 500 đồng kể cả tờ giấy chứng nhận kết hôn kia đều giao cho Lý Đức Phúc. Trời ơi, tài sản nhà cửa đều bị móc sạch a, à, không bằng lấy mạng của ta đi. Nói xong đâm đầu lên trên nóc khóc nháo. Một phút, thanh âm của Giang Minh Nguyệt vang lên trong sân. Lý Đức Phúc cắn răng, buông tha ý định dỗ dành con mẹ nó, dậm chân ra khỏi phòng, nhét túi sách cũ cuốn tiền cho Ngô Quế Lan. Đi thôi. Lúc này phòng đăng ký kết hôn của xã đang làm việc bốn người lại một đường nhanh chóng đến xã nhân dân tìm phòng đăng ký kết hôn làm thủ tục nghe nói bọn họ là nhân viên văn phòng đến ly hôn còn rất kinh ngạc đầu năm nay kết hôn nhiều ly hôn thật đúng là không có mấy người a à. quanh năm cũng không làm mấy người a à. cuối năm này thế nhưng lại có một phần nghiệp vụ cô há miệng muốn khuyên hai người ai ngờ hai người trực tiếp đem tư liệu đặt toàn bộ lên bàn đồng thanh nói đồng chí mau làm đi cô chưa từ bỏ ý định vẫn cố gắng ly hôn này cũng không phải là trò đùa a à hai người cũng kết hôn nhiều năm rồi con cái đều có mấy người rồi có vấn đề muốn giải quyết vấn đề không thể nói ly hôn liền ly hôn a à. tục ngữ này nói đồng chí ngươi liền nhanh chóng làm đi hai chúng ta thật sự không qua được ngô quế lan cắt ngang một trận dài của cô chỉ muốn mau chóng tháo gông xiền này một thân thoải mái lý đức phúc ngược lại muốn đổi ý chịu không nổi gian minh nguyệt ở phía sau nạp thắt lưng hắn một chút a à, hắn lập tức phụ họa nói đồng chí ngài liền nhanh chóng làm đi chúng ta lát nữa còn có việc các ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa tuyệt đối không hối hận nhân viên thư ký không cam lòng ở trên bàn lục lọi tìm kiếm ai tư liệu này của tôi đâu tư liệu các người vừa đưa cho tôi sao lại không thấy đâu giang minh nguyệt không kiên nhẫn ý thức trực tiếp công kích đại não nhân viên văn phòng một chút nhân viên văn phòng lập tức bị thôi miên a à, tìm được ở đây ly hôn đúng không song phương đều không có ý kiến lập tức a à nói xong rất nhanh liền viết giấy ly hôn đóng dấu, sau đó trả lại đồ đạc cho Ngô Quế Lan và Lý Đức Phúc. Thái độ trước sau của hai người nhìn nàng tương phản rất lớn còn có chút phản ứng không kịp, Giang Minh Nguyệt túng lấy một chút mới phản ứng lại, đi dời hộ khẩu, à, bọn họ đều rời khỏi quầy, nhân viên văn phòng mới đầu óc trong sáng một chút, dùng sức vỗ vỗ đầu, tôi làm sao vậy, vừa rồi sao lại có chút hồ đồ, chuyện sau này liền thuận lợi hơn nhiều, nhất là khi dời hộ khẩu lúc đổi họ còn có chút dông dài, nhưng dù sao cha mẹ đứa nhỏ đều ở đây, ba cũng không có ý kiến, cho nên nhân viên văn phòng hộ tịch cũng làm, Lý Ái Hồng cùng Lý Ái Quốc đều biến thành Ngô Ái Hồng cùng Ngô Ái Quốc, cầm mấy trang giấy mỏng manh này đi ra cửa lớn, Ngô Quế Lan nhìn mặt trời giữa trưa không khỏi có chút giật mình, hơn 7 năm, thật sự giải thoát, Lý Đức Phúc cũng có chút cảm giác như trong mộng, nhìn thê tử cùng giường hơn 7 năm nỉ non nói, Quế Lan, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy nhẫn tâm của tôi cũng bị mẹ ngươi và ngươi từng chút một bức ra không nhẫn tâm tôi có thể ăn một chút trạng xương ở nhà ngươi ngô quế lan cười thê lương lý đức phúc cảm tạ ân buông tay của ngươi cô nói xong kéo cánh tay giang minh nguyệt lên ngươi không phải lúc nào cũng nói ngươi mẹ nói đều đúng sao làm con cái phải nghe lời mẹ sao hiện tại con cũng phải là một đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ tạm biệt không đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa dứt lời ba người cùng nhau rời đi Lý Đức Phúc thất hồn lạc phách nhìn ba người dần dần đi xa, rốt cục nhịn không được ngồi xổm dưới bậc thềm cửa lớn khóc lên. Chương 49 Tâm sự bên bờ biển, ba người còn chưa đi xa, tự nhiên nghe thấy tiếng khóc của Lý Đức Phúc, Ngô Quế Lan dừng bước một chút, trong lòng nói không nên lời. Giang Minh Nguyệt thì cười nói, Hoàng Lịch nói hôm nay nên xuất hành, chuyển nhà, mua quần áo, tắm rửa, nói thật chuẩn a, à, chúng ta đi ra một chuyến, hai chuyện đều hoàn thành vượt mức ngô quế lan và ngô thiết trụ đều bị nàng chọc cười ngô thiết trụ nói mẹ con mới phát hiện thì ra ngươi lợi hại như vậy không chỉ cùng lãnh đạo dám nói chuyện chủ trì đại cục cho tỷ tỷ con cũng lợi hại đó là giang minh nguyệt cao hứng vỗ vỗ bả vai anh cùng ngươi mẹ con hảo hảo học đi đủ để ngươi học cả đời đó là ngô thiết trụ gật gật đầu nở nụ cười ba người một đường vui vẻ trở về xưởng thủy tinh người cùng ký túc xá phỏng chừng đều đang làm ca trắng cho nên trong phòng không có ai. Ngô Thiết Trụ sau khi cất đồ xong liền cầm hộp cơm phiếu lương thực chờ đến căng tin nấu cơm, Ngô Quế Lan giúp hắn đặt đồ đặt trên giường, chỉ chốc lát sau Ngô Thiết Trụ bưng cháo ngô cùng bắp cải trở về, đem cái đầu cùng trứng gà tương lúc trước mang ra, nương ba người vừa nói vừa cười ăn xong bữa ăn này, bữa cơm này ăn xong, Giang Minh Nguyệt và Ngô Quế Lan sắp về nhà, Ngô Thiết Trụ lúc này mới toát ra một tia không nở, Giang Minh Nguyệt xoa tóc anh một phen, tiểu tử ngốc, Công việc trong nhà máy bận rộn không tốt xin nghỉ, nhưng mẹ vẫn có thể thường xuyên đến thành phố xem ngươi, làm tốt, cũng đừng để người ta khi dễ, biết không, biết rồi, ngô thiết trụ dùng sức gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Giang Minh Nguyệt nhét vào túi hắn 20 đồng, sau đó kéo ngô Quế Lan rời khỏi xưởng thủy tinh, ngô thiết trụ đuổi theo hai bước, sau đó dừng lại, nhìn bóng dáng mẫu thân cùng tỷ tỷ dần dần đi xa, cầm tiền trong túi cảm giác trong lòng nặng trịch, làm tốt, hãy chắc chắn để làm một cái gì đó ông đã quyết định âm thầm giang minh nguyệt và ngô quế lan bên này liền một thân thoải mái nhất là ngô quế lan thoát khỏi lý đức phúc cùng mẹ hắn quả thực là một thân thoải mái ngay cả hít vào không khí cũng cảm thấy là ngọt ngào mẹ con thật sự không thể tin được thuận lợi như vậy liền ly hôn thuận lợi như vậy liền đem hai đứa nhỏ đều tranh thủ tới còn đổi họ theo họ ta họ ngô cô kích động nắm chặt cánh tay mẹ không kiềm chế được nhắc đi nhắc lại tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày như vậy trong mộng của tôi đều là tôi nhận mệnh tôi như con trâu vàng chăm sóc việc nhà nuôi con phụng dưỡng mẹ chồng sau đó tiếp tục sinh con cả đời vây quanh nhà chúa ơi tôi không dám tưởng tượng đi dẫn ngươi đến một nơi giang minh nguyệt lôi kéo cô một đường chạy lên sợ tới mức cô vội vàng dùng sức đè lại chỗ đựng tiền trên thắt lưng mẹ đi đâu vậy đến ngươi là biết Giang Minh Nguyệt thần 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 bí 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 ẩn, 5 phút sau, Ngô Quế Lan nhìn cảnh tượng trước mắt sóng to gió lớn ngay dại, là biển, đúng, là biển, nhà máy thủy tinh cách bờ biển không xa, đi dạo cũng chỉ hơn 10 phút, hai người bọn họ chạy tới tự nhiên liền nhanh hơn, dưới ánh mặt trời buổi chiều, những con sóng bọc trắng có màu xanh đậm, không ngừng vỗ vào bãi biển, tiến lên lùi lên thăng trầm, giống như cuộc sống, lúc ta 16 tuổi quê nhà bị tai nạn, thật sự không sống nổi nữa, liền đi theo bà mến ngươi và tộc nhân một đường buôn ba chuẩn bị đi quan đông kiếm sống, nghe người bên ngoài nói nơi đó đất đai màu mỡ, cho dù tùy tiện cắm cây gậy cũng có thể nảy mầm nở hoa, đi chỉ cần cần cù chịu khó liền khẳng định đói không chết, đoàn chúng tôi mấy chục người lên đường. Vừa qua một thành phố đã gặp quỷ tử, chúng ta bị xua tan biến thành mười mấy người, sau lại gặp mã phỉ, người lão gia vì bảo vệ chúng ta bị mã phỉ một đao chém chết, đại ca ta đi liều mạng, về sau vẫn không trở về. Tung tích không rõ sinh tử không biết, bà ngươi đưa tôi và cậu Út ngươi chạy theo những người khác, sau đó cậu Út ngươi bị bệnh, sốt cao không giảm, chỉ vài ngày sau đã qua đời, bà ngươi cũng bị đã kích không dậy nổi, cuối cùng chết trên đường. Khi đó ta mới 16 tuổi, người cùng quê đi ra đã sớm không còn ở bên cạnh, chỉ có người đi cùng nửa đường, chúng ta một đường cầu xin đến Lâm Du, vừa đến Lâm Du ta cũng bị bệnh, tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh biển này ngày hôm đó là một ngày u ám, nước biển không phải là màu xanh như bây giờ, nhưng màu xám, giống như một giọt nước mắt khổng lồ rơi trên mặt đất, và tâm trạng của tôi đặc biệt giống nhau. Ta nghĩ một nhà năm người chúng ta một đường đi tới chỉ còn lại một mình ta, mà ta có thể cũng muốn chết liền khóc đặc biệt lợi hại, chính là tiếng khóc này hấp dẫn đến ngươi gia gia. Ông ngươi lúc đó vội vàng lên xe vào thành phố làm việc, nghe thấy tiếng khóc phát hiện tôi, cổng tôi lên xe lừa mang về nhà tôi còn nhớ sữa ngươi lúc đó nấu cho tôi một bát cháo kê đặc biệt thơm, chính là chén cháo đó đã cứu mạng ta. Sau đó ta tốt rồi liền ở lại, sau đó liền gả cho ngươi ba, sinh ra mấy người các ngươi, vì vậy, tôi cảm thấy rằng tôi và biển đặc biệt có duyên, ngươi nhìn vào sóng, thăng trầm, và thủy triều này, tăng và giảm, không giống như cuộc sống này, tiến tiến lùi lui, cũng không có khả năng vẫn luôn tiến về phía trước, vẫn thuận buồn xuôi gió. Luôn có chút trắc trở thậm chí là lùi lại con người đời này kỳ thật chỉ có hai thứ là chân chính thuộc về mình một là thân thể một là tâm tình cho nên a à, trên đời này ngoại trừ sinh tử không có đại sự gì ly hôn cũng tốt quá bộ cũng được cuộc sống chung quy đều phải tự mình sống tốt mới được quan điểm và tuyên bố của những người khác có thể được lắng nghe một cách thích hợp nhưng nó thực sự ít quan trọng hơn ngô quế lan nhìn khuôn mặt mẫu thân bình tĩnh kể lại quá khứ nói ra những lời nhìn như đơn giản nhưng thực tế thông suốt này không khỏi tràn đầy bội phục. Mẹ, ngươi yên tâm, con sẽ tốt, tốt hơn phần còn lại của cuộc sống của tôi, cuộc sống hiện tại của tôi có thể nói là tôi, là bạn, cố gắng hết sức để giúp tôi giành chiến thắng trở lại, làm thế nào tôi có thể thất vọng. Sau khi trở về người trong thôn nói cái gì, ta cũng không quan tâm, coi như các nàng đang đánh rắm, cuộc sống của ta ta sống tốt là được. Kỳ thật có một đạo lý rất đơn giản, rất nhiều chuyện trên thế gian này đều có thể dùng hai câu để khái quát, một câu là quan gưa rắm sự, một câu là liên quan đến cái rắm của ta, nghĩ rõ hai câu này a, à. ngươi có thể bớt đi rất nhiều phiền não. Giang Minh Nguyệt đá cắt dưới chân, vừa lúc nhìn thấy một góc lộ ra, đưa tay dùng sức một cái, dĩ nhiên là một con ốc biển to bằng nắm tay, vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, cô rắc cắt sạch sẽ, sau đó nút vào tai Ngô Quế Lan nghe, Ngô Quế Lan mở to hai mắt, là thanh âm của đại dương. Ta dĩ nhiên là lần đầu tiên nghe, lại nói tiếp thật sự là đáng thương, ta gã đến bên này hơn 7 năm, số lần đến bờ biển dĩ nhiên chỉ cần một cái tác là có thể đếm được, cầm đi, sau này có tâm sự có thể nói với mẹ, cũng có thể nói với nó, một người đối mặt với khổ, khổ có thể đè chết người, hai người đối mặt với khổ, khổ đã được chia sẻ, được, ta nhìn lại một chút, không chừng còn có thể có cái khác, nhặt về cho bọn nhỏ, bọn họ cũng sẽ thích những thứ này. Ngô Quế Lan giống như một đứa trẻ, vui vẻ đi tới đi lui trên bãi biển, tìm kiếm ốc biển đẹp mắt và vỏ sò, thật đúng là làm cho nàng tìm được vài cái. Giang Minh Nguyệt thấy thế cũng nở nụ cười, vừa tìm vừa nói, hiện tại thời tiết quá lạnh không thích hợp, chờ mùa hè năm sau, mang theo bọn nhỏ đến biển bắt cua đào hến, còn có thể ở bên đá ngầm bên kia xuống lòng bắt cá yến và cá rô biển, khi bắt kịp thủy triều chúng ta còn có thể có nhiều thu hoạch hơn, nghêu vàng, nghêu, sứ biển điều đó thậm chí còn thú vị hơn, được, đến lúc đó chúng ta đến thăm tiểu đệ, sau đó cùng nhau đuổi biển. Ngô Quế Lan cười, ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên người cô, nước biển xanh thẳm chiếu vào mắt cô, phản phất như mới sinh, chương 50 đã qua năm mới, chuyện Ngô Quế Lan ly hôn hơn nữa còn mang theo đứa nhỏ chuyển về hộ khẩu trở thành tin tức bùng nổ khác sau khi Ngô Thiết Trụ trở thành công nhân. Quả nhiên ở thôn Liễu Thạch Hà giấy lên một trận bão tố luận, một số người tư tưởng thủ cựu thậm chí sau lưng mắng Ngô Gia Phong không tốt, tác phong Ngô Quế Lan có vấn đề, về sau cũng không thể kết thân với người như vậy, miễn cho bị ảnh hưởng. Bất quá những thảo luận này của người ngoài không hề ảnh hưởng đến người Ngô Gia ở trung tâm bảo tát, bọn họ vẫn sống cuộc sống của mình như thường lệ, thậm chí bởi vì giải quyết một khó khăn lớn như vậy mà càng thêm cao hứng, người một nhà vạn thành một sợi dây thường toàn lực nhặt đá chọn đất vàng, chuẩn bị chuyện trước tết, mỗi ngày đều có sức mạnh hơn. Ngày 29 tháng Chạp, Giang Minh Nguyệt đi tìm đại đội trưởng Trương Minh Đức đòi bồi thường 150 tệ kia, Trương Minh Đức gọi kế toán Vương Quảng Thuận tới, bảo hắn lấy ra tình huống sổ sách cuối năm cho Giang Minh Nguyệt xem. "Thím Giang, không phải tôi nói mà không tin, là trên sổ sách thật sự không có tiền a. À. Ngươi nhìn tình hình thu chi năm nay của chúng ta, khẩu phần lương thực cho các xã viên đều là thô kỹ khô ước toàn bộ tính toán mới miễn cưỡng đủ, làm sao còn dư lương đến bán tiền a?" À. Ngài nhìn vào sổ sách này, tôi tuyệt đối không lừa gạt ngài, nếu không nợ trước. Sang năm, chúng ta thu hoạch tốt rồi, ta nhất định cho ngươi, được không? Giang Minh Nguyệt đã sớm biết tình huống như vậy, kỳ thật thôn liễu thạch hà coi như đã tốt rồi, mặc kệ làm thưa thớt, dù sao còn có thể làm cho các xã viên ăn bảy phần no, lâm huyện cách đây hơn 70 dặm, các xã viên chỉ có thể dừng lại, cái tổ kia còn không phải lương thực, mà là rơm ngô, mây, đậu phộng cùng nhau nghiền nát rồi trộn lẫn một chút bột ngô cùng bột gạo làm thành đồ vật như vậy cũng là ăn không đủ no cho nên so sánh ra liễu thạch hà thôn nhiều nước có núi còn có đất bằng phẳng thật sự xem như thôn không tồi cũng bởi vậy hai năm nay gả vào nhiều cô nương cô nương xuất giá ít tất cả là vì cuộc sống giang minh nguyệt gật đầu đại đội trưởng tôi cũng biết những tình huống này tôi cũng tin tưởng ngươi sẽ không khi dễ và lừa gạt lão bà tử của tôi ta nghĩ như vậy trong đội chúng ta không phải đã trồng rất nhiều cây để bổ sung tiêu hao hai năm trước bị đốn hạ luyện thép sao hiện tại mới 2 năm, cây cối cũng không lớn, cho nên nhóm thanh niên này xây nhà mới phải xếp hàng chờ gỗ. Tôi nghĩ, nếu trong đội không có tiền, vậy thì lấy vài thứ để bù trước đi, ví dụ như chia cho chúng ta một ít cây nhỏ cũng được, như vậy chờ đến tuổi cây, chúng ta có thể tự chặt xây nhà, không cần tranh giành với các chàng trai khác trong đội, ngươi nói có đúng không? Ngoài ra tôi cũng muốn, muốn chặt một ít cây thông và cây sồi từ trên núi, không nhiều lắm, đủ để xây mấy chuồng lợn dựng mấy chuồng trại là được, năm sau tôi hưởng ứng chính sách nuôi lợn nuôi gà. Không sao đâu, Trương Minh Đức và Vương Quản thuận liếc nhau một cái, trầm mặc một lúc lâu nói, được, thím Giang ngài nói như vậy, tôi cũng không có gì để từ chối, cứ theo ngươi, cây nhỏ trên núi, ngươi chỉ cần chặt không quá 10 gian lều là được, về phần Dương Thụ Liễu Thụ vân vân trong đội, chúng ta hạch toán giá cả một chút, cho ngươi một nửa tiền, số tiền còn lại sang năm lại cho, được không? Được. Ngươi cùng Vương kế toán tổng hợp một chút, sau đó nói cho ta biết là mảnh nào, ở trong đội cũng công bố một chút, sau đó khai xuân chúng ta tự mình thu thập thu thập. Giang Minh Nguyệt lại hoàn thành một mục tiêu nhỏ, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Buổi tối hôm đó, Trương Minh Đức liền trả lời Giang Minh Nguyệt, đem 50 cây dương thụ liễu trong rừng cây bãi Tây Hà cùng 100 cây thông trên đỉnh núi đối diện sông đều giao cho Ngô gia, thời hạn 20 năm, khấu trừ 75 tệ, những cây này đều là cây nhỏ mới trồng 2 năm giá khấu trừ là dựa theo giá cây trưởng thành chưa đến một nửa, nhìn như ngô gia có chút chịu thiệt, nhưng kỳ hạn là 20 năm A, à. nói cách khác trong 20 năm này, những cây này các tỉa cành cây cũng đều là ngô gia, củi lửa xem như có bảo đảm, nghĩ như vậy, coi như có lợi, dù sao kiếp trước gian lão thái cũng chỉ cần trong đội còn tồn tại ba gian phòng gỗ cùng lúa gạt, đá và các vật khác. Bởi vì hiện tại 300 khối là có thể xây 3 gian phòng, 150 khối tiền bồi thường đổi lấy ba gian phòng vật liệu lúc ấy xem ra cũng coi như thích hợp, bất quá so với Giang Minh Nguyệt nhắc tới, vẫn là như bây giờ thích hợp hơn một chút, xử lý xong những chuyện này, mọi người cũng yên lòng đến đón năm mới, lúc này đã là đêm giao thừa, Giang Minh Nguyệt bắt đầu chỉ huy mọi người chuẩn bị bữa cơm tất niên, nhà người ta ăn Tết có thể cũng chỉ là ăn một bữa sủi cảo thịt lợn nhân bánh bao trắng, bánh mì bên trong có mấy đậu phộng hoặc tiền xu rửa sạch ai ăn được năm sau là có thể phúc khí tràn đầy, tài nguyên rộng lớn. Ngô gia năm xưa cũng như thế, mà lần này bởi vì có quan hệ gian minh nguyệt, cho nên còn ở ngoài sủi cảo chỉnh mấy món ăn ra, theo thứ tự là bắp cải trộn tai heo, sơn tra đóng hộp ngân nhĩ, tôm sông khô, thịt ba chỉ dưa chua, cá yến hầm thường ngày và gà rừng hầm nấm. Nam nhân ngô gia đều sẽ làm sủi cảo, cho nên món ăn là do Trương Tuệ Tâm và Lý Thúy Lan làm, mà sủi cảo thì là một đại gia đình ngoại trừ hài tử ra mỗi người đều lên tay thuê. Giang Minh Nguyệt tự mình nhét mấy đồng tiền vào, tuyên bố nếu ai ăn được thì thưởng thêm một hào tiền, khiến bọn nhỏ đều ngóng trông. Ngày hôm nay cũng không chú ý tiết kiệm dầu hỏa, nhà nào cũng thắp sáng đèn dầu hỏa, có người không đủ dầu hỏa còn thắp đèn dầu đậu nành, hy vọng trong nhà sáng sủa, có thể hấp dẫn nhiều phúc khí và vận khí hơn. Giang Minh Nguyệt ngại mùi đèn dầu hỏa quá lớn, dứt khoát thắp hai ngọn nến tráng kiện, Hai cái bàn vuông ghép thành một cái bàn lớn, cả nhà đồng loạt vây thành một cái hình elip. Giang Minh Nguyệt ngồi ở phía đông, bên cạnh nàng còn đặt một bộ bát đũa, đó là chuẩn bị cho Ngô lão hán, mỗi người đều gấp cho cái chén kia một đũa thức ăn hoặc sủi cảo, sau đó mới theo đề nghị của Giang Minh Nguyệt cùng nhau nâng chén, người lớn uống rượu, tiểu hài tự uống nước trái cây, cùng nhau chúc mừng ngày lễ lớn nhất trong năm. Bọn nhỏ bởi vì có một hào tiền thưởng treo, cho nên cũng không gấp thức ăn một đám hướng sủi cảo tiến công, chỉ chốc lát sau, ngô hiểu noãn dẫn đầu kêu lên, nha, có thứ gì đó nghiến răng, là tiền, sữa, tôi ăn được tiền, ta cũng ăn được, ta cũng ăn được, ngô hiểu cương không cam lòng yếu thế kêu lên. Giang Minh Nguyệt cười ha hả từ trong túi móc ra hai hào tiền cho hai người bọn họ, được, được, cháu gái lớn cùng cháu trai lớn của ta sang năm hảo hảo đánh heo cỏ bắt sâu, đem heo cùng gà nuôi cường tráng, kiếm được rất nhiều tiền cho gia đình, mâu, ta cũng ăn được, ta cũng kiếm được rất nhiều tiền. Ngô Ái Hồng cũng dơ một đồng xu lên vui vẻ kêu lên, mẹ, con cũng ăn rồi, còn có ta, đều tốt, đều tốt, sang năm chúng ta đều kiếm được nhiều tiền. Ngô gia có thói quen giữ tuổi, ăn cơm xong mọi người liền vây quanh một chỗ vừa ăn đậu phộng, hạt dưa, đậu nành xào vừa kể chuyện xưa, ngô kim trụ dẫn đầu kể chuyện, kể chuyện khi còn bé hắn nghe ông nội kể, có một năm đêm giao thừa, tuyết rơi đặc biệt lớn, có một đôi cha con ở nhà làm sủi cảo. Đột nhiên có người gõ cửa, ông già mở cửa, ngoài cửa là một người cô mặc áo trắng, nương, nói mình vô gia cư, gió tuyết lại quá lớn, muốn khẩn cầu hai người bọn họ thu lưu mình một đêm. Lão hán tâm thiện liền đồng ý, sau đó bạch y cô nương liền đi theo cùng nhau làm sủi cảo. Bao bọc lão hán liền cảm thấy không thích hợp, cô nương này thế nhưng lén lúc ăn nhân thịt sống, hắn cảm thấy đây nhất định là yêu nghiệt, lập tức nháy mắt với nhi tử. Nhi tử hắn sách quốc đánh trúng cô nương, cô nương kia kêu thảm một tiếng liền chạy ra ngoài, hai cha con dọc theo vết máu đuổi theo, dĩ nhiên phát hiện, hắn kéo dài thanh âm, khiến mấy đứa nhỏ đồng loạt truy hỏi, phát hiện cái gì? Mau nói phát hiện cái gì a? À, tìm thấy một con chuột trắng lớn như một con mèo, thì ra cô nương kia lại là một con chuột tinh lông trắng. Cho nên nàng mới ăn vụn nhân thịt sống, mấy đứa nhỏ bị dọa đến cùng nhau run rẩy, vẫn không kiềm chế được tò mò truy vấn, sau đó thì sao vậy? sau đó, sau đó cha con lão hán liền lột da con chuột đã chết này, dùng da làm mũ. Tương truyền cái mũ này vào một ngày tuyết đội lên đầu, tuyết xung quanh sẽ tự động tránh, đặc biệt kỳ diệu, wow, mấy đứa nhỏ đồng loạt kêu lên, bộ dáng hưng phấn đến không chịu nổi, nói thêm một cái nữa, lại nói một cái nữa, hãy để ngươi cha hoặc ngươi sửa cho một câu chuyện, họ biết nhiều hơn. Ngô Kim Trụ bắt đầu hướng về phía những người khác, bọn nhỏ quả nhiên vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Ngô Thuyên Trụ cùng Giang Minh Nguyệt. Khụ khụ, ta đến kể cho mọi người nghe chuyện Bút Bê Nhân Sâm a. Ngô Thuyên Trụ ho khan một tiếng bắt đầu kể, sau đó là câu chuyện gà mái vàng của Giang Minh Nguyệt, câu chuyện bát tiên quá hải của Trương Tuệ Tâm. Thời gian trôi qua trong những câu chuyện kỳ diệu, những đứa trẻ không cảm thấy buồn ngủ chút nào, ngược lại đôi mắt càng thêm đen bóng. Đột nhiên, phía đông làng vang lên một trận tiếng pháo náo nhiệt, mọi người lập tức bị hấp dẫn lực chú ý là phương hướng của đại đội bộ, đốt pháo, hình như còn có nhà đại đội trưởng cùng nhà lão thôn trưởng, Tết rồi. Năm hổ đang đến, Tết rồi, chương 51 đi thăm người thân trong năm mới, một năm mới đã đến, Giang Minh Nguyệt phát cho mỗi người một đồng tiền, người lớn một đồng, tiểu hài tử một cộng lông, để cho mọi người bỏ vào trong quần áo mùng một muốn mặc, cái túi này tiền ít nhất phải đựng một tháng, ngụ ý trong túi vẫn luôn có tiền. Ngô Thuyên Trụ và Ngô Kim Trụ còn bảo mấy đứa nhỏ lần lượt đứng ở ngưỡng cửa, sau đó kẹt cổ lên trên, đồng thời miệng lẩm bẩm dài, dài. Đây là hy vọng rằng trẻ em có thể phát triển nhiều hơn trong năm tới. Làm xong việc này, mọi người mới về nhà ngủ, vdplinsu.com, ngô gia bởi vì mang theo trọng hiếu, cho nên mùng một không thể đến nhà người khác chúc Tết, cũng sẽ không có người đến nhà bọn họ chúc Tết, cho nên một giấc ngủ này ngủ mê man, mãi cho đến khi mặt trời đều mọc lên, bên ngoài đều vang lên tiếng chúc tết nhà người khác người lớn mới lục tục đứng lên lưu bọn nhỏ ngủ vù vù phong tục của thành phố lâm du là bữa cơm đầu tiên vào ngày mùng một tết muốn đàn ông đến làm phụ nữ chờ ăn sẵn nhờ đó những người phụ nữ vất vả một năm để họ có thể nghỉ ngơi một chút điểm tâm cũng đơn giản là bánh bao đã gói vào buổi tối giao thừa đặt trên rèm làm bằng lúa miếng dùng vải hấp phủ cũng không cần lo lắng bị gió thổi cứng củi dưới bếp nhất định phải đốt một thanh vừng ngụ ý cuộc sống một năm đều có thể cao như vừng nở hoa vì cái đầu màu này gia đình đem đội sản xuất chia đều giữ lại chỉ vì bữa cơm này sủi cảo gọi nước ba lần khi nổi lên lần nữa đã chín bọn nhỏ cũng đều lục tục đứng lên mọi người bảy tay tám cước đặt bàn bưng sủi cảo rửa tay lên bếp sau đó chấm tỏi và giấm đến ăn sủi cảo mập mạp cắn xuống thịt lợn thơm ngon bắp cải mọng nước mọi người cơ hồ hai miếng một cái liền tiêu diệt sạch sủi cảo đầy bàn ăn xong lại uống một chén canh sủi cảo nóng hổi, đây gọi là canh nguyên chất hóa thực phẩm. Bàn cơm rút xuống, bọn nhỏ bắt đầu lần lượt dập đầu chúc Tết Giang Minh Nguyệt, cô cũng vui vẻ phát lì xì cho mọi người, một người hai hào tiền. Bây giờ một xu có thể mua hai viên kẹo cứng, hai hào cho những đứa trẻ này, tử mà nói xem như là một khoản tiền lớn, năm trước bọn họ có thể lấy được bất quá chỉ là vài phần tiền, năm nay thoáng cái là hai hào tiền ai nấy đều mừng rỡ dị thường, nhau nhau cầm tiền tìm mẹ giao cho mẹ đến bảo quản, Ngô Hiểu Cương còn cố ý dặn dò Lý Thúy Lan không nên vụng trộm tiêu tiền của mình, chọc cho lỗ tai bị vặn một chút, mọi người cười ha ha. Phong tục ở thôn Liễu Thạch Hà là sáng mùng một nam nhân cùng bọn nhỏ đi ra ngoài chúc Tết, lão nhân cùng nữ nhân ở nhà trong nhà chiêu đãi khách nhân, đợi đến khoảng 10 giờ đều bái xong năm sau phải tập thể đi lên cao, trên đường trở về nhặt mấy củi khô, ngụ ý lên cao có tài, cho nên sau khi phát tiền mừng tuổi xong, mọi người liền khóa cửa toàn bộ lên núi, thông liễu thạch hà bốn phía có núi, ba mặt dưới chân núi đều có dòng suối, bọn họ chọn Đông Sơn gần đây cũng thấp nhất để leo lên, trên đường lục tục đụng phải rất nhiều xã viên đã bái xong bắt đầu leo núi, tất cả mọi người đều mặc quần áo sạch sẽ một mạc cho dù đầy vá, một đám cũng thu thập lưu loát, câu đầu tiên gặp mặt đều là hỏi Tết vui vẻ, gặp người quen thì liền tụng năm tụng năm tụng năm kết bạn đồng hành, bọn nhỏ cũng đều thành từng nhóm chạy lên núi tranh nhau tìm củi khô hợp tâm ý tiếng thét chói tai hi hi ha ha tràn ngập giữa thôn trang và sườn núi giang minh nguyệt cảm thụ được phong tình nông thôn thuần phát nồng đậm cảm nhận được mùi tết nồng đậm này không khỏi nở nụ cười cũng theo mọi người bắt đầu nhặt củi khô không có nhiều củi khô như vậy dứt khoát gấp mấy cây sồi thối thứ này vừa vặn mang về nhà làm cột nhà vô luận là đậu hay là dưa chuột hoặc cà chua đều thích hợp so với cột lúa miếng đều rắn chắc thứ kia một năm liền phế đi cột sừng thối lại có thể liên tục dùng 2 năm hoặc 3 năm. Ngô gia một người đều nhặt gần nửa bó củi khô, khiêng về nhà đặt cùng một chỗ Giang Minh Nguyệt vừa nhìn, hảo gia hỏa, đều đủ để các phòng đốt một ngày rồi. Đã qua 12 giờ, có thể mở tủ hoặc cái gì đó, không cần lo lắng sẽ chạy tài sản, cũng có thể nhấc chiếu lên, không cần lo lắng đâm tay, đồng dạng cũng có thể động kéo kim tuyến, không cần lo lắng sẽ phạm vào cải vả, cũng có thể quét sàn nhà, không cần lo lắng xui xẻo những điều cấm kỵ này hết hiệu lực vào lúc 12 giờ, vì vậy mọi người bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, nhưng bữa trưa và bữa tối vẫn ăn nhiều hơn trước, không phải với ngô, nhưng gạo và kê trộn với gạo khô 2 mét và đậu phụ đông lạnh bắp cải. Gạo là Giang Minh Nguyệt mang về, không nhiều lắm, chỉ có 10 cân, cho nên trộn kê cùng ăn, bởi vì mùng 1 là không thể ăn cháo loãng, bằng không một năm đều phải ăn loãng không đủ no, cho nên mới làm thành cơm khô. Mọi người đã không ăn gạo trong một thời gian dài, Bữa ăn này không tệ hơn bánh bao. Mùng 2 Tết chính là ngày Trương Tuệ Tâm và Lý Thúy Lan trở về nhà mẹ đẻ. Giang Minh Nguyệt chuẩn bị cho hai người một cái giỏ kinh, bên trong mỗi người có hai con cá yến dài một thước, một gói lô quả, một cân rượu giải rượu, sáu quả trứng gà và một miếng vải lam dài ba thước. Hai con dâu vừa tiếp nhận liền nở nụ cười, đây là lễ rất nặng, so với lễ trước thời kỳ khó khăn còn phong phú hơn, càng không cần nói đến hai năm nay cảnh sắc không tốt. Rất nhiều người trở về nhà mẹ để chính là mang theo mấy cái tổ đầu cùng làm, làm sao có thể giống như các nàng, có cá có trứng, có chút tâm có rượu, thậm chí còn có một miếng vải, phải biết rằng năm nay một người mới phát ba thước ba tấm vải A. Trương Tuệ Tâm và Lý Thúy Lan tạ ơn qua đi đều vui vẻ mang theo trượng phu cùng hài tử về nhà mẹ để thăm thân thích, Trương Tuệ Tâm nhà là bản thôn, nhà mẹ để Lý Thúy Lan là một đại đội khác, cách thôn Liễu Thạch Hà có tám dặm đường, bất quá đều là cùng ngày đi cùng ngày trở về bởi vì lương thực nhà ai cũng không nhiều trừ phi mang theo khẩu phần lương thực bằng không nhà ai cũng không muốn chiêu đãi một đại gia đình thân thích ăn không công cho nên đều là ăn cơm trưa liền trở về có người khó khăn dứt khoát cơm trưa cũng không ăn liền trở về khi họ rời đi ngôi nhà bỗng chốc trở nên vắng vẻ chỉ còn lại giang minh nguyệt ngô quế lan cùng ngô ái hồng ngô ái quốc bốn người hai đứa nhỏ ở trên giường chơi xương heo tiết chính là khớp chân sau heo không sai biệt lắm tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ sau khi cạo sạch thịt bốn người liền có thể tính là một bộ phối hợp với bao các cùng nhau chơi các nàng chơi bộ này là giang minh nguyệt mang về mấy hài tử đều bảo bối không được lúc này chỉ có hai người các nàng cũng chơi say sưa ngô quế lan liền lấy kim chỉ ra bắt đầu sửa quần áo cho hai nàng tiểu hài tử lớn lên nhanh cả ngày chơi điên cuồng lại rất dễ bị trầy xước cho nên quần áo này liền bổ sung cần cù cũng sửa cần giang minh nguyệt thấy thế liền từ trong tủ lấy đầu vải ra chọn nguyên liệu thích hợp hai mẹ con cùng nhau sửa quần áo mẹ con không nghĩ tới tết còn có thể thoải mái như vậy năm trước con từ lúc vào tháng chạp đã có không biết công việc nhất là từ nhỏ gần như bận rộn chân không chạm đất mùng một cũng chỉ là buổi sáng thoải mái một lát sau đó mùng hai liền vội vàng tiếp đãi hai nhà cô lớn nhỏ đến mùng ba mới có thể về nhà chúng ta mùng năm một năm mới qua đi năm nay một số công việc như vậy là tôi và hai chị dâu làm cùng nhau và mẹ ngươi để giúp đỡ không cảm thấy mệt mỏi chút nào quan trọng nhất là cả nhà chúng ta đều hòa khí ngày này một chút cũng không cảm thấy khổ còn cảm thấy phi thường ngọt ngào cô mở chiếc áo trên tay ra nhìn lên xuống bình thường trong nhà phát phiếu vải đều theo lý đức phúc đến sau đó chính là lão thái thái ta cùng đứa nhỏ quanh năm đều không thêm một bộ quần áo mới trước đó ta mặc quần áo lúc đó vẫn là kết hôn nào giống như bây giờ lúc này ta mới hơn một tháng đã làm một thân quần áo mới còn có một cái áo vét da thỏ, tuy rằng là mặc ở bên trong, nhưng trong lòng cũng thoải mái. Hai đứa nhỏ này lại càng hưởng phúc, áo bông, giày bông, chăn bông, chỗ nào cũng không thiệt thòi cho các nàng, nếu không nói như thế nào có con có mẹ giống như một khối bảo bối, có mẹ ngươi ở đây, thế nào cũng không thiệt thòi cho các con. Giang Minh Nguyệt chọn hai miếng vải, cầm lấy một bộ quần áo của Ngô Ái Hồng bắt đầu sửa lại, chương 52 chính sách mới cho năm mới, đương nhiên rồi, bất quá mẹ ngươi cũng không thể quá thiên vị với con bằng không thời gian dài ca tẩu cũng dễ dàng có ý nghĩ dù sao cũng có nhà nhỏ của mình ai còn không muốn vì con nhà mình tính toán nhiều đúng rồi mẹ ngươi nói con có muốn một mình xây nhà hay không không cần quá lớn hai gian rưỡi là được đến lúc đó đứa nhỏ cùng con cũng đều có chỗ riêng cũng miễn cho thời gian dài chọc người ta nói chuyện phiếm ngô thiết trụ tuy rằng đi thành phố làm việc nhưng bởi vì mùa đông lạnh cho nên mẹ ba Ngô Quế Lan vẫn cùng Giang Minh Nguyệt ngủ ở phòng đông, chuẩn bị mùa xuân ấm áp rồi chuyển đến tây phòng ở. Giang Minh Nguyệt suy nghĩ một chút lời Ngô Quế Lan nói, lắc đầu nói, ngươi nói ta hiểu, làm như thế nào mẹ trong lòng hiểu rõ, bất quá bàn tay này vươn tới đầu ngón tay còn ngắn có dài, chỉ có thể tận lực một chén nước bưng phẳng. Nhưng chuyện xây nhà tôi khuyên ngươi tạm thời không cần, ngươi cầm một khoản tiền trong tay, nhưng số tiền này xây nhà phải bỏ đi một nửa, thậm chí có thể hơn phân nữa, như vậy sẽ không còn bao nhiêu, hơn nữa ngươi một mình xây nhà, hộ khẩu kia phải đơn lập ra ngoài, bằng không phê không được căn cứ phòng, hơn nữa hiện tại trong đội cũng không có tài liệu sẵn có, tất cả đều dựa vào mua, vậy thì phải có tiền mũi già, ngươi còn có hai đứa con, sau này dùng tiền nhiều chỗ, trong tay sao có thể không để lại chút tiền chứ, hơn nữa chia ra ngoài thì phải ngươi tự mình lo liệu, ta có thể trợ giúp cũng chính là cho ngươi nhìn hài tử trợ cấp kinh tế cũng không thể nhiều lắm tựa như ngươi nói còn có ngươi ca tẩu đâu ta phải không kém đi vì vậy tôi nghĩ rằng ngươi đầu tiên không cần phải chia tay chúng tôi sẽ sống với nhau bây giờ nhà nước đang học chờ đợi cho chính sách mới nếu có thể ngươi hai anh em đi đến nhà máy ngói sau đó gia đình cần lao động để ở lại ngươi là quan trọng nhất hơn nữa chúng ta còn phải nuôi heo gà nuôi thỏ những thứ này đều không thể tách rời khỏi nhân thủ chúng ta vặn thành một sợi dây thường làm vài năm kiếm được tiền rồi mới cân nhắc chuyện xây nhà hoặc là chúng ta còn có thể đi thị trấn hoặc thành phố mua nhà nơi nào nhất định phải xây nhà ở nông thôn giang minh nguyệt phân tích ngô quế lan nghe vào tai cũng nhập tâm nàng lẩm bẩm nói chúng ta cũng có thể vào thành mua nhà sao trở thành người của thành phố vậy thì phải cần không ít tiền phải mấy ngàn chỉ cần chúng ta có hai tay cần cù cùng đầu óc trí tuệ mấy ngàn tính là cái gì mấy vạn cũng có thể kiếm được vậy thật sự là quá tốt mẹ con nhất định sẽ làm thật tốt từng nương hai người nhìn nhau mà cười trương tuệ tâm và lý thúy lan hai nhà khi trở về ai nấy đều xuân phong đầy mặt nhất là lý thúy lan vừa vào nhà liền chạy đến trước mặt giang minh nguyệt khoe khoang mẹ ơi con xem con mang về cái gì nàng nhấc giỏ lên giang minh nguyệt vừa nhìn đáp lễ bên trong liền vui vẻ dĩ nhiên là bánh bao mặt trắng dài hơn hai thước nửa thước thông gia bên kia năm nay cũng được còn có bánh bao mặt trắng đâu là cố ý làm cho ta lý thúy lan vui vẻ ngẩng đầu lên mẹ mang về cho con thứ gì đó là tốt nhất và xuất sắc nhất trong số các chị em chúng ta mẹ tôi liên tục khen con còn bảo con mang theo cho con được được giang minh nguyệt cũng cười vậy sáng mai nóng lên chúng ta ăn no làm việc ai lý thúy lan vui vẻ đặt bánh bao lên bàn cao sợ có chuột còn lấy một cái chậu nút trương tuệ tâm cũng đem đồ trong giỏ cho giang minh nguyệt xem là buổi sáng lấy sáu quả trứng gà cùng một gói lô quả mẹ ruột đều làm lễ mang về giang minh nguyệt cũng cười nói để đi sau đó cho bọn nhỏ ăn trương tuệ tâm thấy thế cũng cao hứng phóng đồ đi mùng ba xem như ngày nghỉ cuối cùng qua ngày này nghỉ tết cũng coi như kết thúc đội sản xuất sẽ tổ chức xã viên tiếp tục làm việc đầu tiên bắt đầu từ việc sửa chữa dụng cụ nông nghiệp sau đó là tiếp tục đưa phân sau khi đông lạnh hóa sẽ bắt đầu canh tác đất như vậy sau cơn mưa xuân có thể trực tiếp gieo hạt đáng tiếc mùa đông này vẫn khô hạn như trước ngoại trừ trận tuyết rơi dưới bùa chú của giang minh nguyệt một trận tuyết cũng không có các lão nông có kinh nghiệm phong phú từng người một vèo bao thuốc lá lo lắng trời khô như vậy lúa mì làm sao có thể phát triển tốt a à? lúa mì phát triển không tốt thu hoạch mùa hè liền bị ảnh hưởng phân lương cùng giao lương thực đều bị ảnh hưởng hơn nữa vẫn hạn hán như vậy xuân gieo cũng bị ảnh hưởng a à? ngay khi mọi người lo lắng một tin tức phấn chấn truyền đến đại hội 7.000 người và hội nghị Tây Lâu đã được tổ chức thành công, trong hai năm trước đó sửa chữa chính sách khuyên đảo Duô đồng thời xác định rất nhiều chính sách mới, để điều chỉnh, củng cố, làm giàu, nâng cao bác tự làm phương châm, trong mọi khía cạnh đã được chỉ thị, sử dụng một cặp câu đối để tóm tắt, câu đối trên là nắm bắt ăn mặt trước, câu đối dưới là thực hiện nông nghiệp nặng nhẹ, ngang phê duyệt cân bằng toàn diện, không đề cập đến những thứ khác chỉ cần nói về nông nghiệp là từ nguồn nhân lực và vật chất để tăng cường và hỗ trợ mặt trận nông nghiệp tăng cường sức mạnh lãnh đạo ở cấp cơ sở nông thôn do đó trong việc điều chỉnh chính sách nông nghiệp sau này một số địa phương thậm chí đã xuất hiện các hình thức trách nhiệm sản xuất nông nghiệp khác nhau bao gồm cả bao gồm bao gồm bao tiêu hộ gia đình và thậm chí ở vùng sâu vùng xa đã thực hiện các hình thức kinh doanh khác nhau như phân chia ruộng đến hộ gia đình để ổn định nông dân khôi phục và phát triển sản xuất càng sớm càng tốt đặt ở thành phố lâm du là khuyến khích mạnh mẽ các xã thành lập nhà máy làng triển khai sản xuất công nghiệp nhẹ và nuôi trồng thủy sản khuyến khích mạnh mẽ các đội sản xuất và xã viên nuôi lợn và gà hỗ trợ xây dựng thành thị và nông thôn phân chia đất cho các thành viên của xã viên để cải thiện và làm phong phú thêm khẩu phần ăn khôi phục tập thể nông thôn lớn dùng để các xã viên trao đổi có hay không đương nhiên lương thực dầu trứng gà các loại vẫn phải đến xã cung ứng tiêu thụ và cục bảo hiểm lương thực đi mua bán trên chợ lớn chỉ có thể mua được một ít hàng ô cùng sọc dệt của mình. Tuy nhiên, đây cũng là một điều rất thú vị. Sau khi tất cả, cuộc sống nông thôn bây giờ thực sự là quá đơn điệu và nghèo. Trương Minh Đức ngay khi về quê học về đã đem những tin tức này nói cho các xã viên, toàn đội đều sôi trào. Vì vậy, những ngày tiếp theo là căng thẳng và bận rộn. Đầu tiên là tự giữ đất, phân chia một số nơi có kích thước không quá quy củ hoặc gần sườn núi nguồn nước cho xã viên, mỗi nhà chia theo dân số quy định là không thể vượt quá 5% đất canh tác bình quân đầu người, cho nên liễu thạch hà thôn mỗi người chia làm 8 phần đất tự lưu, Giang Minh Nguyệt Gia lúc này có 14 người, cũng chỉ phân chia, đến một mẫu đất 1 phần 2, Giang Minh Nguyệt đi bắt, vừa vặn là một mảnh đất phía trước nhà các nàng nghiêng gần giếng lớn, rất thích hợp trồng rau hoặc lúa gạo, cả nhà đều rất hài lòng, sau khi chia đất, vỡ kịch lại đến. Trương Minh Đức cùng các cán bộ đại đội khác bàn bạc, bà, dự định khởi động lại nhà máy ngói trong thôn nhà máy ngói nằm trong các sườn đồi ở phía đông nam của ngôi làng không chỉ có thể đốt ngói mà còn đốt gạch xanh ban đầu là một xưởng thủ công sau khi thành lập nước đã biến thành một nhà máy làng sau đó khi luyện thép thì dừng lại hiện tại phía trên có chính sách kêu gọi bọn họ tự nhiên muốn hưởng ứng huống hồ mấy năm gần đây dân số tăng vọt người xây nhà cũng nhiều đối với gạch xanh cùng ngói cũng nhiều hơn cho dù không xây nhà ngói mái hiên vẫn phải bày một hàng ngói hơn nữa có nghề phụ sổ sách trong thôn sẽ có tiền có tiền cuối năm mới có thể chia cho các xã viên cuộc sống của các xã viên mới có thể chạy đầy nghĩ như vậy sau khi học lãnh đạo xong không được mấy ngày trương minh đức liền gõ chung triệu tập mọi người học lúc này đây không chỉ có đại đội trưởng chủ nhiệm trị bảo nữ chủ nhiệm kế toán ba đội trưởng sản xuất ở đây ngay cả bí thư đại đội trình bí thư cũng tới dân cư thôn liễu thạch hà không tính là nhiều cho nên không có một đại đội bí thư là một đại đội bí thư dùng chung với hoàng thổ câu thôn lân cận cho nên trình bí thư có việc mới tới bình thường chuyện đại đội chủ yếu do đại đội trưởng trương minh đức phụ trách lần này khởi động lại nhà máy ngói cho dù là đại sự cho nên trình bí thư cũng ở đây đầu tiên ông đọc các chính sách đã ban hành ở trên sau đó tuyên bố nhà máy ngói thôn liễu thạch hà khởi động lại trương minh đức sau đó tuyên bố số lượng công nhân tuyển dụng và yêu cầu điều kiện ở một mức độ không thể trì hoãn sản xuất nông nghiệp vì vậy nhà máy ngói tạm thời chỉ tuyển dụng 50 công nhân, chia làm 3 ca đổ công việc, đối tượng là lao động tráng lệ từ 18 đến 35 tuổi, mỗi ngày ghi nhớ 8 đến 10 điểm. Về nguyên tắc mỗi nhà chỉ tuyển một người, nếu nhà máy thuận lợi, sau khi thu hoạch mùa thu sẽ mở rộng tuyển dụng, lợi nhuận của nhà máy ngói 8 phần thuộc về tập thể, đến lúc đó theo công việc để phân phối, hai phần là nhà máy ngói, sẽ dựa theo công nhân để trả lương. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người sôi trào chương 53 không khéo không thành sắc, chuyện nhà máy ngói tuyển dụng lăn qua lăn lại gần 3 ngày, cuối cùng chọn được 50 thanh niên tráng niên, trong đó có ngô thuyên trụ, ngô kim trụ cũng coi như đủ tư cách, bất quá nguyên tắc một nhà chỉ có thể đi một người ở đó bị kẹt, cho nên chỉ có thể đem hắn đánh xuống, ngô kim trụ trong lòng biết rõ điểm này, nhưng khó tránh khỏi có chút mất mát. Giang Minh Nguyệt An ủi hắn tạm thời không đi được nhà máy ngói không có gì, mùa thu còn có tuyển công, hơn nữa nhà ta còn có một đống công việc chờ ngươi, mua heo con, hầu hạ thỏ, chỗ nào cũng cần ngươi. Chỉ cần là có thể đóng góp cho gia đình này, làm ở đâu cũng tốt. Giải thích như vậy, Ngô Kim trụ quả nhiên trong lòng dễ chịu không ít, cao hứng nói mẹ, ngươi yên tâm, con nhất định sẽ hảo hảo nuôi heo nuôi gà. Vậy thì tốt rồi. Giang Minh Nguyệt thấy con trai thứ hai vừa sinh long hoặc hổ cũng yên lòng, sau đó lại đi dặn dò Ngô Thuyên trụ làm việc ở xưởng nói phải cẩn thận hơn đồng thời bắt đầu nghĩ làm thế nào để cải thiện bữa ăn trong nhà, tất cả đều là khí lực sống, ăn không đủ no có thể làm không được a. À. Qua năm mới lại cùng tam ca chợ đen bên kia giao dịch hai lần, mỗi lần đều có thể vào sổ sách hơn 2.000 đồng cộng thêm một đống hóa đơn, nhưng không có lý do chính đáng lấy ra, ngoại trừ cho mấy người trong viện nhà máy thủy tinh khám bệnh, thật đúng là không dễ giải thích làm sao lấy được số tiền này. Nhìn doanh sinh xuất thân từ bên ngoài nhà cũng phải nhanh chóng làm vừa vặn lại là ngày vào thành thăm Khương Lão Thái Thái, đây cũng là lần châm cứu cuối cùng, trải qua khoảng thời gian điều trị này, ho khan của nàng đã cơ bản khôi phục, mắt thấy sau này chỉ cần hảo hảo củng cố là có thể khôi phục. Giang Minh Nguyệt vẫn như thường lệ đi trèo núi bắt tàu nhỏ, trong sọt còn mang theo quần áo kẹp bông cho ngô thiết trụ, đã vào tháng 3 dương lịch, tiết khí lập tức sắp kinh trập, thời tiết dần ấm áp, sớm muộn gì cũng có thể mặc áo bông dày, buổi trưa lại có chút nóng, nhất là tiểu tử làm việc, mặc áo bông dày khẳng định có chút nóng, Giang Minh Nguyệt tính toán đưa cho hắn trước, cũng miễn cho lúc hắn không đổi, bệnh của Khương Lão Thái Thái khôi phục rất tốt, Giang Minh Nguyệt vừa châm cứu vừa nói, Lão tỷ tỷ, người bệnh này sau này không cần châm cứu nữa, thuốc uống thêm một tuần nữa, sau này chú ý bảo dưỡng là được. Khương Lão Thái Nhạc không khép miệng lại được, vậy thật tốt quá, ta thật không nghĩ tới ta, bệnh còn có thể chữa khỏi, muốn ta nói, Ngươi y thuật so với trong bệnh viện rất nhiều bác sĩ đều cao minh hơn, tổ ở nông thôn khuất tài A, ở đâu cũng là chữa bệnh cứu người, muốn tôi nói, điều kiện y tế nông thôn rộng lớn lạc hậu, lại không có tiền mua thuốc quá đắt, bọn họ mới càng cần người như tôi. Đúng vậy, ngươi đi khám bệnh không cần làm cái kiểm tra này, hơn nửa kê đơn thuốc đều vừa rẻ vừa dễ sử dụng, thật sự là tiêu tốn không ít tiền oan uổng. Khương lão thái thái cũng cảm khái, mấy người hàng xóm láng giềng láng giềng xung quanh ta, uống thuốc ngươi không ai không nói tốt khương lão thái thái vừa nói với giang minh nguyệt vừa đem tiền khám bệnh trong khoảng thời gian này đưa cho giang minh nguyệt ngoại trừ tiền khám bệnh đã thỏa thuận ra còn thu thập một gói hàng khô lớn có da tôm cá khô tảo bẹ rau râu rồng ta ở bên này không có thân thích gì sau này a à, chúng ta coi như thân thích ngươi thường lui tới a à. giang minh nguyệt từ chối không thu nhiều lần cảm tạ sau đó hỏi kiến quân hôm nay sao không có ở đây gần đây trong xưởng bận rộn hắn không tiện xin nghỉ, đúng rồi, nghe hắn nói con trai út nhà ngươi làm được rồi, dẫn sư phụ của hắn liên tục khen hắn, vừa thông minh vừa hiếu học còn đặc biệt siêng năng, nói ba tháng hắn nhất định có thể sửa sai, đúng rồi, gần đây con dâu ông ấy sinh con, nghe nói sửa không tốt lắm, mẹ anh ta còn nói với tôi, ngươi đến đây muốn ngươi xem một chút. Tôi đi gọi cô ấy một tiếng, xem cô ấy có cần không, ngươi chờ một chút. Khương lão thái thái nói xong đi ra ngoài gọi người, Giang Minh Nguyệt cũng lập tức đi theo ra ngoài đứng ở trong viện chờ, chỉ chốc lát sau, Khương Lão Thái Thái đi trở về, phía sau đi theo một Lão Thái Thái khác. Lão Thái Thái vừa thấy Giang Minh Nguyệt liền ngây ngẩn cả người, sau đó mừng rỡ nói, đại mùi tử, dĩ nhiên là ngươi. Giang Minh Nguyệt cũng sửng sốt một chút, đây thật sự là quá trùng hợp, người tới chính là Lão Thái Thái lúc trước mình ở trung tâm thương mại cứu chữa phụ nữ mang thai, nói như vậy, trượng phu của phụ nữ mang thai kia chẳng phải chính là sư phụ mang ngô thiết trụ sao, lão tỷ tỷ, trương, ngài họ trương đúng không, ta họ giang, không nghĩ tới trùng hợp lại gặp mặt như vậy, ai da, đây thật đúng là duyên phận, duyên phận lớn, ngươi cứu con dâu tôi, bây giờ lại cần ngươi cho vấn đề sửa, đúng rồi, con trai ngươi cũng ở nhà máy thủy tinh, theo con trai tôi làm học đồ, thật đúng, thật trùng hợp, trương lão thái thái cao hứng giữ chặt giang minh nguyệt, lần trước đã nói muốn cảm tạ ngươi. Lần này có thể gặp, mau, mau lên nhà đi, ta phải nấu một bữa ăn ngon hảo hảo cảm tạ ngươi. Giang Minh Nguyệt cơ hồ bị nàng một đường kéo đến nhà các nàng, không tính là xa, ngay phía sau nhà Chu Kiến Quân cách một hàng vị trí, cùng nhà Chu Kiến Quân tương tự bố cục sân vườn, bất đồng chính là vợ nhà nàng ở Đông Sương, xem ra nhà nàng ít nhất có hai đứa con trai. Trong viện có một cây hồng, lúc này vẫn trần trụi như trước, trên thân cây buộc một sợi dây phơi quần áo, đầu kia ở cột bên tường lúc này phơi quần áo người lớn cùng những nước tiểu của trẻ nhỏ quy cà ngươi xem ai đây trương lão nhỏ giọng gọi con dâu sau đó vén rèm lên cho giang minh nguyệt đi vào quy vẫn còn ở cử nhưng lúc này không ngủ nghe vậy ngẩng đầu nhìn cũng kinh hỉ vạn phần nha là gì cả cứu ta mau tới mau tới chết không được sáng nay hỉ thức kêu không ngừng thì ra là có khách quý đến cửa trong phòng còn có một người đàn ông thấy thế sửng sốt một chút mẹ đây là Trương Lão Thái vội vàng kéo hắn nói về thân phận Giang Minh Nguyệt, người đàn ông lập tức nở nụ cười, dì Giang, tôi tên là Thẩm Đông, mùa đông, ngài gọi tôi là Đông Tử là được, thật đúng là cảm ơn ngài lúc trước ở trong thương trường giúp vợ con dâu, không có gì, nhấc tay chi lao. Giang Minh Nguyệt nở nụ cười, nhìn đứa bé gầy gò nhỏ nhắn ngủ trong tậu thuyền hỏi nam hài nữ à, là một cái áo bông nhỏ, ba tiểu tử gia nhà ta, thật vất vả mới có được một cái áo bông nhỏ, nhưng ngươi nhìn đứa nhỏ đói, thẩm đông có chút đau lòng lúc trước ba tiểu tử quyên nhi đều có đủ sữa nhưng không biết thai này làm sao vậy lúc mang thai liền nôn không được đứa nhỏ sinh ra liền yếu còn có vàng da gì vừa mới từ bệnh viện trở về hai ngày quyên nhi vốn đã gầy trước đó vừa lên lửa lại càng không còn sữa đứa nhỏ đói đến khóc thẳng tiếng khóc cũng giống như mèo con giang minh nguyệt ý bảo quy vương cổ tay ra bắt mạch lại sờ sờ bộ ngực nàng sau đó nhìn tình huống lưỡi hồng rêu vàng của nàng lại hỏi chế độ ăn uống gần đây, mọi phương diện rất tỉ mỉ, lúc trước mang thai lỗ một chút, khí huyết hư cho nên sữa không nhiều như vậy, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bốc hỏa, gan quốc khí trì trệ thiếu sữa, đứa nhỏ sinh bệnh, không có gì sốt ruột hơn làm mẹ, cho nên các ngươi ngàn vạn lần đừng chỉ lo đứa nhỏ không để ý đến người lớn, cũng ngàn vạn lần đừng oán giận nàng, nàng so với ai cũng sốt ruột, nàng vỗ vỗ mu bàn tay quy, nhi trong lòng không thoải mái muốn nói ra, khóc ra cũng được, đừng nghẹn, khóc trong tháng là không tốt, dễ bị tổn thương mắt, cũng dễ dàng trở lại sữa, nhưng nghẹn nguy hiểm hơn, không tốt hơn để phát hành ra, ngươi cơ thể là trung thực nhất, bất cứ nơi nào không thoải mái sẽ thông qua các tín hiệu khác nhau để nói với ngươi, vì vậy ngươi giấu người khác nhưng không thể gạt được cơ thể của họ, quy, vừa nghe lời này ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt dì gian, con thật sự cảm thấy đặc biệt bỉ khuất. Vĩ Quốc nói không nên lời, con cũng không biết vì sao, vẻ mặt Thẩm Đông và Trương lão thái đều có chút xấu hổ, Trương lão thái thái kỳ ái ái nói, "Quyên Nhi, là mẹ hầu hạ không tốt sao?" "Ngươi sao còn Vĩ khuất, Quy vội vàng lắc đầu, "Không, mẹ, hầu hạ rất tốt, chính là con thương con, thương con không có sữa ăn." Bà vừa khóc, trong lòng con giống như dao cắt, "Con dâu à, ngươi cũng đừng nổi nóng, sữa không đủ lớn cùng lắm thì chúng ta liền ăn sữa bột, uống sữa cũng được." con đi bệnh viện mở giấy chứng nhận, chúng ta cũng có thể nuôi lớn khuê nữ, ngươi cũng đừng nổi giận a, à. bằng không lần này bệnh hai người, ta thật đúng là nến hai đầu đốt, thẩm đông cũng vội vàng khuyên nhủ, từng, quy, liên tục gật đầu, chương 54, các vị khách mời vui mừng, Giang Minh Nguyệt nở nụ cười, cái này không phải là rất tốt sao, sau này có chuyện gì nhất định phải nói ra, không nói ra người khác làm sao biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, chỗ nào không hài lòng, đồ ăn không hợp khẩu vị, chiếu cố hài tử rất mệt mỏi cần người khác giúp đỡ, những thứ này đều có thể nói, cái này không mất mặt, cũng không giả tạo, hiểu chưa, biết rồi, dì Giang, Quyên Nhi nhịn không được rơi nước mắt mà cười. Giang Minh Nguyệt vừa cầm ngân châm vừa nói, vừa mới sinh con xong có một khoảng thời gian là không giống như bình thường, đại khái cần hơn nửa năm mới có thể chậm rãi khôi phục, cho nên trong khoảng thời gian này mẫn cảm một chút, trái tim hẹp một chút cũng bình thường, tất cả mọi người đừng quá để ý, thông cảm cho cô ấy. Ngươi bản thân mình cũng đừng vội vàng, tôi cho ngươi hai mũi tim, sau đó dạy ngươi một bộ thủ thuật mát xa, ngươi từ từ làm, sau đó kết hợp với chế độ ăn uống, một vài ngày cải thiện, vậy thật sự là cảm ơn dì Giang. Quy, vội vàng cảm ơn. Giang Minh Nguyệt hạ châm, sau đó lại dặn dò Thẩm Đông mấy vị dược liệu, hôm nay kim này đâm xuống, đại khái buổi tối có thể cải thiện không ít, phối hợp ăn uống, nếu ngày mốt còn chưa cải thiện nhiều, ngươi liền đi bắt thuốc này, không cần nhiều ba năm ngày lượng là được, nếu tốt thì dứt khoát không cần bắt, ai, thẩm đông đáp ứng, lại tìm giấy bút nghiêm túc ghi nhớ, chuẩn bị cho nhu cầu bất ngờ, đúng rồi dì Giang, đứa nhỏ này buổi tối còn khóc, có khi đều khóc thẳng tắt, ngài mau cho xem, quy, đột nhiên nhớ tới nói, Giang Minh Nguyệt lại đi thăm tiểu hài tử, là đau bụng, bệnh thường gặp của đứa nhỏ, có thể không cần uống thuốc, đứa nhỏ này vốn có chút tiên thiên không đủ, lá lách dạ dày yếu không chịu được thuốc, như vậy, khi cô ấy có đau bụng, các anh cho cô ấy một túi nước ấm để đắp bụng hoặc dùng tay nóng để xoa bụng cho cô ấy, bệnh này sẽ từ từ tự khỏi, sau này ăn cơm lớn hơn rồi lại điều chỉnh từ chế độ ăn uống, lá lách và dạ dày từ từ cũng có thể dưỡng tốt, được, ta nhớ kỹ, Kiều Nhi và Trương Lão Thái đồng loạt gật đầu. Giang Minh Nguyệt sau khi châm cứu lại dạy Trương Lão Thái Thái cùng Quyên Nhi thủ pháp xoa bóp, dạy xong đứng dậy cáo từ muốn đi, kết quả Trương Lão Thái sống chết giữ chặt nàng không buông đại muội tử lần trước liền nói muốn cảm tạ ngươi, nhưng ngươi không nói ngươi ở đâu, lần này gặp phải như thế nào còn có thể để cho ngươi đi đây, sao cũng phải đem cơm ăn, không ăn ta trong lòng đều quá mặc kệ, đúng vậy, dì Giang, ngươi chờ, tôi trở về nhà máy gọi cục sắt, thôi nào, gần đây chúng tôi đều làm ca 4 giờ, lúc này chắc chắn anh ấy vẫn còn ngủ, ngày lần này cũng phải xem anh ta đi, vừa vặn, thẩm đông nói xong liền đi ra ngoài. Giang Minh Nguyệt hô hai tiếng cũng không gọi lại, đành phải ở lại. Trương Lão Thái lập tức cao hứng đi nấu cơm, cũng may Quy Nhi đang ở cử, cho nên bếp than còn sinh, nấu cơm nước làm gì cũng rất thuận tiện. Giang Minh Nguyệt đem sầy lưng phủ vải lanh của mình mang tới, từ bên trong lấy ra một lọ nước sốt nấm, một lọ xào, một cái mì treo và mười quả trứng gà, mang cho cột sắt, chia cho các ngươi một nửa, coi như là cho Quy ở cử ăn. Trương Lão Thái liên tục từ chối, Giang Minh Nguyệt cố ý muốn cho, rằng có một hồi lâu Trương Lão Thái Thái mới nhận lấy thẩm đông đạp xe đi, trở về cũng rất nhanh, vừa lúc khi ngô thiết trụ, cách lần trước vào lễ hội nguyên tiêu cô đến thành phố đã 20 ngày, ngô thiết trụ vừa nhìn thấy cô liền cao hứng vất tay, bước vài bước đến trước mặt cô, cố kỵ có con, cho nên hạ giọng gọi một tiếng mẹ, con đến rồi, Giang Minh Nguyệt nhìn xem hắn không mập cũng không gầy, nhưng nhìn bộ dáng tinh thần không ít hài lòng gật gật đầu, đến châm cứu cho ngươi Khương Đại Nương, thuận tiện gấp quần áo gấp bông cho ngươi. Thời tiết bắt đầu nóng lên, sợ áo bông ngươi mặt không nổi không ngờ lại đến bên này cho ngươi con dâu và hài tử của sư phụ xem tình huống các nàng đều khỏe không ngô thiết trụ hỏi một câu đoạn thời gian trước biết nhà sư phụ có thêm một cái áo bông nhỏ hắn cùng mấy người trong xưởng có quan hệ tốt với sư phụ còn tùy lễ bất quá bọn họ không nhìn thấy đứa nhỏ bởi vì đó là đứa nhỏ còn đang ở trong bệnh viện bọn họ đang ăn cơm ở căng tin không có đại sự chậm rãi là tốt rồi Trương Lão Thái và Thẩm Đông đều bảo các nàng đến phòng đông của chính phòng nói chuyện, đó là phòng của Trương Lão Thái Thái, Giang Minh Nguyệt muốn đi hỗ trợ cũng bị nàng đè lại, hai mẹ con các ngươi hảo hảo nói chuyện, lâu như vậy không gặp, đừng làm chậm trễ các ngươi ôn chuyện, lát nữa ăn cơm gọi các ngươi, Giang Minh Nguyệt đành phải từ trong sọt sách ra một cái túi sách, cởi bỏ chính là một bộ quần áo kẹp bông, Ngô Thiết Trụ vừa nhìn liền lập tức nói, mẹ, trong nhà có vải vóc đừng luôn bám theo con, quần áo con ở trong nhà máy đủ mặt. Nghe nói chuyển thành công nhân chính thức còn có thể phát cho chúng ta quần áo làm việc, vải trong nhà giữ lại cho mấy cháu trai và cháu gái mặc đi, đều có, không kém các nàng. Giang Minh Nguyệt đem quần áo mở ra khoa tay múa chân trên người hắn một chút, trên dưới quan sát một phen, phát hiện vừa vặn, sau đó liền gấp lại lại, để cho hắn lúc đi cầm, lại cho hắn xem trứng gà, tương nấm các loại. Mẹ, bây giờ con làm đủ một tháng, ngày 10 có thể phát lương, đến lúc đó có thể có lương phiếu, dầu đường phiếu, xà phòng phiếu, vải vé vân vân. Ngươi đến lúc đó rảnh rỗi lại một chuyến, con đều cho ngươi. Ngô Thiết Trụ trong lòng nóng bỏng, nhịn không được liền cùng mẹ hắn cầu khen ngợi. Giang Minh Nguyệt vỗ vai anh một cái, xem tình huống đi, qua một thời gian có thể sẽ bận rộn. Trong đội mở xưởng ngói lên, anh ngươi đại ca ứng tuyển công nhân, trong nhà muốn xây chuồng gà chuồng lợn, muốn ấp gà con còn phải tự mình ở lại vườn rau, công việc nhiều hơn tôi có thể không thể luôn luôn đến đây, ngươi tự mình giữ lại trước là được đại ca cũng làm công nhân rồi sao điều đó thật tuyệt vời ngô thiết trụ vì trong nhà cao hứng đồng thời cũng có chút lo lắng như vậy công việc trong nhà có phải có chút bận rộn không mở được không không có việc gì còn có ngươi nhị ca chúng ta làm không nhanh cũng có thể sớm bắt đầu làm như thế nào cũng có thể làm xong mẹ con bắt đầu kiếm tiền ngươi yên tâm con đều tích góp được trong nhà phải dùng tiền nhất định nói chuyện ngô thiết trụ dặn dò nàng được Giang Minh Nguyệt gật đầu, hai mẹ con lại nói chuyện trong chốc lát, hiểu rõ tình hình công việc gần đây, lại nói về chính sách mới trong nhà, trương lão thái thái liền đến gọi cơm. Bữa ăn này hiển nhiên là dụng tâm chuẩn bị, có cá có thịt, nếu không phải buổi chiều còn phải đi làm, thẩm đông đều muốn cùng ngô thiết trụ uống hai chén, không chỉ như thế hắn còn liên tục cam đoan với Giang Minh Nguyệt nhất định sẽ hảo hảo mang theo ngô thiết trụ. Giang Minh Nguyệt tự nhiên là vạn phần cảm tạ, bữa cơm này có thể nói là khách chủ tận hoang, cơm nước xong trương lão thái còn lôi kéo giang minh nguyệt làm việc nhà lúc đi còn mang theo một gói tôm khô cùng sò khô để cho nàng về nhà nấu cháo hoặc là nấu canh ăn khi giang minh nguyệt về nhà mặt trời đã tây tà áp sơn nàng cố ý vòng tới phụ cận thạch gia ý thức tập trung thạch ngũ ni sau đó đem ác mộng phù kích hoạt nàng không phải nói ngô lão hán hại nàng sao vậy để cho nàng đêm đêm đều bị ác linh dây dưa đi xem cái gì mới thật sự hại nàng hơn nữa cách lâu như vậy tin tưởng nàng lại xảy ra chuyện gì mọi người cũng sẽ không tin tưởng nàng mà hướng trên người mình liên tưởng làm xong những thứ này giang minh nguyệt mới thoải mái về nhà nhìn giang minh nguyệt lại mang về một đống hàng khô hải sản mọi người trong nhà đều tươi không được trong khoảng thời gian này mượn ánh sáng nàng đi thành phố khám bệnh cho người ta bữa ăn trong nhà ngày càng phong phú khí sắc mọi người rõ ràng tốt hơn không ít không còn là màu vàng son mà là chậm rãi lộ ra màu đỏ khỏe mạnh đêm nay Giang Minh Nguyệt lại kích hoạt hai lá bùa mưa, bắt đầu từ nửa đêm, sấm chớp sấm chớp, rất nhanh mưa to vui mừng liền rơi xuống, khiến cho rất nhiều người nửa đêm bị bừng tỉnh, cách cửa sổ kích động nghe tiếng mưa. Mưa a, à, xuân vũ quý như dầu, làm sao có thể xuống như vậy a, à? ông trời cũng quá bỏ được, hoa màu có hy vọng. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người không để ý con đường lầy lội liền xuống đất ngắm lúa mì, Lý Thúy Lan bưng thức ăn đi cho gà ăn, chỉ chốc lát sau đã gọi Giang Minh Nguyệt mẹ tiểu lô hoa kê ôm tổ rồi, ấp gà con, ấp gà con, bọn nhỏ ai nấy đều hoang hô nhảy nhót đều chạy tới xem. Giang Minh Nguyệt cũng vội vàng đi theo, nhìn thấy con gà hoa lô ngày xưa rất tinh thần kia quả nhiên nằm sấp trong ổ không thích động, hơn nửa lông cũng có chút bồng bềnh, nàng đưa tay sờ sờ dưới cánh gà, quả nhiên nhiệt độ so với bình thường cao hơn một chút, là ôm tổ, mới bắt đầu. May mắn chúng ta vẫn giữ con gà trống này đạp trứng, năm mới cũng không nở làm thịt, ăn đều là gà rừng, cái này không, không cần cùng người ta đổi trứng, chúng ta chính mình có thể ấp gà con, lúc này gà con ấp, 21 ngày sau gần 4 tháng rồi, khi đó vừa vặn ấm áp, gà con cũng không dễ chết, thật sự là quá tốt, Lý Thúy Lan nói, sau đó di một tiếng, mẹ, ngươi xem cái cổ vàng nhỏ này có phải cũng ôm tổ hay không, thật đúng là, thoáng cái hai con gà ôm tổ, chúng ta có thể ấp 40 con gà con, Giang Minh Nguyệt cao hứng nói, nuôi gà đại nghiệp hy vọng rồi chương 55 ấp gà con, gà mái đại khái là 3 đến 4 tháng ôm tổ, thời gian ấp trứng cần khoảng 21 ngày, một lần đại khái có thể ấp trứng 22 quả, kỳ thật muốn ấp nhiều cũng có thể thả 30 quả, bất quá như vậy gà mái sẽ rất vất vả, bởi vì liên tục 21 ngày ăn ít uống đã là tiêu hao rất lớn, đồng thời còn phải mỗi ngày lật trứng. Thân thể che không được chỗ nào còn dễ dàng bởi vì bị lạnh mà xuất hiện kẻ xấu, cho nên bảo hiểm mà nói chính là ấp 22 viên. Ngô gia nguyên lai là có 5 con gà mái và một con gà trống, hơn nữa sau này gà hoa lô, tổng cộng có 6 con gà mái, trong đó bốn con đều rất thích đẻ trứng, đều là một ngày, hai con còn lại chỉ cách một ngày một cái, cho nên trồng trứng cũng không tính là ít, bỏ đi những thứ gần đây ăn và lấy cho ngô thiết trụ, cũng còn 50 con, vừa vặn đủ để ôm tổ cho hai con gà mái. Giang Minh Nguyệt tìm hai cái sọt rách đặt ở chỗ tối tăm phía sau xe tay ga bên cạnh chuồng gà, bên trong lót ít nửa sọt dày, sau đó mỗi đống trơm đặt 22 quả trứng giống, đem hai con gà mái ông tổ sách ra rất nhanh thả vào, hai con gà lúc đầu còn có chút dãy dụa, vừa đến trong sọt dẫm lên trứng lập tức thành thật, quy củ nằm sắp đi ấp trứng, Giang Minh Nguyệt nhìn hành động của bọn họ hài lòng gật đầu, không sai, ấp trứng thật tốt, trong khoảng thời gian này cho các ngươi ăn ngon, bên cạnh sọt có lỗ hổng tản ra, đầu gà mái vừa vặn hướng về phương hướng này. Sau này một ngày một lần cho nước ăn cũng vừa vặn tiến hành ở chỗ này bọn nhỏ đều tranh nhau muốn xem gà mái ôm tổ, Lý Thúy Lan đem bọn họ đều anh đuổi, đi đi, đừng quấy rối, đánh thức gà mái không ôm tổ thì không có gà con, không có gà con nuôi rắm a. À. các ngươi có thời gian đều đi nơi Triều Dương tìm thu căng đi, mưa qua thu căng rất nhanh có thể trở lại xanh, đào về chúng ta có thể ăn, thỏ cùng gà cũng có thể ăn, được à, được à, cơm nước xong đào rau dại đi. Mấy đứa trẻ cổ vũ liền xông vào trong phòng. Lý Thúy Lan nói rễ mùa thu không phải là một loại thực vật, mà là chỉ một loại thực vật, đều là chỉ mùa thu liền mọc ra sau đó khô héo mùa đông, mùa xuân bị một chút mưa ẩm ướt trở về thanh trường đầu tiên, ví dụ như rau bina mùa thu cùng một ít rau đắng đều là như vậy. Trong sân hậu viện ngô gia lưu lại hai món rau bina mùa thu cao hơn ba tấc, mùa đông dùng lạch ngô che, lúc này đã sốc lên, chịu mưa, cùng ánh mặt trời ẩm ướt quả nhiên hiện ra sinh cơ bồng phấn, mấy ngày liền bắt đầu mọc lên. Tôi tin rằng không lâu trước khi bạn có thể ăn rau bina, trộn lạnh rau bina, nấu rau bina, gói nhân, tóm lại tất cả các loại rau bina ăn. Bắp cải đã không còn nhiều, rau bina chính là món ăn tốt nhất trong thời kỳ thanh hoàng bất nhận, phối hợp với rau dại, đều là thứ tốt trên bàn cơm. Nếu bạn có thể nấu rau bina với mỡ lợn hoặc dầu mỡ, hương vị có thể ngon hơn. Sưởng ngói cũng bắt đầu khởi công, ngô thuyên trụ lên công nhân một ngày sau khi trở về nói cũng được, có thể thích ứng. Giang Minh Nguyệt cũng yên lòng. Lúc này đội sản xuất cũng bắt đầu tổ chức cho các thành viên mỗi ngày lên công việc lật nhào, đồng thời còn bắt đầu trồng cây, lúc này còn chưa có Tết trồng cây, đó là 7-9 năm mới quy định. Đại đội an bài các xã viên trồng cây bất quá là bởi vì hai năm qua vì luyện thép mà chặt quá nhiều cây, cho nên người trong thôn xây nhà, đồ đạc, thậm chí người già chuẩn bị vật liệu thọ thọ đều thiếu nguyên liệu, lúc này mới bắt đầu từ năm ngoái không ngừng trồng cây, hơn nữa không câu nệ giống gì, cây dương liễu, họ cây có cây nào thì trồng cây gì. Các nam nhân làm nhiều công việc thể lực như vậy, phụ nữ trẻ tuổi đào hố cây, tưới nước, Giang Minh Nguyệt được phân vào là công việc thả cây con vào hố sau đó chôn đất, xem như là nhẹ nhàng nhất, nhưng công việc cũng ít nhất, một ngày chỉ có 5 công việc, không chỉ trong đội đang bận rộn trồng cây, bốn phía nhà Giang Minh Nguyệt mới phê duyệt cũng bị bọn họ trồng đầy cây, bất quá bọn họ trồng không phải dương thụ liễu vân vân, mà là các loại cây ăn quả, cây táo, lê hạnh thụ, đào, mận, táo, hồng, anh đào. Có một số cây giống là cây giống từ nhà người khác muốn tới, có người là cây dại đào lên trên núi, chuẩn bị phía sau ghép lại, còn có một ít là giang minh nguyệt vụn trộn lấy ra từ trong không gian. Hai chỗ trạch địa không sai biệt lắm có gần hai mẫu đất, đá chuồng gà chuồng heo đã nhặt đủ, nhưng đá bao vây tường còn chưa đủ, cho nên lúc này ở chung quanh trồng một vòng cây đem đất khoanh vùng lại, người khác vừa nhìn liền biết nơi này là tư nhân cũng sẽ không đến chiếm địa phương, ngoại trừ những cây này, Giang Minh Nguyệt còn lấy được một cây nho trồng ở một góc trong khu nhà mới, chuẩn bị lớn dựng một giàn nho, về sau ở phía dưới này thừa hưởng lương thực ăn trái cây, khẳng định là hồi ức rất tốt đẹp. Cùng lúc đó, vùng đất bị mưa làm ẩm cũng bắt đầu không ngừng có rau dại tươi ngon xuất hiện, gió xuân thổi thổi, phản phất chỉ trong một đêm, Liễu Thạch Hà thôn liền ở trong xanh tươi đầy núi, hoa đổ quyên trên núi đã nở, nơi đây sinh ra đổ quyên lá nhỏ màu hồng đầu tiên nở hoa sau đó lá dài, người dân địa phương gọi nó là hoa chuồng bò. Có cô gái khi đi đào rau dại liền thích cấp một phen trở về cắm vào trong chai, làm cho căn phòng một mặt xám xịt thêm một chút màu sắc tươi sáng. Gà con nhà Giang Minh Nguyệt, trong ngày xuân vạn vật hồi sinh bừng bừng này đã vỡ vỏ. Ngô Hiểu Noãn là người đầu tiên phát hiện gà con sinh ra, bởi vì mỗi ngày cô đều phải xem gà mái hai ba lần, vốn sợ gà mái bị quấy rầy sau đó tỉnh ổ không ấp trứng cho nên không cho bọn nhỏ nhìn nhưng ngô hiểu noãn là một tiểu cô nương văn tỉnh, mỗi ngày đều giúp người lớn cho gà mái ăn cho ăn nước mà chưa bao giờ ồn ào, cho nên Giang Minh Nguyệt cho phép cô thường xuyên đi xem, nghe nói ngày ấp nở sắp đủ rồi, gà con sẽ phá vỏ trong vòng một hai ngày này, ngô hiểu noãn kiểm tra càng cẩn thận và thường xuyên hơn, mấy đứa nhỏ cũng không đi xa chơi, đều chuẩn bị xem gà con ra khỏi vỏ. Sau khi phát hiện dưới bụng gà mái xuất hiện một tiểu tử ướt sủng, hơn nữa còn thỉnh thoảng truyền ra thanh âm liếu ríu ngô hiểu noãn đảo đằng liền chạy đi tìm giang minh nguyệt buổi trưa đi làm trở về sữa gà con đi ra đã có một con gà con tính toán ngày hôm nay con gà con này còn rất đúng giờ còn rất biết chọn thời gian buổi trưa này đang ấm áp cô bị ngô hiểu noãn kéo tay đi xem gà con rách vỏ những đứa trẻ khác nghe được tin tức cũng chạy về không chỉ có con nhà bọn họ còn có mấy đứa nhỏ nhà người khác cũng đến xem náo nhiệt trong lúc gà ông tổ của giang minh nguyệt gà nhà khác trong thôn cũng có lục tục ôm tổ, bất quá có người không muốn ấp gà con, bởi vì gà mái vừa ôm tổ sẽ không đẻ trứng, lúc mang gà con cũng không đẻ trứng, cho nên bọn họ đem đầu gà mái ấn vào trong nước lạnh hoặc đặt nó ở nơi đặc biệt sáng để cho nó tỉnh ổ. Có hai nhà cũng ấp gà con, bất quá so với nhà Giang Minh Nguyệt đều chậm hơn vài ngày, cho nên lúc này nhà nàng xem như lần đầu tiên được nở ra, trẻ em tự nhiên cảm thấy tươi mới. Giang Minh Nguyệt tiến đến chỗ xương kia, quả nhiên, đã có thanh âm liếu ríu hơn nữa không phải một con trong chốc lát đã có một con khác cũng đi ra trên người gà con mới đi ra còn ướt sũng bất quá nó lập tức bị gà mái ôm đến dưới cánh chỉ chốc lát sau nhiệt độ cơ thể gà mái liền đem lông tơ của gà con nướng khô lại xuất hiện trước mắt mọi người chính là gà con lông xù a à, vừa rồi chỉ là màu vàng đây chỉ là màu sắc ngô hiểu noãn kinh ngạc nói gà lớn không phải là một giống trứng sống tự nhiên khác nhau màu sắc của gà con cũng có sự khác biệt chờ qua một thời gian chúng lớn loại bỏ màu lông tơ còn có thể biến hóa gian minh nguyệt tránh vị trí ra để cho đứa nhỏ phía sau cũng có thể nhìn rõ ràng các ngươi nhìn được không nên phát ra âm thanh dọa gà mái cùng gà con nha hiện tại nó vừa mới làm mẹ sẽ phi thường che chở gà con nếu ai dọa đến bảo bối của nó cẩn thận bị nó mổ nha mấy đứa nhỏ liên tục gật đầu những con gà con này không sai biệt lắm mới có thể đi ra ngoài toàn bộ có khả năng ra trễ còn phải ngày mai, cho nên các ngươi cũng không cần quá sốt ruột, chậm rãi chờ đi. Sữa, gà con không cần ăn sao, đợi nửa ngày, gà con mới sinh không cần ăn gì, buổi tối lại đút là được. Giang Minh Nguyệt dặn dò bọn nhỏ xong liền vào phòng bận rộn, mấy ngày nay, người lớn đi làm, mấy đứa nhỏ đều là ở nhà chơi, Ngô Hiểu Noãn và Ngô Hiểu Cương là đứa nhỏ lớn nhất, chiếu cố một đám đệ đệ muội muội phía dưới, ngay cả Ngô Hiểu An nằm trên giường cũng bị bọn họ trông coi, Trương Tuệ Tâm chỉ có thể thời gian nghỉ ngơi mới dành thời gian trở về cho con bú thay nước tiểu, cũng may hắn còn không biết xoay người, cho nên thành thành thật thật một chút cũng không mài người. Điều khiến người ta quan tâm nhất chính là Ngô Ái Quốc chưa tới 2 tuổi và Ngô Hiểu Phân chưa tới 3 tuổi, hai thứ nhỏ này mới là người khiến người ta không yên lòng, mỗi ngày đi theo sau lưng ca ca tỷ tỷ, nhặt cái gì cũng thích bỏ vào miệng, hơi không để ý có thể liền ăn đất hoặc là tảng đá nhỏ. Nếu không phải gà nhà Giang Minh Nguyệt không phải là nuôi nhốt mà là nuôi nhốt, chỉ sợ hai tiểu gia hỏa này đều phải nhặt phân gà nếm thử. Chương 56 vấn đề đi học do nuôi gà, gà nhà Giang Minh Nguyệt buổi tối đã phá vỏ hơn phân nữa, nàng cố ý dùng nước ấm ngâm một ít kê còn bóp nát một cái lòng đỏ trứng gà trộn vào cho chúng nó ăn, đồng thời vì phòng ngừa chúng nó sinh bệnh, nàng còn thêm chút nước linh tuyền pha loãng vào trong nước, đám gà con lính rầm kêu lên, một đám cúi đầu không ngừng, hoặc nhìn phi thường tinh thần một đêm trôi qua, những quả trứng còn lại cũng lục tục vỡ vỏ, hai ổ này tổng cộng thả 44 quả trứng, phi thường may mắn toàn bộ nở ra, hơn nữa bọn gà con nhìn qua đều phi thường khỏe mạnh, có nhiều gà con như vậy sẽ không thích hợp nuôi trong chuồng gà ban đầu nữa, Giang Minh Nguyệt liền thả chúng ra để cho chúng tự do đi dạo trong sân, chuẩn bị chờ chuồng gà chuồng heo cách vách đều đã xong rồi mới bỏ chúng vào, ban ngày có gà mái già che chở, cũng không cần lo lắng gà con sẽ bị diều hâu, trùng hoặc chuột trộn cắp bất quá buổi tối giang minh nguyệt vẫn sẽ kiểm tra tình huống chúng nó trở về tổ một lần thậm chí sau khi chúng đều vào sọc trực tiếp đem sọc chuyển đến nhà đường sáng sớm lại lấy ra bọn nhỏ ai nấy đều không chịu nổi gà con tranh nhau đảm nhiệm công việc đào rau dại ngô hiểu cương còn dẫn bọn nhỏ đào dung cho gà con ăn những con gà con đã phát triển nhanh chóng dưới sự chăm sóc của hai bà mẹ gà và sự chăm sóc cẩn thận của trẻ em có hàng xóm nhìn thấy nhà giang minh nguyệt nhiều gà con như vậy vui mừng Muốn dùng trứng gà đổi mấy con trở về nuôi, đều bị Giang Minh Nguyệt khéo léo từ chối. Chính sách mới là khuyến khích nuôi gà và lợn, nhưng chính sách mới không thể được thực hiện quá lâu, chờ đợi cho đến cuối năm hoặc mùa xuân năm tới, tình hình nuôi gà và lợn tư nhân sẽ bị hạn chế, mỗi gia đình theo đầu người để nuôi, vượt quá số lượng sẽ bị cắt đuôi, cho nên nàng phải thừa dịp năm nay một năm, nhanh chóng đem nhóm gà này nuôi lên, nuôi tốt vào mùa thu là có thể đẻ trứng tiền bán đến xã cung ứng tiêu thụ coi như là qua đường minh lộ đợi đến khi chính sách lại thay đổi nàng có thể đề xuất thành lập thôn tổ chức trang trại nuôi gà gà nhà mình tính là cổ phần đến lúc đó có thể bảo toàn những con gà này hơn nữa đến lúc đó nhà mình cũng có thể dựa vào bản lĩnh nuôi gà không bị bệnh tham gia vào việc nuôi gà người phụ nữ trong nhà coi như có một công việc ổn định vì vậy những con gà không thể được trao đổi đi thậm chí nàng còn phải nghĩ biện pháp đổi thêm một ít gà con trở về cùng nhau nuôi mới đúng. Những người khác không biết kế hoạch của nàng, người không đổi thành gà có chút không sao cả, đi tìm nhà người khác thay đổi, có chút lại ở sau lưng lẩm bẩm nàng nhỏ lỗ, Giang Minh Nguyệt coi như không biết. Trên núi Liễu Thạch Hà Thôn có rất nhiều quả hạnh hoang dã cũng chính là cây sơn hạnh, lúc hoa trâu sắc tạ ơn, hoa hạnh khắp núi cũng nở rộ, nhìn từ xa, cả ngọn núi đều bị nhuộm thành màu trắng cùng màu hồng, mây mù lượng lờ. Thuốc đông y bạch đầu ông lúc này cũng nở hoa màu tím, người bản địa gọi nó là một cây bút, bởi vì nhụy hoa của nó rất giống bút lông, rất nhiều trẻ em thích hái cánh hoa của nó và sau đó sử dụng nhụy hoa của nó ướt nước bọt để viết. Mấy đứa nhỏ Ngô Hiểu Cương, Ngô Hiểu Noãn cũng thích làm như vậy, hai người bọn họ qua năm đã 8 tuổi, Giang Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh này liền nói nên cho bọn nhỏ đi học. Thôn Liễu Thạch Hà không có trường tiểu học, đi học phải đi xã Thạch Hà cách đó năm dặm năm ngoái ngô lão hán đã nhắc tới một lần, Trương Tuệ Tâm và Lý Thúy Lan đều có chút lo lắng, chê đứa nhỏ còn quá nhỏ qua lại lo lắng, cũng không phải sợ có người xấu, mà là lo lắng buổi tối mùa đông trên đường tan học sẽ có giả thú, đồng thời cũng muốn cho hai đứa nhỏ lớn hơn giúp đỡ mang theo đệ đệ muội muội phía dưới, cho nên chuyện đứa nhỏ đi học mới bị trì hoãn, nhưng năm nay Giang Minh Nguyệt không muốn đẩy nữa. Tuy rằng 66 năm thi đại học sẽ bị hủy bỏ, nhưng cũng không phải nói học tập liền vô dụng, ngược lại chính là bởi vì tham gia học tập mới có thể đạt được tri thức mới có thể phân biệt rõ đúng sai cho nên hai đứa nhỏ nhất định phải đi học huống hồ học phí trước năm thứ ba tiểu học mới một đồng năm vẫn là tính toán tiền sách giáo khoa và phí linh tinh mình cần tiêu cũng chỉ là tiền của quyển sổ tẩy bút chì lúc này bút chì mới một xu một cây sổ ba phân hai quyển hai đứa nhỏ này một năm cũng không tiêu được năm đồng các nàng hiện tại có tiền làm gì không lên hơn nữa nếu đứa trẻ học nhanh lúc này vẫn có thể xin nhảy cấp, như vậy thời gian học ngắn còn tiết kiệm tiền hơn. Nghe nói có thể đi học, ngô hiểu noãn vô cùng cao hứng, ngô hiểu cương liền có chút sợ vận, cậu gãi đầu nói ở nhà thật tốt, đi học còn phải ngồi quy củ, còn phải học cái gì làm bài tập, phiền chết, làm sao có vui vẻ ở nhà chơi, tôi còn muốn cùng nhau nuôi gà nuôi heo. Lý Thúy Lan tác một cái liền vỗ gáy hắn đi lên ngươi một tên công tử, ngươi sửa cho ngươi đi học ngươi liền đi, như thế nào, muốn học ngươi mẹ làm cái mở mắt mù a, à, ngoại trừ tên của mình cái gì cũng không biết, Lý Thúy Lan không bằng Trương Tuệ Tâm, khi còn bé cô chưa từng đi học, vẫn là hai ngày trước tham gia lớp xóa mù chữ trong thôn, bất quá cô vừa nghe vừa mượn ánh sáng nạp đế dày, lão sư nói cái gì thật đúng là không nghe vào nhiều, ngô lão hán biết viết chữ, giang lão thái thái cũng biết chữ, vẫn là khi còn bé học chữ viết tay ở quê, cho nên mấy huynh muội ngô thuyên trụ cũng đều biết chữ bất quá chỉ có ngô thiết trụ kiên trì học xong tiểu học, bởi vì những người khác khi đó binh hoang mã loạn, đi học cũng là đức quản, cho nên đều là năm ba bốn đêm chữ hán thường dùng học không sai biệt lắm liền bỏ học, cả nhà, chỉ có Lý Thúy Lan biết chữ ít nhất, cho nên nàng ở phương diện học tập sẽ không tự giác tự ti, lúc này nghe được nhi tử nói như vậy không chịu nổi trường, rất có ý hận sắc không thành thép. Ngô Hiểu Cương bị cô vỗ gáy một cái chỉ đành lẩm bẩm nói, mẹ, con đi còn không được sao, ngươi sao lại xuống tay đen như vậy, Giang Minh Nguyệt nhìn bộ dạng không cam lòng tình nguyện của anh vẫy tay bảo anh tới hiểu cương, ngươi muốn ở nhà giúp bà nội và mẹ nuôi gà nuôi heo đúng không, vậy sửa hỏi ngươi, nhà ta hiện tại nuôi bao nhiêu con gà, ngô hiểu cương trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, hắn chỉ biết trong nhà có rất nhiều gà, nhưng cụ thể bao nhiêu thật đúng là không biết, thấy Giang Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn mình không khỏi có chút ấp úng, gà mái có 6 con, gà trống có một con, gà con. Gà con có hơn 40 con, tổng cộng, tổng cộng. Đúng, gà con có 44 con, vậy tổng cộng có bao nhiêu con gà đây? Giang Minh Nguyệt nhắc nhở hắn, ngươi xem, ngươi muốn giúp bà nội nuôi gà, nhưng ngươi đều không rõ trong nhà có bao nhiêu gà, sau này gà con lớn lên, coi như trong này có một nửa gà mái đi, đó chính là 22 con, cộng thêm gà mái trước đó đều bắt đầu sinh trứng, bao nhiêu trứng bạn nhận được mỗi ngày? một quả trứng được bán cho xã hội cung cấp và tiếp thị với giá 7 xu, bao nhiêu một ngày có thể được bán? Bao lâu nó có thể được bán với giá 10 đô la, nàng càng nói, lông mày ngô hiểu cương càng nhíu chặt, không chỉ hắn, Lý Thúy Lan cũng nghe lớn đầu, Giang Minh Nguyệt nở nụ cười, những người này đều sẽ không phải là phải sao. Không sao đâu, ngươi đi học, đợi đến mùa thu gà đẻ trứng, những vấn đề này ngươi sẽ xây được, thật sao? Tôi có thể gặp vào mùa thu không? Ngô Hiểu Cương vui mừng hỏi, vâng, ngươi đi học vào mùa xuân và mùa thu sẽ làm điều đó. Giang Minh Nguyệt cho hắn câu trả lời khẳng định, vậy ta đi. Ngô Hiểu Cương lập tức đáp ứng, được, ngày mai là một tập lớn, sửa đi chợ vừa vặn liền cho hai người đi hỏi chuyện đi học. Từng, hai con nhỏ liên tục gật đầu. Ra khỏi phòng, Lý Thúy Lan có chút không đủ sức hỏi Trương Tuệ Tâm, chị dâu, mẹ vừa nói những người kia đều có thể nghe hiểu sao? Có thể a? À, Trương Tuệ Tâm thuận miệng đáp gà con ra một nửa là 22 con, cộng thêm 6 con gà mái lớn, nhà chúng ta có 28 con gà mái, mỗi ngày mỗi con gà đẻ một quả trứng, 7 xu một cái mà nói, một ngày chính là một khối chín mau 6, 5 ngày hơn một chút chúng ta có thể bán đủ 10 tệ, à, Lý Thúy Lan sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu bước nhanh trở về Tây Sương, trái suy nghĩ phải nửa ngày, trước khi đi ngủ nói với Ngô Kim Trụ, Kim Trụ, ta muốn học số học cùng chữ Hán rồi. Ngươi rảnh rỗi dạy ta. Ngô Kim trụ tỏ vẻ rất kỳ lạ, con dâu nhà mình lại muốn học tập, đây thật đúng là mặt trời từ phía tây đi ra, mẹ vợ vẫn giáo dục nàng không phải đều là làm tốt việc nhà, hầu hạ trưởng phu hài tử cùng cha mẹ chồng sao? Như thế nào, bị mẹ nói ra thông suốt, hay là bị đại tẩu kích thích, không quan tâm là như thế nào, vợ có yêu cầu mình nhất định phải thỏa mãn a, hắn nhất khóe miệng được, ngày mai bắt đầu ta dạy ngươi. Chương 57 bắt kịp tập lớn, chuồng gà mới của Giang Minh Nguyệt đã hoàn thành chờ gà con lớn hơn một chút là có thể bỏ vào. Nhà mới cũng không vội vàng xây nhà ở, dù sao bọn nhỏ trưởng thành còn cần vài năm, cho nên chuồng gà chuồng thỏ và chuồng heo đều rất lớn, chuồng gà bình thường ba gian, nuôi năm 60 con gà không thành vấn đề, thỏ hai gian, chuồng heo hai gian, có thể nuôi năm 6 con heo. Bởi vì biết những thứ này đại khái cũng có thể dùng một năm, cho nên Giang Minh Nguyệt ở giữa chuồng gà chuồng heo cũng không có để cho lũy ngăn cách tường, một mặt tiết kiệm đá một mặt cũng tiết kiệm thời gian đắp mặt khác đến lúc đó tháo dỡ cũng bất việc sau này thôn điều hành xưởng khẳng định phải chọn lại địa điểm nhà mình đây là đất ở đến lúc đó còn phải xây nhà cũng không thể trở thành trang trại gà trong thôn bằng không mùi vị kia không chỉ có chuồng gà chuồng thỏ chuồng lợn đã được xây xong khoảng đất trống xung quanh cũng đều đã dọn xong mâm mâm cơm ngay cả vườn rau hậu viện cùng nhau chuẩn bị trồng dưa chuột cà tím cà chua cà chua và các loại rau phổ biến khác của nhà nông bên cạnh nguồn nước đã trồng khoai tây mùa xuân đại khái tháng 6-7 là có thể thu hoạch, làm món ăn hoặc thức ăn chính đều có thể, phi thường no bụng, sau đó nghỉ ngơi hồi phục một chút vừa vặn trồng bắp cải và củ cải. Đây đều là ngô thuyên trụ ngô kim trụ Lý Thúy Lan và ngô Quế Lan thừa dịp đi làm từng chút một, Trương Tuệ Tâm cùng nàng phụ trách bọn nhỏ cùng ba bữa cơm một ngày, bọn nhỏ thì đào rau dại và cho gà ăn thỏ, cả gia đình bận rộn và làm việc cùng nhau để xây dựng một ngôi nhà mới. Công tác chuẩn bị đã được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, giang minh nguyệt liền tính toán đi chợ xem trên chợ có người ta bán gà con vịt con heo con hay không hai con lợn nái già trong trang trại nuôi lợn trong thôn năm nay mỗi người sinh ra một tổ heo con chỉ có thể đại đội tự nuôi các xã viên muốn nuôi đều phải đến nhà người khác mua thôn liễu thạch hà bản thôn không có lợn nái nuôi cho nên giang minh nguyệt tính toán đi ngoại thôn xem một chút còn có chính là muốn đi cho ngô hiểu noãn cùng ngô hiểu cương xem tình huống nhập học thời gian này kỳ thật đã khai giảng nhưng cũng có thể chen ngang lớp chỉ cần đứa nhỏ tư chất đủ, có thể thông qua khảo thí nhập học của giáo viên, như vậy cũng có thể chen vào lớp năm mới, những việc này một mình nàng có thể làm tốt, cho nên cũng không cần những người khác xin nghỉ, nàng tuổi lớn nhất, bình thường phân công công kế đều là nhẹ nhàng, công phận cũng ít nhất, xin nghỉ cũng không đáng tiếc, Ngô Kim trụ bọn họ công phận nhiều, tùy tiện xin nghỉ cũng không được, đội trưởng sản xuất cũng không muốn phê duyệt, chợ ở xã Thạch Hà là ngày 10 mới có, cho nên mùng 10, 20 30 mới có chợ, trước đó đã mở hai lần, nhưng hai năm nay cảnh sát không tốt, trên chợ cũng không có cái gì để mua bán, lương thực trứng gà đều phải đưa đến cục lương thực hoặc xã cung ứng tiêu thụ, cho nên hàng hóa thiếu thốn cũng làm cho chợ lớn có vẻ vắng vẻ, phối hợp với dân chúng gầy trơ xương, mặt đầy màu sắc mặt đồ xám nhào lộn, cả phiên đều rất thê lương và tiêu điều. Lần này so với lần trước còn náo nhiệt hơn một chút, ngoại trừ bán sụp kinh, các loại nồi cắt ngói ra còn có mấy nhà bán gà con còn có hai nhà bán heo con. Giang Minh Nguyệt chọn một quầy gà con có nhiều người nhất chen vào hỏi giá cả, chủ quán là một người phụ nữ trung niên, một bên bắt gà con cho những khách hàng khác một bên cũng không ngẩn đầu trả lời gà con ba mau năm, không bảo vệ cha mẹ chồng, giá này tương đương với năm quả trứng đổi lấy một con gà con, coi như thích hợp. Giang Minh Nguyệt nghe xong liền ngồi sổng xuống chọn gà con, kỳ thật gà con rất dễ phân biệt, sách cánh gà con nhìn mông là được, mông dày, chỗ chậu rộng chính là gà mái đầu mông tròn là con gà trống ngoài ra chân gà trống thô chân gà mái mỏng tiếng gà trống kêu to trong trẻo tiếng gà mái nhỏ thông qua ba tiêu chí này về cơ bản có thể xác định mẹ đẻ lúc này đều là gà nhà mình ôm tổ ấp trứng gà con lấy ra bán sẽ không giống như hậu thế lúc ấp trứng liền phân biệt mẹ đẻ cho nên gà mái cơ hồ đều là một nửa tỷ lệ nàng không tiện trực tiếp đem gà mái đều chọn đi cho nên liền chọn năm con sau đó chuẩn bị trên đường trở về trà trộn vào mấy con gà mái nhỏ trong không gian của mình. Sau khi trả tiền, cô nhìn thấy bên cạnh còn có một phần bán vịt con, trong đó còn có mấy con ngỗng con, nghĩ đến nguồn nước dồi dào của thôn Liễu Thạch Hà liền đi qua hỏi giá cả. Sau khi biết được vịt con sáu lông, ngỗng nhỏ bác mau liền dứt khoát mua thêm sáu con vịt, ba con ngỗng nhỏ, trong đó một con ngỗng nhỏ vẫn là ngỗng xám, đầu miệng có đốm vàng trắng to bằng đậu nành những tiểu gia hỏa này đều bỏ vào trong một cái giỏ cũng có chút bất tiện nàng liền dứt khoát mua một cái lồng gà có nắp đậy đem tiểu tử kia đều bỏ vào sau đó xách lồng đi tìm người bán heo con bán heo con chỉ có hai phần còn không có đem heo con đều mang đến chợ chỉ dùng một tấm bảng vẽ một cái mô hình heo nói cho mọi người biết nhà này có heo con muốn bán giang minh nguyệt cũng lý giải dù sao một con heo con phải bán mười mấy đồng đến hai mươi mấy đồng nếu kéo heo con ra chợ thứ nhất có thể sẽ làm cho heo con sợ hãi đói bụng thứ hai vạn nhất nhiễm bệnh chà đạp thì hỏng rồi dù sao mỗi một con heo con đều đắt đỏ nàng hỏi hai phần bán heo biết được đều là giá năm mau một cân một phần cách đại tập ba dặm đường một phần cách năm dặm đường cũng không tính là xa chỉ cần một vài thỏa thuận để xem lợn nhưng không biết khối lượng giao dịch như thế nào vì vậy không thể nói bây giờ còn lại bao nhiêu giang minh nguyệt vừa nghe liền tính toán lập tức đi xem sau khi hỏi địa chỉ liền sách lồng gà xuất phát, rất nhanh đã đến Liễu Lâm pha cách đường Tam Lý, vào thôn hỏi thăm liền tìm được nhà bán heo con. Vừa lúc cũng có hai người nhìn nhau, Giang Minh Nguyệt cùng chủ nhân nhà chào hỏi một cái cũng đi theo phía sau cùng xem. Nhà này nuôi lợn kim hoa, giữa màu trắng, cổ và đầu là màu đen, da đen lông đen, là một loại lợn rất phổ biến được du nhập từ dinh hô vài năm trước, chịu được thức ăn thô, dễ sinh sản, làm mẹ cũng rất tốt, da mỏng xương, thịt ngon hàm lượng chất béo cao hương vị thịt thơm béo mà không ngấy trang trại nuôi lợn của đại đội thôn liễu thạch hà nuôi loại lợn này so với lợn trắng dài và lợn trắng lớn sau này đưa vào trọng lượng và tốc độ sinh trưởng kém hơn so với con thứ hai nhưng khả năng kháng bệnh mạnh và thịt còn ngon quả thật là lợn bản địa rất tốt er đều nói nhìn heo xem chuồng giang minh nguyệt đánh giá chuồng heo sạch sẽ này cùng với tổ lợn trải cỏ tranh ấm áp cùng với đám heo con mập mạp tròn vo tròn sùng liền vui mừng lại nhìn hình thể heo nái kia cũng phi thường tiêu chuẩn khỏe mạnh, lập tức hạ quyết tâm muốn mua, ta đến năm con heo nhỏ, có thể đưa đến liễu thạch hà thôn cho ta không? Nữ chủ nhân vừa nghe muốn năm con mừng rỡ quá đổi, vội vàng đáp ứng được, ngài nộp tiền đặt cọc của một con heo là được. Chờ ta đương gia trở về liền đưa cho đại thẩm ngươi, thôn liễu thạch hà đúng không, nhà nào, lão ngô gia ở phía tây, vào thôn hỏi thăm thím giang là được, thím giang. Chẳng lẽ liễu thạch hà kia đỡ để nhà chồng kia? ngài chính là thiếm giang, nữ chủ nhân thế nhưng cũng biết giang minh nguyệt, lần này ngay cả tiền đặt cọc cũng không cần, trực tiếp để cho giang minh nguyệt chọn heo, giang minh nguyệt chỉ năm con heo con đi ra, nữ chủ nhân liền vào vòng bắt, sau đó đặt ở một chỗ trong sân dùng ván gỗ sọc kinh cái gì đó khoanh tròn lại, chuẩn bị tập tán lớn nam nhân trở về liền dùng xe tay ga đi đưa, giang minh nguyệt vẫn đặt cọc 10 nguyên, sau đó cáo biệt đi nhà kế tiếp, lợn của nhà này là lợn đông bắc, toàn bộ màu đen, loại lợn này và trùng khánh vinh xương lợn, trung nguyên thái hồ lợn cũng được gọi là ba giống lợn chất lượng cao của Trung Quốc. Trong bảng xếp hạng lợn giống thế giới sau này xếp hạng thứ tư, là giống lợn bản địa rất tốt. Đáng tiếc những năm 80 và 90 bởi vì một số lượng lớn lợn nhập khẩu được giới thiệu đã bị đẩy ra khỏi thị trường chăn nuôi, dần dần mờ dần tầm nhìn của người dân, hiện đại đã hiếm khi có thể tìm thấy lợn Đông Bắc thuần chủng. Loại thịt lợn này có chất lượng tốt, khả năng chống rét mạnh, hiệu suất sinh sản tốt mỗi tổ sản xuất số lượng lớn, hơn nữa kháng bệnh mạnh, chịu súc vật, còn có thể lai tạo với các giống lợn khác, thật sự là lựa chọn tốt nhất cho chăn nuôi ở Đông Bắc Trung Quốc. Giang Minh Nguyệt lập tức định ba con, hai mẹ một công, từ nhà nàng mua một cái sọc lớn hơn, đem ba con heo con đều bỏ vào, ra khỏi thôn liền đem heo con đều thu vào trong không gian, chuẩn bị về nhà lại thả ra một con, hai con còn lại liền ở lại trong không gian bảo trì sinh sản thuần chủng. Chương 58 Trường Tiểu học xã Thạch Hà làm xong những gian minh nguyệt này trở về xã Thạch Hà tìm trường tiểu học, nói là tiểu học, kỳ thực hiện tại xem ra cũng phi thường đơn sơ, tổng cộng chỉ có hai dãy nhà ngói, trong đó một dãy sáu gian, phân biệt là lớp 1 đến lớp 6, mỗi phòng học thoạt nhìn cũng không quá lớn, phỏng chừng chỉ có thể chứa hơn 30 học sinh, một hàng khác mới có ba gian, hai phòng làm việc của giáo viên, một là phòng đựng thức ăn, mùa đông tiết kiệm củi dùng để sưởi ấm cho các phòng học giữa hai hàng phòng học là sân chơi đất lớn như hai sân bóng rổ gió thổi bụi bay lúc này là giờ học cho nên trên sân thể dục trống rỗng chỉ có tiếng đọc sách lan lãng truyền ra trong phòng học giang minh nguyệt chào hỏi một đại gia ở cửa để lại lồng gà ở đó sau đó theo hướng dẫn của anh đến văn phòng giáo viên tìm hiệu trưởng trường tiểu học này tổng cộng chỉ có bảy giáo viên một chủ nhiệm và một hiệu trưởng chủ nhiệm và hiệu trưởng cũng phụ trách dạy học thời gian giang minh nguyệt đến tương đối trùng hợp Hiệu trưởng hơn 50 tuổi vừa vặn không có tiết học, vừa nghe Giang Minh Nguyệt đến ý đồ lập tức mời cô ngồi, còn rót cho cô một ly nước, thật tốt khi đến trường, chúng tôi hoan nghênh trẻ em đến trường. Bây giờ có thể chen vào lớp học, chỉ cần thông qua số học trong vòng 10 và viết chữ hán đơn giản có thể được cắm vào, ngày mấy đứa trẻ trong nhà sắp tới, hai người, một cháu gái một cháu trai, đều 8 tuổi, được, được, con gái cũng phải đi học, bây giờ không phân biệt nam nữ đi học mới có thể rõ ràng a à. hiệu trưởng cũ cười vui vẻ khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng làm cho mọi người cảm thấy thân mật và hiền lành ba ngày sau tới tham gia khảo hạch được không giang minh nguyệt đoán chừng phải huấn luyện đột kích khẩn cấp cho bọn nhỏ nhất là ngô hiểu cương bảo đảm có thể thuận lợi thông qua sát hạch mới được được ba ngày sau buổi sáng tôi chuẩn bị đề thi cho bọn nhỏ cảm ơn hiệu trưởng giang minh nguyệt đứng dậy cáo từ còn bảo hiệu trưởng lưu bước lúc này đã là giữa trưa một giáo viên trung chuông nhỏ, sau tiếng chuông qua đi bọn nhỏ nối đuôi nhau đi ra, sân thể dục trống rỗng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Những đứa trẻ ở gần nhà mang theo cặp sách về nhà ăn trưa, những đứa trẻ xa xôi gặm nhấm tổ lạnh, có giáo viên mang theo ấm đun nước nóng cho họ. Giang Minh Nguyệt cảm giác bầu không khí trong khuôn viên trường cũng không tệ lắm, cảm ơn đại gia trong coi sau đó sách lồng gà vội vàng chạy về, đi được nửa đường thả ra, cái sồi và con lợn con, sau đó thêm 10 con gà vào lồng gà sắp đến cổng làng vừa vặn đụng phải có người đẩy xe tay ga hỏi thăm nhà cô, cô lập tức nên đón, chính là tới đưa heo, thấy Giang Minh Nguyệt lập tức mua sáu con lợn con về, buổi trưa mọi người đi làm đều sợ ngây người, thím Giang, nhà ngươi không phải có nhiều gà sao? Sao anh còn nuôi nhiều lợn như vậy sao? Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, hỗ trợ xây dựng chủ nghĩa cộng sản, Giang Minh Nguyệt vừa dẫn nam nhân đưa heo về nhà vừa thuận miệng trả lời, thím Giang, ngươi nuôi nhiều thức ăn cho lợn như vậy có đủ không đánh lợn cỏ a à, hiện tại rau dại đều mọc ra còn có tự lưu lại đất làm nhiều một chút cũng được thím giang con lợn này phải tốn không ít tiền chứ nhà thím giang bây giờ con trai út có lương con trai lớn còn đi xưởng ngói người ta không thiếu tiền sao không thiếu tiền a à? chút lợn này đều móc sạch tài sản nhà ta còn để người thân mượn một chút phải đợi cuối năm bán heo rồi mới trả không liều mạng làm một việc làm sao được a à? lão tứ nhà ta còn chưa kết hôn, vậy không được phô trương A, à. cháu trai nhà ta nhiều như vậy, không kiếm được nhiều A, à. may mắn chính sách quốc gia tốt, chúng ta mới có thể buông tay làm A, à. hơn nữa mùa xuân này mưa tốt, xem ra không hạn được, nếu giống như hai năm trước, ta cũng không dám nuôi heo, đừng nói nuôi lợn, gà ta đều phải bán hết, đúng đúng đúng, năm nay cảnh quan hẳn là không tệ rồi, gần đây mưa này rất tốt, lật đất đều thoải mái. Đội trưởng nói sắp bắt đầu xuân canh. Giang Minh Nguyệt cùng mọi người chen chút tán gẫu vài câu liền gia tăng bước chân đi về nhà, gọi Ngô Kim Trụ đi ra cân nặng cho Tiểu Trư. Người đàn ông bán lợn trên xe mang theo cân, đem heo con bỏ vào trong sọt cân nhất, sau đó bỏ đi phân lượng sọt, năm con heo con tổng cộng 170 cân, đều là hai tháng 30 cân một con heo con, tổng cộng 85 tệ. Giang Minh Nguyệt đưa tiền cho người đàn ông bán heo, còn tặng anh ta một cái tổ cảm ơn anh ta đưa heo tới đây, người đàn ông bán lợn gọi tiền tốt rồi lại cảm ơn sau đó cao hứng rời đi. Người ngô gia cũng tất cả đều vây quanh vòng tròn nhìn sáu con heo con này, trong lòng ai nấy đều kích động không chịu nổi. Đây chính là khoản đầu tư lớn nhất của chúng ta, đây là bảo bối của cả nhà A, à, nhất định phải chiếu cố tốt. Lý Thúy Lan nói xong liền muốn đi nấu thức ăn cho heo, Giang Minh Nguyệt ngăn lại, trước đừng nóng vội, chúng nó vừa mới tới quen thuộc với hoàn cảnh, đói chúng nửa ngày không có việc gì, buổi tối lại cho ăn chuồng lợn đều là vòng đất, trong đó có một phần ba bị dựng lều, phía dưới trải hai bó cỏ tranh, còn trải một giỏ lá khô, đám heo con vừa đến hoàn cảnh xa lạ quả nhiên có chút nhát gan, cũng may năm con chúng đều là một tổ, cho nên chen chúc cùng một chỗ còn không tính là bị kinh hách, con heo đen kia cùng chúng là xa lạ, cho nên một mình ở một góc, cũng may chỉ chốc lát sau, đám heo con đông ngửi ngửi tây ngửi liền quấn quanh trong vòng tròn. Hai gian không gian lớn để cho bọn họ có thể tận tình vui vẻ. Chỉ chốc lát sau cũng quen thuộc, con heo đen nhỏ kia cũng thành công trà trộn vào trong đó. Giang Minh Nguyệt đem gà con, con vịt con, ngỗng con mang về cũng thả ra, ngay cả hai con gà mái già kia còn có hơn 40 con gà con cùng nhau nuôi, chuẩn bị vài ngày nữa đều bỏ vào chuồng gà nuôi, chờ vịt con ngỗng nhỏ lớn hơn một chút liền chạy chúng ra sông để bọn họ có thể ăn cỏ ăn tôm con. Vịt và ngỗng lớn là động vật nhận nhà, chỉ cần được gửi hai lần họ có thể nhớ tuyến đường, thời gian tới có thể để cho họ đi một mình. Mỗi ngày chỉ cần mở cửa vào buổi sáng, họ có thể xếp hàng xuống sông, buổi tối không cần phải tìm kiếm, đến thời gian sẽ xếp hàng trở lại, hơn nữa vịt và ngỗng lớn được thả như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều ngũ cốc, hơn nữa ngỗng lớn vốn thích ăn cỏ, như vậy còn có thể làm cho chúng phát triển nhanh hơn, đẻ trứng nhiều hơn. Bây giờ không giống như sau này, trên đường không có xe cộ sẽ sợ hãi họ, phong cách xã hội tốt cũng sẽ không có người đi ăn cắp, vì vậy thả là được, thuận tiện hơn nuôi gà. Con thỏ nhỏ đã sắp thành thỏ lớn rồi, vòng thỏ vừa đậy nắp xong đã được thả vào, Giang Minh Nguyệt tính toán qua hai ngày lại lấy chút thỏ khác tiến vào, nuôi trồng đại nghiệp nhà mình liền thỏa đáng rồi, làm xong những thứ này, mọi người liền vội vàng ăn cơm, trên bàn cơm, Giang Minh Nguyệt đưa vào trường tiểu học kiểm tra, chuyện đã nói, ngô hiểu noãn ngày thường theo trương tuệ tâm học qua một ít chữ hán đơn giản cùng cộng trừ, cho nên vừa nghe những bài kiểm tra này liền cảm thấy không thành vấn đề, ngô hiểu cương có chút vất vả số học trong vòng 10 tuổi của hắn cũng được, nhưng chữ hắn thật sự không biết mấy người, cho nên hắn phải bỏ ra khí lực lớn trong 3 ngày huấn luyện khẩn cấp này. Giang Minh Nguyệt cũng không cầu hắn có thể viết chữ đẹp mắt đến mức nào, ít nhất có thể để cho lão sư nhận ra chữ hắn viết là gì cũng được, sau này có thể nhập học sau này chậm rãi bổ sung, bắt kịp tiến độ giảng dạy của trường là được. Hai ngày tiếp theo, hai đứa trẻ bắt đầu huấn luyện đột kích, không chỉ ban ngày phải học, buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải ôn tập, nhất là ngô hiểu cương lý thúy lan đi theo ngô kim trụ học tập đồng thời lôi kéo hắn đi cùng hai mẹ con so đấu đến học chưa kể hiệu quả cũng không tệ lắm có mẹ đi theo mình học ngô hiểu cương thật đúng là so tài ba đêm nhớ kỹ ba mươi mấy chữ hán cứ như vậy đến ngày ước định với lão hiệu trưởng giang minh nguyệt mang theo hai đứa nhỏ đi tham gia kiểm tra nhập học thời gian rất ngắn chỉ một giờ toán ba mươi đề số học ngữ văn hai mươi chữ hán điền vào chỗ trống cộng thêm mười câu từ hai cô hiện viết giáo viên liền phê chuẩn rất nhanh đã đạt điểm ngô hiểu loãng toán học hoàn toàn đúng ngữ văn sai một chữ ngô hiểu cương toán sai ba câu ngữ văn sai bảy câu cũng đều tính là thông qua vì vậy hiệu trưởng của vui mừng nói với họ rằng họ có thể nhập học vào ngày mai hai đứa trẻ đã trở thành một học sinh vinh quang ba bà cháu sau khi cảm ơn lão hiệu trưởng cao hứng rời khỏi cổng trường giang minh nguyệt trực tiếp dẫn hai người đến xã cung ứng tiêu thụ mua giấy bút đồng thời còn thưởng một cân bánh sau đó lại mua giấy vàng cùng nến thơm sắp thanh minh rồi nên dân mộ cho ngô lão hán cũng vừa lúc lẩm bẩm với hắn về biến hóa trong nhà hơn ba tháng nay các nàng cao hứng trở về nhà vừa đến cổng làng liền phát hiện những người đi làm đều chạy theo một hướng miệng còn hô nhanh lên nhanh giang minh nguyệt trong lòng tò mò tiện tay ngăn người hỏi thăm người nọ trả lời bốn cột mẹ nó bị hoàng lan tử mê hoặc đang ở trong nhà giày vò nói xong liền vội vàng vàng chạy đi chương 59 Hoàng Lan Tử làm việc, Hoàng Lan Tử là cách xưng hô địa phương đối với trồn cũng chính là trồn, thế hệ trước đều nói thứ này sẽ mê người tâm tính, vùng Đông Bắc đều gọi nó là Hoàng Đại Tiên, rất nhiều người trong nhà còn có thể cung phụng nó. Còn có chỗ gọi nó là da vàng, truyền thuyết về nó muôn hình muôn vẻ, bởi vì lông đuôi của nó là chất liệu làm bút lông, được gọi là sói, cho nên có một số nơi sẽ chuyên môn thu mua da của nó. Bất quá lâm du nơi này không có ai làm, đều sợ phạm kiên kỵ. Giang Minh Nguyệt khi còn bé cũng nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết về nó, bất quá cũng chưa từng chứng kiến qua, trong trí nhớ Giang Lão Thái Thái cũng chưa từng trải qua, không nghĩ tới hôm nay lại nghe nói có người bị Hoàng Lan tử mê hoặc, nàng cũng không khỏi tò mò, đem đồ đạc đều dặn dò hai chị em ngô hiểu noãn sau khi thả về nhà cũng đuổi theo đám người, tứ trụ tử họ vương, xếp hạng lão tứ, đều là gia tộc họ lớn trong thôn, nhà hắn ở phương hướng đông bắc thôn, cách cửa thôn cũng không xa giang minh nguyệt bước chân nhanh rất nhanh đã đến đầu ngõ nhà hắn hảo gia hỏa đừng nói trong nhà trong ngõ hẻm đều chật ních người đến xem náo nhiệt giang minh nguyệt người vào không được cho nên liền phóng ra ý thức đi nhìn chỉ thấy bốn cột mẹ nó đang cào loạn trên nó ánh mắt nửa mở nửa nhắm một mảnh mê ly trong miệng phát ra giọng hát rắc rắc nha nha bộ dáng lúc bình thường quả thực là rất khác nhau quả thực giống như đổi thành một người khác tất cả mọi người trong nhà đều chen chúc trong phòng mấy người phụ nữ đang ôm lấy cô giữ tay chân không cho cô cày lung tung vừa hướng ra ngoài hô nhanh lên còn chưa cầm tới sao tới đây rồi liễu điều rồi có người kêu xông vào trong tay đang vung lên từng cây roi vạn thành mấy nhánh liễu mang theo lá non roi liễu tới mau tránh ra ấn mấy người của mẹ tứ trụ lập tức tránh ra một người trong đó nhận lấy liễu liền rút về phía mẹ tứ trụ vừa rút ra một bên nói mau cho ta ra mau cho ta đi ra kêu ngươi họa hại người gọi là ngươi tai họa người liễu thanh mềm dẻo nhưng rút lên người cũng không có nghĩa là không đau a à. mẹ tứ trụ bị quất dừng lại gãi gãi ở trên màn một trận quay cùng né tránh trong miệng truyền ra giọng điệu thay đổi kêu lên đau a à. đau a à, đau ngươi còn không mau đi ra người nọ tăng thêm lực đạo tiếp tục đánh nhau nhất là hướng về phía nấp nghe nói nơi này là chỗ yếu ớt của hoàng lang tử liễu điều đánh việc này giang minh nguyệt ngược lại hiểu rõ tục ngữ nói liễu điều đánh quỷ ba roi ít một tấc liễu thụ vốn là âm nhưng âm cực sinh dương cho nên dương khí liễu rất nặng mà quỷ là âm khí tập thể cho nên bị liễu quốc sẽ bị tổn hại rất lớn thế nhưng đây là hoàng lan tử a liễu điều cũng tốt sao giang minh nguyệt tỏ vẻ hoài nghi quả nhiên đánh nửa ngày mẹ tứ trụ chỉ là đau gọi cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào người đánh cũng dần dần không còn khí lực trở nên thở hồng hộc nhìn về phía tứ trụ cùng mấy huynh đệ cùng tức phụ khác làm sao bây giờ hình như không có hiệu quả gì a, à. lúc này đại đội trưởng Trương Minh Đức và chủ nhiệm trị bảo Trương Minh Đường cũng chạy tới, nhìn đám người trong ngõ lập tức đen mặt, tách đám người quát, đều về nhà ăn cơm, buổi chiều không làm việc, uy tín của đại đội trưởng vẫn rất cao, đám người vây xem hô một chút liền tản ra bảy tám phần, chỉ có một ít tiểu hài tử cùng lão nhân lớn tuổi trong thôn không đi. Trương Minh Đức cũng mặc kệ, đi vào trong sân, vừa vào phòng thấy tình huống này liền nhíu nhíu mày, đây là đang mê tín dị đoan phong kiến a. À bị biết rất đáng sợ người nhà tứ trụ đều cầu khẩn nói đại đội trưởng không phải chúng ta muốn phạm sai lầm thật sự là chuyện này quá quỷ dị a à? đang nấu cơm thật tốt người này đột nhiên cứ như vậy ngươi nhìn xem như thế nào cũng không giống bộ dáng bình thường a à? trương minh đức nhìn cũng có chút đau đầu hắn quay đầu lại nói với trương minh đường đến nhà thợ một mượn mặt đấu lão gia tử từng nói qua tịch tà kia lão gia tử hắn nói là ba hắn đã gần 70 tuổi bình thường không đi làm nữa ngẫu nhiên mới đi vòng quanh đất một vòng. Trương Minh đường lập tức đi, chỉ chốc lát sau cầm mực đấu trở về. Mặt đấu là một loại công cụ mà thợ một dùng để vẽ đường, bởi vì chỉ bắn thẳng tắp, đại biểu cho quy củ đại đạo trên thế gian, cho nên có công hiệu tịch tà trừ quỷ. Còn chưa nói, thứ này vừa cầm vào phòng, mẹ tứ trụ đang lăn lộn lập tức không nhúc nhích, nhưng ánh mắt nhìn người rất là quỷ dị, há miệng nói cũng không phải giọng địa phương, ta đói bụng, ta đói bụng mọi người nghe liên tục hai lần mới nghe rõ nàng nói là đói bụng không khỏi cả kinh tứ trụ càng sợ tới mức lập tức quỳ xuống ngươi đói bụng ta làm thịt gà cho ngươi cho ngươi làm thịt gà được không ngươi đừng gây họa cho mẹ tôi được ăn gà ăn gà ta đi đây đi đây bốn cột đứng dậy lăn lộn liền chạy tới chuồng gà giang minh nguyệt nghe được cuộc đối thoại này không khỏi trong đầu linh Quang chợt lóe nhớ tới khi còn bé ông nội nói qua lập tức nhấc chân từ cửa lớn đi vào không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người khác đi tới trước mặt mẹ tứ trụ hỏi ngươi nhà ở đâu nhà ta ở thanh phong đài minh nguyệt động mẹ tứ trụ thế nhưng thật sự trả lời tuy rằng giọng điệu quá dị nhưng cũng có thể nghe rõ lời nói ngươi bây giờ ở đâu không trời đất tôi sống trong không khí du du thật thoải mái du du thật thoải mái câu này cũng có chút không đầu không đọc mọi người không hiểu ý nghĩa giang minh nguyệt lại so ra hiệu im lặng sau đó quay đầu đánh giá chung quanh vừa lúc nhìn thấy cái giỏ nhỏ treo lơ lửng trong lều trong nhà hắn không ngừng lắc lư giang minh nguyệt cầm một cây gậy dài đâm về phía cái giỏ kinh điều kia ầm ầm một tiếng một con sói vàng toàn thân vàng úa từ bên trong nhảy ra chạy hai lượt liền biến mất trong tầm mắt mọi người ai nha người vây xem kinh hãi kêu to nhao nhao sợ lui về phía sau hai bước trương minh đức và trương minh đường cũng hoảng sợ kinh nghi bất định nhìn hoàng lan tử lại nhìn về phía giang minh nguyệt mẹ tứ trụ trên giường cũng lập tức mềm nhũng ngã xuống hôn mê bất tỉnh, mẹ, đệ mùi, mấy người lập tức gọi nàng, béo ngực thuận trong người bận rộn, Giang Minh Nguyệt đi vào lấy ngân châm hướng mấy huyệt vị đâm xuống, cũng chỉ mười mấy giây, tứ trụ ma ma liền chậm rãi tỉnh lại. Nhìn mọi người trước mắt trong lúc nhất thời có chút mờ mịt sao, sao anh lại vây quanh tôi? khí làm thế nào tôi vẫn còn châm cứu, mẹ, tứ trụ ôm lấy mẹ cậu, vừa sợ vừa sợ thiếu chút nữa khóc ra, mẹ bốn cột nóng nảy sao lại có bốn cột, ngươi sao lại trở về công việc tan vào buổi trưa bữa tối của tôi vẫn chưa sẵn khí trên người ta sao lại đau như vậy giang minh nguyệt dừng lại bàn tay loạn động của nàng đem mấy cây ngân châm cất lại sau đó nói lão tẩu tử ngươi cái gì cũng không nhớ rõ tôi nhớ rõ tôi đang nấu cơm sau đó sau đó giống như có một cái gì đó màu vàng lóe lên sau đó sau đó tôi mở mắt ra là các bạn mẹ tứ trụ chậm rãi ngồi dậy sắn tay áo lên phát hiện trên cánh tay đều là dấu vết quất lại nhìn người trong phòng không khỏi có chút sợ hãi sao ta chiêu cái gì bẩn thỉu không phải là hoàng lan tử chứ chính là hoàng lan tử mẹ ngươi có thể dọa chết con may mắn đại đội trưởng cùng thím giang bằng không còn không biết làm sao bây giờ mới tốt tứ trụ vội vàng đem chuyện vừa xảy ra nói cho mẹ hắn biết mẹ tứ trụ lập tức cảm kích nhìn về phía trương minh đức cùng giang minh nguyệt cảm ơn đại đội trưởng cùng mẹ nó cột cảm tạ quá nhiều trương minh đức lắc đầu thím đều là người trong thôn nên làm hắn nhìn về phía giang minh nguyệt thím giang ngươi làm sao biết trị được hoàng lang tử như vậy đánh bậy đánh bậy vừa rồi tứ trụ cùng nó câu chuyện nó có thể trả lời ta liền nhớ tới khi còn bé gia ta đã nói qua hoàng lang tử quấy phá nhất định sẽ không khoảng cách quá xa cho nên liền hỏi nó ở đâu nó nói không được trời không đất vậy khẳng định chính là treo ở giữa không trung nơi nào a à? còn nói đi lang thang vậy khẳng định chính là đang lắc lư, cho nên ta nhìn lướt qua liền nhìn thấy cái sọc kinh lung tung kia. Giang Minh Nguyệt đem nguyên nhân cùng bàn giao ra, Trương Minh Đức cùng mọi người nghe xong liên tục gật đầu, chương 60 nuôi trồng thủy sản lớn, có một bà già lớn tuổi chen vào, có lẽ cũng có liên quan đến việc đỡ đẻ của ngươi, người đời trước nói, đau đau kia bởi vì dính quá nhiều máu tươi, cho nên có thể trấn trạch tịch tà, nhưng đau phủ khi chết lại phải đeo găng tay trắng, đại biểu hắn là sạch sẽ mà tay mẹ đỡ đẻ cũng dính rất nhiều máu tanh bất quá lúc chết lại phải đeo găng tay đỏ bởi vì nó đại biểu hồng liền đỏ máu ta dính đại biểu cho tân sinh cho nên ngươi có thể xua đuổi hoàng lang tử kia có thể chính là có quan hệ với cái này giang minh nguyệt cũng biết những kiên kỵ này nhưng không xác định vừa rồi đuổi hoàng lang tử đi có phải vì chuyện này hay không càng không muốn sau này nhà ai có tà sự đều tới tìm mình cho nên tiếu tiếu nói có thể là trùng hợp chúng ta phải tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật a nàng nói chỉ chỉ trên mặt trên mọi người lập tức trong lòng liền biết rõ tâm miệng không nói trương minh đức cũng ho khang một tiếng được rồi tất cả mọi người tan đi mau ăn cơm buổi chiều đi làm hôm nay việc này chính là mẹ tứ trụ nhất thời hồ đồ không có việc gì mọi người ai cũng không được nói lung tung cũng đều quản tốt tiểu hài tử các nhà nghe có hay không nghe được mấy người vây xem lập tức đáp ứng sau đó vội vàng vội vàng rời đi trước khi đi còn kéo tiểu hài tử nhà mình đi giang minh nguyệt cũng muốn đi tứ trụ vội vàng nói thím giang hôm nay nhờ ngươi con gà này buổi tối hầm cho ngươi cùng đại đội trưởng bưng đi a à. không cần không cần giữ lại để bồi bổ thân thể cho chị dâu đi lăn qua lăn lại một hồi cũng phải chậm một chút mới có thể tốt giang minh nguyệt từ chối vội vàng rời đi hai huynh đệ trương minh đức và trương minh đường cũng sau đó đi ra trương minh đức thuận miệng cùng giang minh nguyệt tán gẫu giang thẩm tử nghe nói nhà ngươi năm nay nuôi mấy chục con gà còn nuôi sáu con heo a à. Tuy nói là hưởng ứng kêu gọi, nhưng những thứ này quả thật cũng không ít a. À. Ăn uống nha dùng đều là một khoản tiêu hao rất lớn, có thể nuôi tới đây sao? Có khó khăn không? Ăn uống đúng là một khoản rất lớn. Bất quá gần đây vào thành nghe bọn họ nói một ít bí quyết nuôi heo nuôi gà, ta muốn thử xem. Đến lúc đó có thể làm cho gà càng thích đẻ trứng, lợn phát triển nhanh hơn. Nếu tôi có thể chăn nuôi thành công, tôi sẽ chia sẻ phương pháp cho tất cả mọi người toàn bộ đại đội của chúng tôi và thậm chí cả xã có thể thúc đẩy. Đến lúc đó chúng tôi có thể thành lập một trang trại gà thực sự chính hãng và trang trại lợn. Giang Minh Nguyệt vẽ bánh lớn cho Trương Minh Đức, đến lúc đó đừng nói đại đội chúng ta, cho dù là đại đội trưởng ngày này cũng có ánh sáng trên mặt, đều phải được cấp trên khen ngợi. Trương Minh Đức có chút nghi ngờ thiếm giang, ngươi nói bí quyết nuôi gà nuôi heo, là thật. Gà này sợ nhất là sinh kê ôm, một khi truyền gà, đó chính là ba hai ngày có thể chết một đám lớn a à. hơn nửa lợn này không ăn lương thực chỉ ăn cỏ lợn cũng không thích trường tiến đừng vất vả cho ăn một năm lớn đến lúc đó không đủ tiêu chuẩn thu của lò mổ đại úy ngươi cũng biết tôi sẽ đỡ đẻ một số bệnh phổ biến tôi cũng sẽ xem vì vậy tôi cũng đã cho lợn và gà này với thuốc giữ chúng sẽ không xảy ra bệnh dịch tả lợn gà cộng với bí quyết học tập mới này ngươi chờ đợi để xem chờ ta cho mọi người đường đi ta mang theo đại đội chúng ta cùng nhau nuôi heo nuôi gà giang minh nguyệt vừa tỏ thái độ vừa đưa ra yêu cầu bất quá đại đội trưởng ngươi cũng biết trong nhà thoáng cái nhiều heo gà như vậy muốn xử lý chỉ dựa vào thời gian xuống công là thật sự không đủ cho nên tôi muốn xin không làm được liền ở nhà toàn lực nuôi những thứ này ngài xem như vậy sao những người khác trong gia đình tôi sẽ không đi làm chỉ có tôi không đi một mình làm thế nào hiện tại phân lương là người thất công tam cho nên giang minh nguyệt còn làm được mà không kiếm được công việc cũng phải phân chia khẩu phần lương thực tự nhiên cần phê duyệt mới được trương minh đức có chút chần chờ nhưng rất nhanh vỗ tay quyết định được thím giang liền dựa theo lời ngươi nói để cho ngươi ở nhà nuôi gà không cần đi làm nhưng chúng tôi cũng đã nói nếu cả lợn và gà đã được nuôi dưỡng ngươi thực sự sẽ dạy cho tất cả mọi người phương pháp với tất cả mọi người để làm điều đó không thành vấn đề giang minh nguyệt lập tức đáp ứng trương minh đức gật gật đầu lúc này mới mang theo Trương Minh đường rời đi. Ngô gia không có ai đi xem náo nhiệt, đều ở nhà bận rộn nấu cơm ăn cơm cho heo ăn gà. Mấy con heo con này trước mắt còn nhỏ, cho nên lượng thức ăn còn chưa quá lớn, mỗi ngày nấu một nồi thức ăn cho heo là đủ rồi. Bên trong là cám gạo trộn lẫn đào về các loại rau dại, đám heo con rất thích ăn, ai nấy đều lắc đầu lắc đầu. Gà con cũng từng ngày một, đã được đặt trong chuồng gà mới, cho nên trong sân thoáng cái sạch sẽ không ít, hơn nữa vì thuận tiện ra vào, tường giữa sân và đại viện bên cạnh bị phá một lối ra như vậy cho gà ăn cho thỏ ăn liền thuận tiện hơn trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều rất bận rộn người đi làm mỗi lần trở về đều phải mang rau dại cùng cỏ dại đã diệt bỏ trên mặt đất về buổi tối còn phải cố ý đi đào bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi mỗi ngày đều xách một cái giỏ nhỏ đào rau đào dung đất bắt sâu lúc này mới cung cấp nhiều gà vịt heo thỏ tiêu hao như vậy giang minh nguyệt đem chuyện của mẹ tứ trụ nói đơn giản với người nhà sau đó chính là trọng điểm nói an bài nuôi heo nuôi gà với trương minh đức ngô thuyên trụ ngô kim trụ bọn họ cũng phi thường chú ý phương diện này dù sao đã đầu tư nhiều như vậy ai cũng muốn có kết quả tốt cho nên tất cả mọi người đều nghiêm túc nghe kế hoạch của giang minh nguyệt nếu là muốn sau này dạy cho các xã viên đều làm như vậy giang minh nguyệt nhất định phải áp dụng phương pháp mà tất cả mọi người trên thế giới đều có thể thao tác nuôi heo nuôi gà mà không thể dùng lương thực trong không gian của mình đi đường tắt vì vậy cô đã chọn hai loại thức ăn màu xanh lá cây rất tốt cỏ linh đà và bèo xanh mịn mấy ngày trước ở trong rừng rền phân chia cho nhà nàng ở bờ sông tây rải hạt giống hai loại cỏ này hôm qua đã đi kiểm tra qua đều đã nảy mầm suốt đầu tin tưởng qua một thời gian ngắn là có thể bắt đầu thu hoạch cỏ linh một hoa tím là loại cỏ mục đậu có danh hiệu vua protein trong cỏ mục vụ hàm lượng protein rất cao trong giai đoạn non không chỉ lợn thích ăn người cũng có thể ăn hái chồi non Dùng nước nóng đun nóng qua đi trộn lạnh hoặc làm nhân cũng được. Và gia súc, cừu, vịt, ngỗng cũng có thể ăn. Đợi đến khi nó ra hoa chín, còn có thể thu hoạch phơi khô bột, là thức ăn xanh rất tốt vào mùa đông. Lục tế bình là một loại cỏ mới được nhập khẩu từ nước ngoài vào những năm 1970, ưu điểm là chịu lạnh, chịu hạn, chịu mặn, năng suất cao, tăng trưởng nhanh, bình xanh miệng bình bình một mẫu đất một ngày đêm có thể tăng sinh 3-400 kg. Một chu kỳ sinh trưởng cũng chính là 3-4 tháng là có thể nuôi 20 con heo. Lúc này bị Giang Minh Nguyệt lấy ra trước, người dân nông thôn cũng sẽ không có kiến thức này, chỉ coi đây là một loại thực vật khác trước đây chưa từng phát hiện ra. Nếu như cấp trên phái người đến học tập khảo sát, đến lúc đó liền từ chối nói phát hiện ở bờ sông cũng được, dù sao đến lúc đó sườn núi hoang của thôn cũng sẽ mọc đầy cái này, người cũng không có biện pháp truy cứu thứ này rốt cuộc lấy từ đâu ra. Có cả hai đều có chu kỳ tăng trưởng dài có thể nhiều lần thu hoạch thức ăn xanh, so với rau gai và những thứ khác sử dụng cao hơn. Hơn nữa đến lúc đó cô đến xưởng chế biến hái sò ở thành phố mua một ít vỏ sò để xay bột để bổ sung canxi cho lợn và gà, tin tưởng lợn và gà của cô nhất định sẽ tốt hơn những người khác nuôi. Người trong nhà vừa nghe kế hoạch này cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên, còn khen ngợi, người có văn hóa này chính là biết nhiều, mẹ vào thành những chuyến này thật đáng giá, không chỉ chữa bệnh cho người ta kiếm tiền, còn học được tri thức xem ra bọn nhỏ nhất định phải đọc sách A, nếu không nói như thế nào, trong sách tự có hoàng kim ốc, kiến thức này, chính là có thể làm giàu, mọi người đồng loạt cười rộ lên, nếu kế hoạch tiếp theo đã được đồng ý, sau đó tất cả mọi người bắt đầu hành động, ngô thuyên trụ và ngô kim trụ sau khi hạ công đã chọn một mảnh đất núi gần Tây Hà khai hoang, chuẩn bị trồng thêm cỏ linh linh tím và bình xanh miệng đi ra. Giang Minh Nguyệt thì đến xưởng chế biến động vật có vỏ trong thành phố mua một bao tải vỏ sò và vỏ trân châu bối bối thứ này bình thường cũng sẽ bán cho nhà máy thức ăn chăn nuôi bên ngoài chế biến thành thức ăn chăn nuôi, bất quá giá rẻ không được, một bao tải mới một hào, nhà máy thức ăn chăn nuôi xây thành bột cũng là theo trăm cân mới bán. Giang Minh Nguyệt chỉ đưa ra ngoài một gói thuốc lá liền lấy được tư cách mua, dễ dàng mua về 10 túi vỏ sò, tất cả đều dùng tàu nhỏ ký gửi trở về, chuẩn bị lên nghiền nát làm bột vỏ sò làm thức ăn, nếu không phải mua thức ăn cũng phải mua vé, cô còn thật sự muốn mua chút thức ăn về đáng tiếc sau này phải để cho tất cả mọi người nuôi theo thức ăn không cung cấp nổi cho nên chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ biện pháp lúc này xuân canh trong đại đội cũng bắt đầu đầu tiên được đưa lên lịch trình chính là tưới nước cho lúa mì mùa đông sau đó là trồng lúa miếng thóc bông ngô đậu vờ vờ trong thời gian này giang minh nguyệt lại kích hoạt mưa phù lại hai lần để xuân canh có thể tiến hành thuận lợi sau một tháng bận rộn tất cả các thành viên của xã hội đã mệt mỏi và thoát khỏi một lớp da nhưng trái đất ngay sau đó đã xuất hiện một lớp màu xanh lá cây mới mang lại hy vọng vô hạn cho mọi người